Vương Nhất nghe được nhẹ gật đầu, đồng ý với đạo lý này. Tăng Quốc Vinh tiếp tục nói, cũng không có chuyện gì khác, tôi nghe nói, ngài và người giàu nhất thành phố Thiên An, ngài Hồ Hoàng Việt có quen biết phải không? Gặp qua mấy lần, Vương Nhất nói. Vậy thì tốt quá. Tăng Quốc Vinh vỗ tay một cái, nói, lần tới khi gặp được Hồ Tiên Sinh, có thể giúp tôi tiến cử một chút với Thương hội Hồng Ưng được không? Nghe vậy, Vương Nhất lập tức nở một nụ cười, ông muốn vào Thương hội Hồng Ưng sao? Muốn. Tăng Quốc Vinh gật gật đầu, kích động nói, gia nhập Thương hội Hồng Ưng là ước mơ của tất cả thương nhân khu vực GC, bởi vì, gia nhập Thương hội Hồng Ưng rõ ràng cho thấy đã có được một tấm vé để đặt chân vào trụ cột kinh tế của nước Hát. Tôi không muốn chỉ rụt đầu rụt cổ ở thành phố Thiên An, mà đặt mục tiêu hướng ra toàn quốc, thậm chí là toàn thế giới. Vương Nhất vui vẻ gật đầu, chỉ nói một chữ. Được. Thật vậy sao? Ngữ khí của Tăng Quốc Vinh lập tức trở lên dồn dập. Gần đây tôi nghe được một tin, tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng muốn tới Thiên An. Tất cả chủ tịch của các xí nghiệp lớn của thành phố Thiên An muốn gia nhập Thương hội Hồng Ưng đều dùng quan hệ ngầm, muốn gặp mặt người tổng phụ trách, ngài có thể giới thiệu tôi với người tổng phụ trách không? Vương Bắc cười nhạt, tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng, vốn dĩ chính là mấy người thương si phái tới hỗ trợ mình, để cho ai vào, còn không phải chỉ cần anh nói một câu sao? Nhưng anh cũng không nói ra, chỉ tùy ý nói một câu, dược phẩm thường kỳ của Thương hội Hồng Ưng sắp bị đá ra rồi. Vậy ông vừa lúc thế chân ông ta đi. Lời này vừa nói ra, Tăng Quốc Vinh sửng sốt một chút, ai nói dược phẩm thường kỳ sắp xuống đài. Vương Nhất không nói gì, chỉ là nụ cười nhạt trên mặt lại sâu thêm vài phần. Khi công ty ẩn long hoàn toàn trở về với nhà họ Lý, đó là lúc dược phẩm thường kỳ phá sản. Đúng là anh có thể trực tiếp bảo tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng đá thẳng thường kỳ ra, nhưng làm chuyện gì cũng phải minh bạch. Làm như vậy sẽ chỉ khiến cho những người khác bất mãn, thậm chí khiến lòng người hoảng sợ. Đi thôi, đưa thông tin của Phó Tổng Châu kia của ẩn long cho tôi. Vương Bác bình tĩnh nói, tôi có việc quan trọng cần dùng. Sau khi cho Tăng Quốc Vinh rời đi, Vương Nhất ngồi một trên ghế sofa, gương mặt mang một nụ cười tươi nắm chắc phần thắng. Reng reng reng. Đúng lúc này, di động vang lên, vậy mà là Lý Thiên Dương gọi tới. Vương Nhất nhận cuộc gọi. Cười nói, alo, ba, sao lại có thời gian gọi cho con vậy? Nhưng đầu bên kia điện thoại, giọng nói của Lý Thiên Dương lại hơi khàn khàn, còn nồng nặc men rượu. Tiểu Vương, con ở đâu, đến đây uống rượu với ba. Vẻ mặt Vương Nhất trở nên nghiêm túc, ba uống rượu sao? Đừng hỏi nữa, chỉ cần nói tới hay không thôi. Men rượu trong lời nói Lý Thiên Dương ngày càng đậm, ngay cả giọng nói cũng hơi run rẩy theo. Con sẽ đến ngay. Ngắt máy, Vương Nhất vội vàng ra khỏi văn phòng, đi thang máy thẳng xuống. Ba không phải người thích uống rượu, thậm chí trong ấn tượng của anh, dường như chưa từng say bao giờ, chỉ khi gặp phải chuyện cực kỳ đau lòng, mới có thể mượn rượu giải sầu. Chuyện gần đây có thể khiến Lý Thiên Dương thất vọng đến độ mượn rượu giải sầu, cũng chỉ có chuyện bọn người Lý Mộng Đình rời đi. Bọn họ đều đi theo nhà họ Kim, nhà cũng chẳng còn là nhà. Nghĩ vậy. Lửa giận trong là Vương Nhất càng sâu, ngăn lại một chiếc xe, chạy về phía nhà họ Lý. Bộp! Khoảnh khắc đẩy cửa ra, Vương Nhất liền thấy một mình Lý Thiên Dương đang ngồi trên ghế sofa. Trên bàn trà, trên sofa, trên sàn nhà vứt đầy vỏ chai rượu, trong tay Lý Thiên Dương còn cầm một chai, say khướt dựa vào sofa. Ba uống bao nhiêu vậy? Vương Nhất lập tức chạy tới, vội giật lấy chai rượu trong tay Lý Thiên Dương. Rượu! Trả rượu lại cho tôi. Lý Thiên Dương lập tức duỗi tay muốn cướp lại, kết quả trượt chân, ngã nhào ra đất. Những chai rượu xung quanh theo đó mà bị vỡ ra. Ba say rồi. Vương Nhất thở dài, xốc Lý Thiên Dương lên ghế sofa, sau đó lại lấy khăn lông ẩm từ trong nhà tắm ra, đắp trên trán Lý Thiên Dương. Ba không say. Quẹ. Vừa nói xong, trong bụng Lý Thiên Dương một trận quay cuồng, nôn ra. Vương Nhất nhanh tay lẹ mắt, cầm thùng rác tới, lúc này Lý Thiên Dương mới không nôn đầy ra đất. Sau khi nôn xong, Lý Thiên Dương cảm thấy khá hơn nhiều, mở đôi mắt hồng hồng ra, nhìn Vương Nhất, cười tự giễu, nói, Tiểu Nhất, con nói, có phải ba làm người đặc biệt vô dụng, cực kỳ thất bại không? Ba nói linh tinh gì thế? Sắc mặt Vương Bác biến đổi, quát lớn. Khi con gái bị bắt đi, ba không dám nói một câu. Sau đó vợ lại vì buồn rầu mà sinh bệnh,
bà cũng chẳng làm được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ấy từ bên cạnh mình rời đi. Vợ, con gái, ba chẳng giữ được ai cả. Cả người Vương Nhất lập tức ngẩn ngẩn. Con gái bị bắt đi. Vợ thì buồn rầu sinh bệnh. Hai câu này có ý gì chứ? Con gái không phải Lý Mộng Đình, vợ không phải Châu Mỹ Ngọc sao? Lý Thiên Dương cầm lấy bình rượu, lại rót thẳng vào miệng, trong mắt đỏ bừng, chảy xuống dòng nước mắt hối hận. Sau đó trải qua một thời gian vất vả, việc làm ăn bắt đầu tốt lên, tính toán có một cuộc sống mới, không ngờ lại cưới phải một người đàn bà trong mắt chỉ có tiền, bọn họ luôn miệng nói con vong ân phụ nghĩa, là sói mắt trắng, kỳ thật bọn họ mới chính là sói mắt trắng vô tình. Đi đi, đều đi hết đi, đừng có quay về. Lý Thiên Dương uống say, loảng xoảng, vỏ chai rượu trong tay rơi xuống đất, nằm xuống sofa bắt đầu ngáy. Mà Vương Nhất vẫn ngơ ngác nhìn Lý Thiên Dương, có một nghĩ khủng khiếp có thể đánh vỡ nhận thức của anh dần hiện lên trong đầu. Nếu, Châu Mỹ Ngọc là vợ hai thì sao? Lý Thiên Dương dần dần tỉnh lại, bỗng nhiên phát hiện Vương Nhất ngồi bên cạnh ông ta, bèn cười nhìn anh. Ba ngủ bao lâu rồi? Lý Thiên Dương lập tức đứng dậy từ trên sofa. Một buổi trưa, Vương Nhất đưa một ly trà qua, ba, rượu là thứ hại thân thể, cố gắng uống ít thôi. Dừng lại một chút, lại tiếp tục nói, nếu muốn uống, cũng đừng một mình uống, rất dễ say. Lý Thiên Dương thở dài một hơi, tiểu Vương, hôm nay thật sự cảm ơn con. Bỗng nhiên, như nhớ ra cái gì đó, biểu tình của Lý Thiên Dương trở nên quái dị, tiểu Vương. Khi ba uống say, có phải đã nói một số điều không nên nói? Vương Nhất cũng ngẩn ra, sau đó cười nhạt, rượu vào lời ra thôi, không thể xem là thật được. Lý Thiên Dương nghe vậy, sắc mặt cũng lúc sáng lúc tối, thật lâu sau, nói, tiểu Vương, có thể đồng ý với ba một chuyện không? Không cần nói cho Mộng Đình những điều con đã nghe được, nếu nó biết, chắc chắn sẽ rất khổ sở. Con hiểu rồi, Vương Nhất hiểu rõ gật gật đầu. Nếu Lý Mộng Đình biết mình thật ra là con của vợ hai, chắc chắn sẽ chịu đả kích rất lớn. Im lặng một lúc, Vương Nhất lại nói, ba có một người con gái khác, sao không nghĩ đến việc tìm cô ấy trở về? Không tìm được. Lý Thiên Dương xua xua tay, vẻ mặt phức tạp nói, cho dù tìm được rồi, ba cũng sẽ không nhận nó, mọi người đều trải qua mỗi ngày rất tốt, tại sao lại phải đi quấy rầy nhau chứ? Vương Nhất cũng không nói gì, chỉ cần ba nói một câu. Anh nhất định sẽ không do dự giúp ông ấy tìm một người con gái khác của ông. Nhưng như ba nói, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Nhìn Lý Thiên Dương vẫn nhíu chặt mày, Vương Nhật cười cười, ba, thực ra ba cũng không cần lo lắng quá, bọn họ đi theo nhà họ Kim, sẽ gặp quả báo, không lâu nữa đâu, bọn họ sẽ nhận ra, cứ ngây ngốc ở nhà họ Lý mới là tốt nhất. Ai, sao ba có thể không lo lắng chứ? Lý Thiên Dương vẫn u sầu như trước. Hợp đồng đã ký với Lệ Tinh, hiện tại đúng lúc cần người, những người quan trọng đều bị người nhà họ Kim đưa đi rồi, một mình ba, có thể làm được gì chứ? Ai nói không thể được? Vương Nhất rót cho mình một ly trà, cười nói, ba, có khó khăn gì, cứ nói với con, không chừng con có thể giúp ba đó. Lý Thiên Dương nhìn Vương Nhất một cái, nói, tiểu Vương, ba biết ý tốt của con là người nặng tình nghĩa nhất nhà. Nhưng mà, chuyện này thật sự là con không giúp được gì đâu. Ba, đã bao giờ con khiến ba thất vọng chưa? Vương Nhất cũng không giải thích nhiều, chỉ ngồi thẳng sống lưng, ánh mắt sáng ngời nhìn Lý Thiên Dương. Nhìn Vương Nhất từ đầu đến cuối luôn mang vẻ mặt tươi cười, Lý Thiên Dương cũng hơi sửng sốt một chút. Bỗng nhiên nhớ lại, thẳng một đường đi tới, tiểu Vương chưa bao giờ thất bại. Nhìn như nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành, cũng không có ai coi trọng anh. Vậy mà cố tình anh lại hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc. Việc đấu thầu cũng vậy, chuyện nhà họ Bạch và Đồng Kiệt cũng như vậy, ai có thể đảm bảo, tiếp đến tiểu Vương sẽ không thành công chứ? Vậy được rồi. Lý Thiên Dương hạ quyết tâm, nói, buổi tối ngày mai Lệ Tinh có một buổi tiệc tài trợ, tuyên truyền cho sản phẩm mới, các phương tiện truyền thông và các minh tinh đại ngôn đều sẽ có mặt. Trước khi đại hội bắt đầu, ba muốn kéo tài trợ cho Lệ Tinh lên 150 tỷ. Nếu ba không kéo được đến, nhà họ Lý chúng ta sẽ mất hết mặt mũi, sau này sẽ không có ai tìm chúng ta hợp tác nữa. Muốn trong nửa ngày có thể kéo được 150 tỷ tài trợ, hơi khó khăn đây. Ngoài dữ liệu, Vương Nhất cũng vuốt cằm, trầm ngâm nói. Lý Thiên Dương nghe vậy, cũng hơi thất vọng, thở dài nói, vốn dĩ khi đủ người, còn có chút hy vọng,
nhưng sau hôm nay, bọn Mỹ Ngọc đều đã đi nhờ nhà họ Kim, chỉ còn lại mình ba, lòng ba có thừa nhưng lực thì không đủ. Vương Nhất biết Lý Thiên Dương khó xử, đang muốn nói chuyện, Lãnh Nhan lại gọi điện tới. Nội dung rất ngắn gọn, chỉ có vỏn vẹn 5 chữ. Người đó đến Thiên An. Vương Nhất gật gật đầu, nói, biết rồi. Sau đó ngắt điện thoại. Tiếp đó, anh đứng dậy, nói với Lý Thiên Dương, ba, chuyện này cứ giao cho con, trước khi tiệc tài trợ tối mai bắt đầu, con sẽ kéo được 150 tỷ tiền tài trợ, bây giờ con phải đi gặp một người. Nói xong, Vương Nhất đi về phía của nhà họ Lý. Nhưng còn chưa ra khỏi phòng khách của nhà họ Lý, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và mấy người nhà họ Lý khác vẻ mặt đều âm trầm trở về nhà. Ngoại trừ oán khí, trên mặt mỗi người còn mang theo vẻ mệt mỏi. Nhìn thấy Vương Nhất, Lý Mộng Đình càng giận sôi máu, vẻ mặt oán độc nhìn anh tới đây làm gì? Vương Nhất bình tĩnh trả lời, ba uống say, tôi tới chăm sóc ông ấy. Cậu đã không còn là người của nhà họ Lý chúng tôi, có tư cách gì bước vào nhà này? Cút ra ngoài cho tôi. Châu Mỹ Ngọc chỉ thiếu điều cầm chổi đuổi anh ra ngoài. Đủ rồi. Lý Thiên Dương quát to một tiếng, giọng nói nháy mắt vang vọng trong nhà, các người đều câm miệng hết cho tôi, rõ ràng là người nhà họ Lý, lại nhờ vả nhà họ Kim, vấn đề tài trợ, các người có bỏ chút tâm tình nào không? May mà còn có Tiểu Vương trợ giúp. Ba điên rồi sao? Nghe xong lời của Lý Thiên Dương, sắc mặt của Lý Mộng Đình biến đổi, trông cậy vào anh ta, có thể kéo được tài trợ gì? Không kéo thêm phiền phức cho chúng ta là tốt rồi. Lý Thiên Dương kêu lên một tiếng, nói, vậy cũng mạnh hơn các người nhiều. Thiên Dương, sao ông lại nói như vậy? Châu Mỹ Ngọc không vui, nói, chúng ta đi nhờ vả nhà họ Kim, còn không phải vì cái nhà này sao, làm việc ở Ẩn Long, còn hơn tốt hơn ngày nào cũng phải nhìn mặt đám lệ tinh kia. Ồ, vậy cho tôi hỏi một câu, ngày đầu tiên đi làm, cảm giác thế nào vậy? Nghe xong Châu Mỹ Ngọc nói, Vương Nhất bỗng nhiên cười như không cười hỏi một câu. Bộp, lời này vừa nói ra, sắc mặt Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và những người khác đều khó coi như thể vừa ăn phân vậy. Những vị trí Kim Thành Vũ hứa cho bọn họ, không một ai có thể ngồi yên, đều bị đẩy xuống tầng cuối cùng, một ngày đi làm này, toàn làm những việc vừa nặng vừa bẩn. Tinh thần hồi phục lại, Lý Mộng Đình bỗng nhiên lạnh lùng nhìn về phía Vương Nhất, sao anh lại biết chuyện hôm nay? Vương Nhất chậm rãi nói, chẳng lẽ cô quên rồi sao, tôi cũng làm ở tòa nhà quốc tế, hôm nay tôi nghe nói có mấy vị quản lý vị giáng chức xuống chi nhánh, không cần đoán cũng đã biết là mấy người. Anh! Lý Mộng Đình mặt đầy uất ức, hận không thể khiến cho Vương Nhất mất mặt. Một lúc sau, cô ta mới nghẹn ra một câu, chúng tôi trải qua không tốt. Anh cũng đừng nghĩ mình sẽ tốt, 150 tỷ tiền tài trợ này, tôi xem anh làm sao mà kéo được, lần trước chuyện của nhà họ Bạch và nhà họ Đồng chỉ là ăn may, tôi không tin chuyện đó sẽ lại xuất hiện trên người của anh. Vậy thì không phiền lo lắng. Vương Nhất bước nhanh rời khỏi nhà họ Lý. Ở cửa, Lãnh Nhan đã lái xe đến chờ từ lâu. Vương Nhất kéo cửa kính xe ra, ngồi xuống, lập tức khởi động xe, chạy thẳng về phía trước. Nửa tiếng sau, tại sân bay Thiên An, một người mặc tây trang cao cấp, đeo một gọng kính mạ vàng, thoạt nhìn là một người trung niên lịch sự văn nhã bước xuống từ máy bay, kiên nhẫn chờ đợi. Bên cạnh là một thư ký gương mặt thanh tú, đang báo cáo lại lịch trình tiếp theo. Ông chủ La, các thành viên trong hội đều biết ngài sẽ đến thành phố Thiên An thị sát, đã cùng nhau tổ chức một buổi tiệc xa hoa, trước mắt chủ tịch của dược phẩm Thường Kỳ đã đến đón ngài. Nội dung sau đó là gì La Chí Viễn nghe không rõ, bởi vì, ông ta không ngừng nhìn đồng hồ trên tay mình. Bỗng nhiên, ông thấy một nam một nữ trong đám người, ngay tức khắc vẻ mặt vui vẻ lên, nhanh chóng đi về phía bọn họ. Kít! Nhưng đúng lúc này, một chiếc xe công có gắn cờ đỏ ngừng lại. Thường Kỳ từ trên xe bước xuống, chạy chậm đi đến bên này, La Tổng, tôi tới đón ngài. Bị người chặn đường, La Chí Viễn nhíu mày. Lạnh lùng liếc nhìn Thường Kỳ một cái, anh là ai? Là Tổng, là tôi, Tiểu Thường, 2 năm trước vừa gia nhập vào Thương hội Hồng Ưng. Vẻ mặt Thường Kỳ thấp thỏm giới thiệu. Không có ấn tượng. Không đợi Thường Kỳ nói hết câu, La Chí Viễn đã ngắt lời, đồng thời bước chân nhanh hơn. Là Tổng, xin ngài dừng bước, các thành viên của Thương hội đều đang chờ ngài. Thường Kỳ lại đuổi theo. La Chí Viễn nổi giận đùng đùng, đẩy Thường Kỳ ra. Uy hiếp nói,
anh mà còn xuất hiện trước mặt tôi, có tin tôi đá anh ra khỏi thương hội không? Ngay lập tức, Thường Kỳ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không rõ mình đã làm sai chuyện gì. Nhưng là ngay sau đó, một màn phản chiếu trong mắt anh ta, lại khiến Thường Kỳ hoàn toàn choáng váng. Chỉ thấy La Chí Viễn nhanh chóng đi đến trước mặt một người trẻ tuổi, khom lưng tất cung tất kính 90 độ, nói một tiếng, chào sếp lớn. Chào sếp lớn. La Chí Viễn cúi người trước Vương Nhất, nửa người trên và mặt đất gần như gập thành một góc 90 độ, vô cùng cung kính. Bụp. Thường Kỳ ở cách 100 mét nhìn thấy một màn này thì bị dọa mất hồn vía, đầu gối chợt mềm nhũn, ngồi phịch xuống đất. La Tổng, người phụ trách thương hội Hồng Ưng kinh doanh trải khắp cả thành phố G, thành phố C, thành phố T, vậy mà lại cúi người trước một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này rốt cuộc có lai lịch gì? Thường Kỳ nghi ngờ mình dạo này làm việc quá mệt, ông ta dụi mắt, lại nhéo mạnh chính mình, lúc này mới nhìn rõ. La Chí Viễn vẫn cúi người, thái độ cung kính. Oanh! Thường Kỳ lúc này mới như bị sét đánh, liều mình muốn nhìn rõ dáng vẻ của người trẻ tuổi đó. Nhưng người ở sân bay rất đông, với lại La Chí Viễn chặn, bóng dáng của Vương Nhất và La Chí Viễn rất nhanh biến mất ở trong biển người. Đứng lên đi, Vương Nhất hờ hững nói. Cảm ơn sếp lớn. Có câu này, La Chí Viễn mới dám đứng thẳng người, đồng thời cẩn thận đánh giá sếp lớn chưa từng gặp này. Cảm giác đầu tiên là trẻ. Quá trẻ rồi. Nhưng đôi mắt sáng như tinh hà, vô cùng sâu thẳm, khiến người ta không nắm bắt được. Vào trong xe, La Chí Viễn mới nói ra mục đích lần này ông ta đến Thiên An. Sếp lớn, tôi là được ngài Thương Si cử đến hỗ trợ cậu, về sau có chỗ nào cần tôi, cứ việc căn dặn, đây là danh thiếp của tôi, bên trên có phương thức liên lạc của tôi. La Chí Viễn đưa một tấm danh thiếp bằng hai tay. Vương Nhất liếc nhìn rồi cất đi, khẽ mỉm cười rồi gật đầu, La Chí Viễn, được, tôi nhớ rồi. La Chí Viễn có chút được sủng mà đâm lo sợ. Đây là sếp lớn mà ngay cả ngài Thương Si cũng phải cung kính, nếu ông ta có thể được sếp lớn nhớ tới, tiền đồ sẽ rất sáng lạn. Chỉ nghe Vương Nhất mỉm cười rồi nói ra thì hiện nay thật sự có hai chuyện muốn làm phiền ông. La Chí Viễn nghe vậy thì mừng rỡ nhìn qua, sếp lớn, cậu cứ nói. Nếu người khác dùng tiền nhờ ông ta giúp đỡ, La Chí Viễn có thể ngay cả nhìn cũng sẽ không nhìn, nhưng người này là sếp lớn thì khỏi cần bàn, ông ta hận không thể mỗi ngày giúp đỡ Vương Nhất. Gây ấn tượng sâu sắc về mình ở trong lòng Vương Nhất. Vương Nhất nói một lượt chuyện tài trợ, La Chí Viễn nghe xong thì cũng sững người, chỉ có chuyện này ư. Vương Nhất mỉm cười gật đầu, La Chí Viễn lập tức cười ha ha, ha ha, đây đâu phải là chuyện gì chứ, cứ để tôi lo. Chuyện thứ hai thì sao? Vương Nhất trầm ngâm một lát, nói, không biết trong thương hội Hồng Ưng, còn có suất hội thương nào dư không, một người bạn của tôi muốn vào thương hội Hồng Ưng. Lần này, La Chí Viễn lại trầm mặc rất lâu, lúc này mới lên tiếng, sếp lớn, không giấu gì cậu, không phải là ai cũng có thể vào thương hội Hồng Ưng, không chỉ xem tài sản, còn xem trọng mối quan hệ, điểm đánh giá tổng hợp từ cấp S trở lên mới có tư cách gia nhập. Người bạn đó của cậu, sức ảnh hưởng ở Thiên An như nào? Vương Nhất suy nghĩ một chút, đưa ra một câu trả lời khách quan, chắc coi như không tồi, ít nhất sẽ không kém Hồ Hoàng Việt. Tuy Tăng Quốc Vinh làm việc cho anh, nhưng cũng không thể giúp người của mình một cách quá rõ ràng, giúp ông ta nói chuyện một chút vẫn được. Vậy thì được, sếp lớn, người bạn này của cậu ở đâu, tôi đi gặp người đó. Vương Nhất thông báo cho Tăng Quốc Vinh, bảo ông ta chuẩn bị sẵn sàng, sau đó đến tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế. Tăng Quốc Vinh, đã đợi sẵn rồi, khi nhìn thấy Vương Nhất và La Chí Viễn, ông ta lập tức mỉm cười đi tới đón, cậu Vương, vị này là... Tôi là La Chí Viễn. Do Kim Thành Vũ là người của Vương Nhất, cho nên La Chí Viễn đối với ông ta cực kỳ khách sáo. Lông mày của Tăng Quốc Vinh, nhíu lại, La Chí Viễn, cái tên này ông ta hình như từng nghe ở đâu đó. Đột nhiên, ông ta bỗng nhớ ra, cả gương mặt đều trở nên cực kỳ kích động, nói chuyện cũng không lưu loát. Ông là người phụ trách của Thương hội Hồng Ưng. La Chí Viễn mỉm cười gật đầu với ông ta từng thấy rất nhiều người kích động thành như vậy. Cậu Vương, Kim Thành Vũ dường như ý thức được điều gì đó, bỗng xoay người lại, liếc nhìn Vương Nhất. Ánh mắt đó ẩn chứa rất nhiều thứ, có cảm kích, có sự ngỡ ngàng, còn có, sự trung thành. Vương Nhất khẽ mỉm cười, phẩy tay với ông ta. La Chí Viễn đi vào phòng làm việc của Tăng Quốc Vinh, tiếp theo,
ông ta sẽ tiến hành một loạt khảo hạch đối với Tăng Quốc Vinh, điều này quyết định liệu ông ta có phù hợp để vào Thương hội Hồng Ưng không. Vì vậy, ở hành lang yên tĩnh chỉ còn lại Vương Nhất và Lãnh Nhan. Vương Nhất đứng ở bên cửa sổ, nhìn sắc đêm tối đen mà thất thần. Lãnh Nhan đi tới bên cạnh Vương Nhất, cùng với anh nhìn sắc đêm tối đen. Thiếu chủ, vừa rồi ánh mắt ông ta nhìn cậu giống như đang nhìn một thần linh. Một lát sau, Lãnh Nhan thu hồi ánh mắt, yếu ớt thở dài. Vương Nhất nghe vậy cũng nhoẻn miệng cười, tôi không phải là thần linh. Nhưng đối với một số người mà nói, anh là vậy. Lãnh Nhan cố chấp nói. Chúng ta và bọn họ không phải là người của một thế giới, anh và bọn họ ngồi với nhau, sống cùng với bọn họ, anh không cảm thấy bị lạ là vì anh từng bình thường, càng bởi vì sự không biết gì của bọn họ. Có lúc, vô tri là một loại hạnh phúc. Phải, không biết gì là một loại hạnh phúc. Vương Nhất vẫn ngước lên nhìn mặt trăng trên trời, khẽ mỉm cười nói, vậy nên bạn của tôi đều sống rất tốt, mà kẻ địch của tôi, cỏ ở mộ đã cao 3 mét rồi. Khi Tăng Quốc Vinh lần nữa bước ra khỏi phòng làm việc thì giống như biến thành một người khác. Vẻ mặt rạng ngời, phơi phới giống như tìm lại được loại kích tình khi phấn đấu lập nghiệp lúc ban đầu. Vốn muốn giữ La Chí Viễn cùng nhau ăn bữa tối, nhưng bị La Chí Viễn từ chối khéo. Tăng Quốc Vinh cũng không để bụng, sau khi tiễn La Chí Viễn lên xe, lúc này mới quay lại phòng làm việc. Ông ta nhìn cảnh đêm của Thiên An, không nhịn được mà cảm thán một câu, cảnh đêm thật đẹp. Bắt đầu từ hôm nay, thành viên của Thương hội Hồng Ưng sẽ nhiều thêm một người. Mà tất cả chuyện này đều là người đó cho. Ngay cả bản thân Tăng Quốc Vinh cũng không phát hiện, trước đây đối với Vương Nhất chỉ có sùng bái và kính trọng, mà bây giờ đã biến thành sự tin phục vô điều kiện. Anh giống như ngôi sao trên bầu trời, khiến người ta ngước nhìn. Bụp! Khi Tăng Quốc Vinh đang đắm chìm trong thế giới của mình, cửa của phòng làm việc lại bị đạp ra một cách thô bạo. Kim Thành Vũ mặt mày âm trầm xông vào, hai tay tức giận đập mạnh vào bàn của Tăng Quốc Vinh. Tăng Quốc Vinh, ông ăn gan hùm mật gấu rồi sao? Chuyện của công ty ẩn long tôi, ông dựa vào đâu mà nhúng tay? Nụ cười trên mặt Tăng Quốc Vinh lập tức biến mất, hai mắt nheo mắt một cách nguy hiểm. Kim Thành Vũ, cậu biết cậu đang nói chuyện với ai không? Kim Thành Vũ nghe vậy thì tức quá thành cười, còn giả bộ với tôi sao? Tôi hỏi ông, những người của nhà họ Lý hôm qua tôi tuyển vào. Có phải là ông âm thầm dở trò, điều bọn họ xuống cơ sở phải không? Phải thì sao? Vẻ mặt của Tăng Quốc Vinh lạnh lùng, nói năng đầy lý lẽ, bọn họ đều là nhân viên mới, đâu có nhân viên mới nào vừa tới làm thì làm chủ quản chứ? Cậu kêu những viên cũng nghĩ như nào? Đó là quyết sách của tôi. Thấy Tăng Quốc Vinh vậy mà dám phản kháng mình, trong mắt Kim Thành Vũ lập tức phụt qua ý lạnh, ông đã không phải là chủ nhân của tòa nhà quốc tế nữa rồi. Trong tay đã không có những dự án lớn đó nữa, đắc tội với nhà họ Kim, ông biết sẽ có kết cục gì không? Ồ, tôi không phải là chủ nhân của tòa nhà quốc tế nữa, cho nên cậu cũng dám đến uy hiếp tôi. Tăng Quốc Vinh từ từ đứng dậy, một cỗ khí thế mạnh mẽ tỏa ra từ trên người ông ta. Bộp, ông ta đập mạnh một tờ hợp đồng vào mặt Kim Thành Vũ, mở to cái mắt chó của cậu nhìn cho kỹ, đây là cái gì? Kim Thành Vũ trước đó còn nghi hoặc Tăng Quốc Vinh mất đi thân phận chủ tòa nhà quốc tế, sao còn có gan dám đối đầu với mình, tuy nhiên liếc nhìn ký hiệu trên tờ giấy, sắc mặt của Kim Thành Vũ càng lúc càng khó coi. Ông sao lại biến thành thành viên của Thương hội Hồng Ưng rồi? In trên tờ giấy là một con thương ưng đỏ rực rất sống động, đại diện cho tổ chức thương hội có sức ảnh hưởng lớn nhất ở giới thương nghiệp của ba thành phố G, C, T, Thương hội Hồng Ưng. Sắc mặt của Kim Thành Vũ càng lúc càng khó coi, cũng có chút hối hận về sự manh động trước đó. Là trưởng tử của nhà họ Kim, không thể không biết sức ảnh hưởng của Thương hội Hồng Ưng, chỉ cần là ông trùm thương nhân của thành phố G, C, T, không ai không tranh nhau sứt đầu mẻ trán muốn gia nhập Thương hội Hồng Ưng. Bởi vì đó không chỉ là một danh ngạch, còn là tượng trưng cho thân phận, vào Thương hội Hồng Ưng thì đồng nghĩa bước vào vòng hạch tâm của giới thương nghiệp nước Hát. Mỗi năm Thương hội Hồng Ưng đều sẽ tìm kiếm ngôi sao mới của giới thương nghiệp có tiềm năng, vị kia ở trong nhà từng được Thương hội Hồng Ưng mời, chỉ có điều, thiệp mời nhập hội mà vô số người coi như bảo bối, bị Kim Thúy Như coi như giấy bỏ đi mà ném vào thùng rác. Kim Thành Vũ không phải là Kim Thúy Như, không thể làm được kiểu phớt lờ Thương hội Hồng Ưng, chỉ là điều anh ta nghĩ không thông là giờ mới có mấy ngày không gặp, Tăng Quốc Vinh sao lại vào Thương hội Hồng Ưng rồi.
sắc mặt càng lúc càng khó coi, ánh mắt của Kim Thành Vũ khi nhìn sang Tăng Quốc Vinh tràn ngập sự sợ hãi. Không, tôi không tin ông gia nhập thương hội Hồng Ưng rồi. Tin hay không tùy cậu. Thần sắc của Tăng Quốc Vinh rất lạnh nhạt, tôi khuyên cậu vẫn nên an phận một chút, tòa nhà quốc tế này, tôi không phải là người lớn nhất, cậu tưởng rằng công ty ẩn long của cậu là công ty niêm yết, thật ra ở trong mắt chúng tôi, cậu ngay cả cục xít cũng chả phải. Kim Thành Vũ vừa sửng sốt vừa tức giận, một câu cũng nói không ra. Cút! Quát to một tiếng, Kim Thành Vũ bị dọa giật mình, giống như chạy trốn mà rời khỏi phòng làm việc của Tăng Quốc Vinh. Anh ta không đi thang máy, mà dọc theo cầu thang đi xuống từng bước. Trong lòng vẫn nhớ lời của Tăng Quốc Vinh, trong mắt của Kim Thành Vũ vụt qua một tia dữ tợn. Chỉ là vừa gia nhập thương hội Hồng Ưng, có gì để khoe chứ? Đợi tôi và chủ nhân của tòa nhà quốc tế móc nối quan hệ, hừ hừ. Vừa nghĩ tới bữa tiệc một tuần sau, tâm trạng của Kim Thành Vũ lại trở nên thoải mái, anh ta nghe nói, chủ nhân thần bí của tòa nhà, đã đồng ý sẽ tham gia bữa tiệc của anh ta. Đây là thời cơ tốt nhất để xí nghiệp ẩn long lên như diều gặp gió, một khi nắm được, một số dự án lớn thì không sầu nữa rồi. Kim Thành Vũ dọc theo cầu thang đi từng bước, bất chi bất giác đã đi tới tầng 88 của tòa nhà quốc tế. Tầng của văn phòng chủ tịch của tập đoàn Lệ Tinh. Ma xui quỷ khiến thế nào, anh ta dừng bước, do dự một lúc, anh ta vẫn dằn lòng, cất bước đi về phía phòng chủ tịch. Giờ này nhân viên của tập đoàn Lệ Tinh đã tan làm rồi, duy chỉ có đèn của phòng chủ tịch còn sáng. Vừa tới gần cửa phòng làm việc, Kim Thành Vũ nghe thấy một giọng nói non nớt. Mẹ, chúng ta khi nào trở về, con nhớ ba rồi. Sau đó truyền đến giọng nói của Lý Khinh Hồng, được, chúng ta bây giờ về nhà. Giọng nói vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác với dáng vẻ dứt khoát quyết đoán thường ngày. Nghe giọng nói này, Kim Thành Vũ cứ nghĩ tới hôn lễ của Lý Khinh Hồng vào tối ngày hôm đó, bỗng chốc, trên mặt hiện lên một tia u ám. Cạch! Lúc này, cửa mở ra, Lý Khinh Hồng dắt Phương Tử Lam từ phòng chủ tịch đi ra. Khi nhìn thấy Kim Thành Vũ, sắc mặt của Lý Khinh Hồng thay đổi, là anh sao? Kim Thành Vũ cũng không ngờ Lý Khinh Hồng lại mở cửa nhanh như vậy. Anh ta bị giật mình, nhưng sau đó thì khôi phục bình thường, khẽ mỉm cười, Khinh Hồng, chào buổi tối. Tuy nhiên, Lý Khinh Hồng chỉ lạnh lùng liếc nhìn anh ta thì hoàn toàn mất đi hứng thú. Tử Lam, chúng ta đi. Lý Khinh Hồng dẫn Vương Tử Lam đi về phía thang máy. Trong mắt Kim Thành Vũ vụt qua một tia u ám, lại rảo bước đuổi theo Lý Khinh Hồng, cản lại, Khinh Hồng, muộn như vậy rồi, nhất định còn chưa ăn cơm nhỉ, có muốn cùng nhau đi ăn bữa cơm không? Ánh mắt của Lý Khinh Hồng lập tức trở lạnh, nói rõ từng chữ, Kim Thành Vũ, tôi đã kết hôn rồi, ngoài ra, chồng tôi đang đợi tôi ở dưới tầng. Chồng! Kim Thành Vũ nghe vậy, trong mắt lập tức sinh ra lệ khí. Lý Khinh Hồng gả cho người khác, luôn là một cái gai trong tim anh ta ngược lại muốn nhìn xem, rốt cuộc là người đàn ông như nào có thể lấy được người phụ nữ như Lý Khinh Hồng. Anh ta đi tới bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, đừng nói bóng người. Một chiếc xe cũng không có. Tuy nhiên, ở một góc khác của tòa nhà quốc tế, Vương Nhất đang chờ đợi thấy Lý Khinh Hồng mãi không xuống, trong mắt vụt qua một tia sắc lạnh, rảo bước đi vào thang máy. Ha ha, Khinh Hồng, em đừng lừa tôi vừa nhìn rồi, dưới tầng căn bản không có ai hết. Kim Thành Vũ nhìn Lý Khinh Hồng rồi mỉm cười, căn bản không có ai đến đón em có phải không? Lý Khinh Hồng không lên tiếng. Ánh mắt nhìn sang Kim Thành Vũ càng thêm lạnh lẽo, trong lòng lại trở nên căng thẳng. Vừa rồi chỉ là cô dọa Kim Thành Vũ mà thôi, Vương Nhất ở đâu, cô căn bản không biết. Khinh Hồng, từ trước đến nay, tôi đều không hiểu một vấn đề. Tôi muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, đối với em luôn thâm tình, em tại sao ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn tôi. Kim Thành Vũ không chút kiêng kỵ mà đánh giá cơ thể quyến rũ lung linh dưới bộ vest công sở của Lý Khinh Hồng. Trong lời nói lại mang theo một loại oán khí rất sâu. Giống như oán khí tích tụ nhiều năm, giờ đang bạo phát. Lý Khinh Hồng hơi lùi lại một tiếng, bảo vệ Vương Tử Lam ở đằng sau. Vương Tử Lam cũng nhìn Kim Thành Vũ với ánh mắt sợ hãi, mẹ, con sợ. Trong hành lang tối tăm yên tĩnh, vang vọng âm thanh u ám trầm thấp lại khiến người ta không rét mà run của Kim Thành Vũ. Tôi thích em như vậy, ngay cả nằm mơ cũng muốn có em. Em lại đột nhiên gả cho người khác, một chút động thái cũng không có, như vậy công bằng với tôi sao?
em biết tâm trạng của tôi sau khi biết em kết hôn là như nào không? Tôi đầu tiên là phẫn nộ, sau đó là oán hận, hận chồng của em, càng hận em tại sao không chọn tôi? Tôi có điểm nào không bằng chồng của em chứ? Anh không có điểm nào bằng anh ấy cả. Tuy lo lắng, nhưng Lý Khinh Hồng vẫn lạnh lùng đáp lại. Lời này vừa dứt, trong mắt Kim Thành Vũ tràn ngập tơ máu, giọng nói trở nên âm trầm, vậy sao, vậy tôi hôm nay muốn cho em biết, tôi giỏi cỡ nào. Khi nói chuyện, Kim Thành Vũ nở nụ cười ghê rợn đi về phía Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng kéo Vương Tử Lam không ngừng lùi lại, ngoài miệng đanh giọng quát, Kim Thành Vũ, anh muốn làm cái gì? Hành lang ánh đèn tối mờ, công ty không một bóng người, chỉ có một nam một nữ, nếu là cô gái bình thường, sớm đã bị dọa mềm nhũn chân, cũng chỉ có người phụ nữ mạnh mẽ như Lý Khinh Hồng, lúc này còn có thể duy trì bình tĩnh. Nhưng Kim Thành Vũ vẫn không ngừng ép sát, làm cái gì ư? Đợi lát nữa thì em sẽ biết. Hu! Vương Tử Lam bị dọa bật khóc, ba, con muốn ba. Tử Lam, không khóc. Lý Khinh Hồng vội vàng ôm chặt lấy Vương Tử Lam. An ủi, mẹ ở đây, có mẹ ở đây, không sao đâu. Ba sao? Nghe thấy lời nói của Vương Tử Lam, nụ cười của Kim Thành Vũ càng thêm lạnh, anh ta sẽ không đến đâu, tôi nghe nói em gả cho một tên lính quèn đúng chứ? Vậy em chẳng phải không có gì khác biệt với quả phụ hay sao? Thời gian dài như vậy, em nhất định không chịu được nhỉ? Kim Thành Vũ, tôi cảnh cáo anh còn bước thêm một bước, tôi sẽ không tha cho anh. Trong mắt Lý Khinh Hồng tràn ngập sự thù hận, lớn giọng nói. Câu nói này cũng gây kinh ngạc cho Kim Thành Vũ, nhưng rất nhanh, anh ta lại cười, Khinh Hồng, em biết tôi thích em nhất ở điểm nào không? Thích nhất sự chinh liệt của em, nếu chinh phục được người phụ nữ như em, nhất định rất có khoái cảm. Nói rồi, anh ta túm lấy Lý Khinh Hồng. Lý Khinh Hồng muốn bảo vệ Vương Tử Lam, không thể cử động, ngay lập tức cũng nhắm chặt mắt lại. Rầm. Tuy nhiên, một màn tàn bạo trong dự liệu không xảy ra, ngược lại vang lên một âm thanh rất lớn. Cô lập tức mở mắt ra, sững sờ nhìn phía trước. Chỉ thấy ở trước mắt có thêm một bóng người cao lớn, gió lạnh chuồn vào qua ô cửa sổ đang mở, thổi bay tóc của anh. Vương Nhất nhìn Kim Thành Vũ bị anh một cước đạp vào tường bằng ánh mắt lạnh lẽo, giọng nói lạnh nhạt không chứa đựng tình cảm của con người. Dựa vào hành vi vừa rồi của anh, dù có 10 cái mạng cũng không đủ cho anh sống. Vương Nhất, nhìn rõ bóng người chặn ở trước mặt, Lý Khinh Hồng không nhịn được mà kêu thất thanh, hốc mắt cũng đỏ hoe. Cô không ngờ, Vương Nhất vậy mà thật sự đến rồi. Đưa Tử Lam đi. Vương Nhất không quay đầu lại mà nói, giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng cũng chứa đựng sự sững sờ khó nói, bởi vì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy Vương Nhất như vậy, lạnh lùng, sát ý nồng nặc. Không do dự quá nhiều, Lý Khinh Hồng bế Vương Tử Lam lên. Đi vào thang máy. Cả quá trình, cô dùng tay che mắt của Vương Tử Lam, không để cô bé nhìn thấy một màn thô bạo như này. Kim Thành Vũ lúc này cũng hoàn hồn lại, chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội. Dùng tay sờ, anh ta vậy mà sờ được một chất lỏng dính dính, đó là máu. Thấy đầu của mình chảy máu, gương mặt của Kim Thành Vũ lập tức trở nên vặn vẹo, tràn ngập sát ý nhìn Vương Nhất. Vương Nhất, cậu hết lần này đến lần trước phá hỏng chuyện tốt của tôi. Thật sự coi nhà họ Kim chúng tôi không dám động vào cậu sao? Nhà họ Kim khi nào động vào tôi không biết, nhưng hôm nay, anh chết chắc rồi. Giọng nói của Vương Nhất dường như mất đi tất cả tình cảm của con người, nhiệt độ ở đây, lập tức hạ xuống. Chỉ dựa vào cậu sao? Kim Thành Vũ nghe vậy, lập tức cười to, trong mắt anh ta vụt qua tia sắc lạnh, 5 năm trước phế vật giống như con chó nằm bò ở trước mặt em gái tôi, cũng dám mở mồm nói năng ngông cuồng. Cậu chỉ là quen thêm vài người mà thôi, vẫn không thay đổi được sự thật cậu là một phế vật. Vương Nhất lắc đầu, thần sắc lạnh lùng nhìn Kim Thành Vũ, xem ra, anh thật sự không biết gì về tôi hết. Kim Thành Vũ vẫn không cảm thấy chết tới nơi, vẫn nhìn Vương Nhất bằng ánh mắt oán độc, vốn tôi còn muốn để sau rồi ra tay với cậu, không ngờ cậu vậy mà tự đưa mình tới cửa rồi, cái trò anh hùng cứu mỹ nhân cũng là trò cậu có thể chơi sao. Tôi có thể rất chịu trách nhiệm nói cho cậu biết. Tối nay cậu phải chết, Lý Khinh Hồng cũng không thoát được, bên ngoài đều là người của tôi, không ai có thể thoát khỏi thiên la địa võng của tôi. Anh ta vẫn đang thử chọc giận Vương Nhất, muốn từ trên mặt Vương Nhất nhìn ra thần sắc phẫn nộ hoặc sợ hãi, nhưng điều khiến anh ta thất vọng là từ đầu đến cuối, sắc mặt của Vương Nhất vô cùng lạnh lùng.
ngoài sự lạnh lùng ra, còn có một chút rét lạnh. Anh đi tới bên cửa sổ, chỉ vào loạt xe chi chít cách đó không xa, hờ hững hỏi, điều anh nói là những chiếc xe này sao? Không sai, những chiếc xe này đều là tinh anh của nhà họ Kim tôi. Kim Thành Vũ cười lớn. Tuy nhiên mới nói được một nửa, lời nói giống như chiếc diều đứt dây, bỗng khựng lại. Giống như nhìn thấy chuyện khó tin gì đó, miệng của anh ta há to, con người sắp trợn lòi ra ngoài. Chỉ thấy xung quanh những chiếc xe đó xuất hiện một người phụ nữ, áo da màu đen, quần da màu đen. Cô ta từ trong ngực lấy ra một thứ đồ chơi đen xì, ném dưới gầm xe. Làm xong những điều này thì cô ta từ từ xoay người. Ầm ầm. Khi xoay người, những chiếc xe kia bỗng nổ ầm ầm, ánh lửa ngút trời, hình thành một đám mây nấm bé bé, xông thẳng lên tầng mây. Khí lưu mạnh mẽ thổi cây cối xung quanh nghiêng ngả, thổi bay mái tóc dài đen óng đó của Lãnh Nhan. Quy mô vụ nổ rất lớn, nhưng Lãnh Nhan lại không quay đầu. Cường giả chưa từng quay đầu xem nổ bom. Cô ta. Kinh hãi nhìn bóng người của Lãnh Nhan ở bên dưới, Kim Thành Vũ bị dọa vỡ mật. Trong tay người phụ nữ đó cầm cái gì? Lựu đạn. Mắt của Vương Nhất hơi nheo lại, vượt qua thần sắc nguy hiểm, nói từng chữ, bây giờ, chỗ dựa vào anh còn mấy phần. Bụp. Hai chân của Kim Thành Vũ chợt mềm nhũn, ánh mắt ngây ngốc nhìn Vương Nhất, hoàn toàn đơ rồi. Vệ sĩ của anh ta, vậy mà bị một người phụ nữ tiêu diệt hết. Nếu anh nhằm vào tôi, có lẽ sẽ không chết nhanh như vậy, nhưng anh có tâm ý với cô ấy, thần tiên cũng không cứu được anh. Giọng nói của Vương Nhất lạnh lùng giống như thẩm phán phán quyết, dọa Kim Thành Vũ cả người run rẩy, giống như bị ném vào động tối không âm thanh, không dám cử động. Không đúng. Cậu không dám giết tôi. Đột nhiên, Kim Thành Vũ giống như nhớ ra, không lọ ngại mà cười lên, cậu có giỏi nữa, cũng là người của nhà họ Lý, bây giờ 99% người của nhà họ Lý đều nương tựa vào nhà họ Kim tôi, nếu tôi chết, bọn họ đều phải chôn cùng. Cậu nhẫn tâm nhìn thấy một màn này sao? Mắt của Vương Nhất hơi nheo lại, giọng nói lạnh lùng, anh đang uy hiếp tôi sao? Không sai, chính là uy hiếp. Kim Thành Vũ tưởng rằng Vương Nhất đã sợ. Anh ta cười càng lớn tiếng, Vương Nhất, tôi thừa nhận cậu đã không phải phế vật không làm được cái gì như 5 năm trước, nhưng Thiên An vẫn là do bốn đại hào môn nói sao thì vậy, tôi muốn cậu chết thì cậu phải chết. Tôi cho là anh nhầm một chuyện. Vương Nhất khẽ thở dài một tiếng, đầu tiên, nếu anh cảm thấy dùng nhà họ Lý ra uy hiếp tôi, vậy thì quá sai rồi, sống chết của bọn họ, tôi sẽ không quá để trong lòng, ngoài ra. Vương Nhất khựng lại, giọng điệu mang theo sự mỉa mai. Bốn đại hào môn, rất mạnh sao? Dứt lời, đi về phía Kim Thành Vũ, túm tóc của anh ta, sau đó đập mạnh vào tường. Không. Ánh mắt của Kim Thành Vũ tràn ngập sợ hãi, lớn giọng nói, Mã Đại Sư, còn không mau cứu tôi. Hửm. Nghe thấy câu này, bàn tay của Vương Nhất túm đầu của Kim Thành Vũ có một giây dừng lại. Anh ta cảm nhận được, đằng sau có thêm một người. Nhóc con, được đằng chân lên đằng đầu. Khuyên cậu nên ngoan ngoãn buông cậu ấy ra, đừng tự tìm trái đắng. Bóng người đằng sau cười lạnh. Anh là ai? Vương Nhất từ từ xoay người lại, nheo mắt lại, khẽ đánh giá người đàn ông đằng sau. Anh ta chắp tay sau lưng, tướng mạo bình thường, làn da ngăm đen, nhưng bộ đồ trang sơn và đôi giày vải mõm tròn màu đen đã nói rõ thân phận của anh ta. Kim Thành Vũ thoát được một kiếp thấy vậy, cũng cười khi thấy người khác gặp họa. Vương Nhất, cậu xong rồi. Đây là Mã Cung Mã Đại Sư mà tôi bỏ cái giá cao mời từ trong Hiệp hội Võ Đạo tới, thực lực rất mạnh, còn không mau buông tôi ra, rồi dập đầu xin tha, tâm trạng tôi tốt, tôi còn có thể tha cho cậu một mạng. Hiệp hội Võ Đạo. Trong mắt Vương Nhất phụt qua một tia sắc lạnh, anh nhớ, Diệp Kình Hiên là người của Hiệp hội Võ Đạo. Mã Cung cười kiêu ngạo, buông cậu ấy ra, tôi thả cậu bình an rời đi, đừng ép tôi ra tay, nếu không cho cậu đi xe cấp cứu trở về. Tuy nhiên, Vương Nhất lại từ từ nâng bàn tay túm đầu của Kim Thành Vũ. Vương Nhất, cậu muốn làm cái gì? Cậu đừng làm bừa. Kim Thành Vũ thấy vậy, lập tức thay đổi sắc mặt. Ngay sau đó, Vương Nhất ở trước mặt Mã Cung, túm đầu của Kim Thành Vũ đập mạnh vào tường. Bụp! Ngũ quan của Kim Thành Vũ tiếp xúc thân mật với bức tường. Bỗng chốc, cả gương mặt máu thịt mơ hồ, không thành hình người rồi, anh ta ngất tại chỗ. Mặt của Mã Cung cũng tối sầm lại, ánh mắt u ám nhìn Vương Nhất, cậu coi lời tôi nói như gió thoảng bên tai sao.
Tôi nói rồi, hôm nay cho dù thần tiên tới, cũng không cứu được anh ta. Cậu, cũng muốn tự tìm đường chết sao? Vương Nhất nhìn Mã Cung bằng ánh mắt lạnh lùng, một giây sau, khí thế bỗng tăng mạnh, một cỗ sát ý thực chất, quét về phía Mã Cung. Ngay lập tức, cả người Mã Cung toát mồ hôi lạnh, anh ta loạng choạng, suýt nữa rơi từ trên cầu thang xuống. Mã Cung bị khí thế của Vương Nhất dọa giật mình, loại cảm giác này giống như bị một con dã thú hung mãnh nhìn vậy. Nhìn kỹ lại thì lại kinh ngạc phát hiện, cỗ sát khí kinh người vừa rồi không thấy đâu nữa. Vương Nhất lúc này chỉ là một người bình thường, không có một chút khí thế cường giả. Vì vậy, Mã Cung sững sờ thoát mồ hôi lạnh đã cười lạnh một tiếng, thì ra là phô trương thanh thế, dọa tôi giật mình. Vốn khinh thường ra tay với loại người bình thường như cậu, nhưng cậu tự tìm đường chết, vậy thì đừng trách tôi tàn độc. Vừa dứt lời, Mã Cung bày ra tư thế, định công kích về phía Vương Nhất. Tuy nhiên, còn chưa ra tay, anh ta lại cảm thấy cỗ khí thế mạnh mẽ thứ hai. Vô thức quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trong chỗ bóng tối của hành lang, có một người phụ nữ mặc đồ da đen, đang lạnh lùng nhìn anh ta. Nếu nói sát khí của Vương Nhất chỉ là ảo giác trong nháy mắt, vậy sát khí của người phụ nữ này chính là một cơn gió lốc, tập trung, mạnh mẽ. Đột nhiên, Mã Cung cảm nhận được khí tức chém giết của thiên quân vạn mã, giống như một cơn hồng thủy cương thiết, trong nháy mắt đánh tan chiến ý mà anh ta không dễ dàng ngưng tụ được. Vương Nhất lạnh lùng nhìn một màn này, tuy Mã Cung này xưng là võ giả, ngay cả nội kình cũng không luyện được, làm sao so được với sát thủ chuyên nghiệp giết người như Ngóe như Lãnh Nhan được. Lần này, Vương Nhất không có ngăn cản, để mặc Lãnh Nhan giải phóng bản tính, đại khai sát giới. Ra tay với Vương Nhất, bọn họ còn có khả năng sống sót, nhưng bọn họ lại cứ ra tay với Lý Khinh Hồng, đó là chạm vào vảy ngược của Vương Nhất, thần tiên cũng khó cứu. Bù! Lãnh Nhan hóa thành một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt Mã Cung. Đồng thời đánh một chưởng, Mã Cung không có tí năng lực chống cự thì bị Lãnh Nhan bóp cổ họng, nâng lên đỉnh đầu. Cô! Đồng tử của Mã Cung bỗng co rút, trên mặt hiện ra vẻ trắng bệch, ở trước mặt Lãnh Nhan, anh ta giống như một đứa trẻ sơ sinh không chịu nổi một kích. Người mạo phạm thiếu chủ, chết! Sát khí của Lãnh Nhi lẫm liệt, lạnh giọng nói, bàn tay bỗng dùng sức. Reng reng reng! Tuy nhiên, khi Lãnh Nhan chuẩn bị vặn gãy cổ họng của Mã Cung, tiếng chuông điện thoại inh tai vang lên. Vừa thấy là điện thoại của Lý Khinh Hồng, Vương Nhất lập tức kêu Lãnh Nhan dừng tay. Anh sợ âm thanh giết người bị Lý Khinh Hồng nghe thấy. Vương Nhất đi tới một chỗ yên tĩnh, lúc này mới nghe điện thoại của Lý Khinh Hồng. Khinh Hồng. Giọng nói của Vương Nhất vô cùng dịu dàng, hoàn toàn khác biệt với sự lạnh lùng trước đó. Ở đầu dây bên kia, Lý Khinh Hồng không lên tiếng, nhưng Vương Nhất có thể nghe thấy tiếng hít thở dồn dập của cô. Một lúc sau, cô mới lên tiếng. Anh, có thể đi xuống không? Vừa rồi xảy ra vụ nổ. Tử Lam cứ khóc mãi, ồn ào đòi ba. Giọng điệu của Lý Khinh Hồng có chút cứng nhắc, nếu không phải tình hình thực tế biểu lộ, trong tình huống bình thường cô rất khó nói ra lời lẽ dựa dẫm như này. Vương Nhất trầm mặc một lát, sau đó gật đầu, được. Cúp máy, vẻ mặt của Vương Nhất lạnh lùng liếc nhìn Mã Cung, coi như anh may mắn, hôm nay tha cho anh một mạng, nếu còn giúp nhà họ Kim nữa, đừng nói anh, cả hiệp hội võ đạo cũng gặp họa. Chúng ta đi. Khụ khụ. Mã Cung may mắn nhặt lại được cái mạng đã mềm nhũn ngồi ở trên đất, há miệng hít không khí, hiện nay anh ta chưa từng cảm thấy không khí ngọt như này. Đợi sau khi hoàn hồn, trong mắt Mã Cung tràn ngập sát ý, hai kẻ ngoại lai còn con, cũng dám ra tay với tôi, thật sự không để hiệp hội võ đạo vào trong mắt. Võ giả của Thiên An rất ít, cơ bản đều ở trong hiệp hội võ đạo, Mã Cung gần như đều biết cả, chỉ là chưa từng thấy Vương Nhất và Lãnh Nhan. Đương nhiên coi bọn họ thành kẻ ngoại lai của thành phố khác. Mã Cung rút điện thoại ra, gọi một cuộc điện thoại. Alo, anh Thiên Tường, em bị hai kẻ ngoại lai dạy dỗ. Thiếu chủ, tại sao không để tôi giết anh ta, sự việc sẽ không trì hoãn quá lâu. Ở một bên khác, Lãnh Nhan rất không hiểu mà hỏi. Theo cô ta thấy, vặn gãy cổ của Mã Cung không tốn nhiều sức. Vương Nhất lắc đầu, nghiêm nghị nói, tôi biết. Nhưng giết người dễ dàng, xử lý thi thể khó, ít nhất phải tốn thời gian rất dài, vợ con của tôi không đợi được tôi lâu như vậy. Lãnh Nhan như có suy tư mà gật đầu, vừa rồi, cô ta chỉ quan tâm giết người. Có điều, tôi sẽ không dễ dàng tha cho anh ta.
Trong mắt Vương Nhất vụt qua một tia hàn quang, tôi muốn mượn tay của nhà họ Kim, giết Kim Thành Vũ. Nghe vậy, cơ thể của Lãnh Nhan lập tức run lên, phấn khởi nhìn Vương Nhất. Thiếu chủ, cuối cùng cũng sắp ra tay với nhà họ Kim rồi. Sau khi anh và Lãnh Nhan tách nhau ra, Vương Nhất đi về phía xe của Lý Khinh Hồng. Kết quả còn chưa lên xe thì nghe thấy tiếng khóc của Vương Tử Lam. Tử Lam không khóc, ba sắp trở lại rồi. Lý Khinh Hồng ôm con gái an ủi không ngừng. Ba, con muốn ba. Vương Tử Lam khóc rất lớn tiếng, còn chưa hoàn hồn từ trong trận sợ hãi trước đó. Lý Khinh Hồng cũng có hơi vội, lúc này truyền tới tiếng của Vương Nhất. Tử Lam, ba ở đây. Nhìn thấy ba trở lại rồi, Vương Tử Lam lập tức nín khóc chuyển sang cười, giang tay chui vào trong lòng của Vương Nhất, đầu tiên là ôm chặt, lúc này mới nói với giọng bất mãn, ba làm gì vậy, lâu như vậy không quay lại. Ba đi đánh người xấu. Vương Nhất mỉm cười xoa đầu của Vương Tử Lam, nói, đánh người xấu bắt nạt mẹ và Tử Lam chạy rồi. Thật sao? Vương Tử Lam mặt mày bất ngờ, ba thật giỏi. Thấy con gái lần nữa cười thành tiếng, trong lòng Vương Nhất cũng rất thỏa mãn. Kim Thành Vũ đâu? Đợi khi con gái ổn định cảm xúc, Lý Khinh Hồng lúc này nhìn Vương Nhất với vẻ ngưng trọng, hỏi. Vương Nhất lắc đầu, anh ta chưa chết. Nghe thấy lời này, Lý Khinh Hồng cũng rơi vào trầm mặc, cô nghe ra ý ngầm của Vương Nhất. Anh ta chưa chết, chỉ là bị thương rất nặng. Thấy vẻ trầm mặc của Lý Khinh Hồng, anh đâu có không biết cô đang nghĩ cái gì, khẽ nắm lấy tay của cô, kiên định nói, anh đã nương tay rồi, anh ta ra tay với ai cũng được, chỉ duy nhất không thể ra tay với em. Trong lòng Lý Khinh Hồng cảm động một trận, người phụ nữ nào trên cõi đời này không hy vọng người đàn ông của mình quan tâm mình. Nhưng tính cách thanh tâm quả dục, đã định sẵn Lý Khinh Hồng sẽ không dễ dàng biểu lộ chân tình, chỉ nắm chặt vô lăng, chúng ta về nhà. Ừ, chúng ta về nhà. Vương Nhất còn muốn trêu chọc con gái, lại phát hiện con gái đã ngủ rồi. Đang lái xe, Lý Khinh Hồng bỗng ngập ngừng muốn nói lại thôi, ngày mai có một bữa tiệc tài trợ, anh. Vương Nhất khẽ mỉm cười, thoải mái đồng ý, anh sẽ tham gia, nhưng có thể chỉ là góp đủ người. Có thể đến là được, Lý Khinh Hồng khẽ mỉm cười, sau đó không nói gì nữa. Cả đoạn đường im lặng. Nhìn cảnh sắc nhanh chóng lùi lại phía sau, Vương Nhất dần nheo mắt lại, trong mắt vụt qua một tia sát ý không dễ phát giác. Người bỏ đá xuống giếng, người giúp đỡ lúc khó khăn, nếu đám người Châu Mỹ Ngọc đã nương nhờ nhà họ Kim, vậy thì nhà họ Lý kiếm bao nhiêu tiền? Một đồng cũng đừng hòng lấy đi. Có người nói, ai có thể lấy được Kim Thúy Như, không chỉ nửa cuộc đời sau, kiếp sau, còn cả kiếp sau sau nữa cũng không cần sầu nữa. Điều đáng tiếc là vẫn không ai có thể đạt tới bước này. Trước kia không có, bây giờ không có, tương lai cũng sẽ không có, ồ, ngược lại một người đàn ông từng gần đạt được, chỉ có điều về sau anh chạy mất. Trong một quán rượu nhỏ chỉ phục vụ riêng cho cô ta ở tầng cao nhất của tập đoàn Kim Thị, Kim Thúy Như dựa vào lan can, trong tay cầm một ly rượu vang thượng hạng, gió đêm lạnh lẽo thổi qua, thưởng thức thành phố về đêm của Thiên An. Cảnh đêm của Thiên An đẹp rạng ngời, nhưng ánh mắt của cô ta giống như một đầm nước chết, tử khí nặng nề. Nhìn một lúc, Kim Thúy Như cảm thấy vô vị, định rời khỏi thì bỗng phát hiện phía trước có thêm một người đàn ông. Ngũ quan của anh ta hoàn mỹ, gia thế hiển hách, khiến anh ta nhìn trông giống như một đôi kim đồng ngọc nữ với Kim Thúy Như, vô cùng hợp. Nhìn người đàn ông này, Kim Thúy Như đã cười. Nụ cười kinh diễm, ngay cả vầng trăng trên trời cũng trở nên ảm đạm. Anh sao lại tới đây? Tới thăm cô, người đàn ông khẽ mỉm cười, đáp. Chỉ là một mình tôi, không đủ để khiến anh từ Yên Kinh đường xá xa xôi chạy tới Thiên An. Người đàn ông dường như có chút bất lực, chỉ đành nói thật, được rồi, tới thăm em gái của tôi, thuận tiện thăm cô. Nhìn đi. Tôi mãi mãi đều là người thuận đường được nhắc tới. Kim Thúy Như cười lạnh nhạt, nói, nhìn ra được, anh mới vừa xuống máy bay. Tại sao không đi gặp em gái của anh trước, ngược lại chạy tới gặp tôi trước vậy? Khóe miệng của người đàn ông xuất hiện một nụ cười khổ, em ấy sẽ không gặp tôi tại sao phải tự khiến mình khó chịu mà đi tìm nó, tìm cô có ý nghĩa hơn. Kim Thúy Như hơi nheo đôi mắt lại, nếu anh còn nói dối nữa, tôi sẽ gọi người ném anh từ đây xuống. Người đàn ông cũng không sợ hãi, chỉ nhún vai một cách bất lực, nói, được rồi, tôi quả thật có chuyện tìm cô. Nói xong, biểu cảm của người đàn ông trở nên nghiêm nghị, từ từ đưa ra hai ngón tay.
Hai chuyện, tôi muốn cô phá hủy em gái của tôi, mặc kệ dùng thủ đoạn gì, tốt nhất khiến em ấy không có khả năng trở mình nữa. Để hồi đáp, tôi sẽ làm nhóm tiếp viện của cô, bất luận là tài nguyên, hay nhân thủ, tôi đều sẽ cho cô. Anh ta nói rất trịnh trọng nghiêm túc, Kim Thúy Như lại giống như nghe được chuyện cực kỳ nực cười, phì một tiếng cười thành tiếng. Anh đang nói đùa với tôi à? Cô thấy tôi giống như đang nói đùa hay sao? Kim Thúy Như lắc đầu. Vậy không tốt sao? Ý của tôi là tôi từ chối giúp anh. Người đàn ông nghe vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, tại sao? Bởi vì đó căn bản là một nhiệm vụ không thể hoàn thành. Nụ cười trên mặt Kim Thúy Như từ từ thu lại, giọng điệu cũng trở nên trịnh trọng, bắt đầu từ lúc quen biết thời đại học thì tôi chưa từng thắng cô ấy. Câu nói này nếu truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây nên chấn động, Kim Thúy Như được mệnh danh là yêu nữ nhà họ Kim, vậy mà cũng thừa nhận không bằng người khác. Người đàn ông lại lắc đầu, đó chỉ là bối cảnh của em ấy tốt hơn cô, em ấy có một người ba giỏi, còn có một người mẹ giỏi, bây giờ em ấy đã không còn gì nữa, cô có sự trợ giúp của tôi, muốn đánh gục em ấy, dễ như trở bàn tay. Lời của người đàn ông khiến Kim Thúy Như rơi vào trầm mặc. Một lát sau, cô ta mới lắc đầu, phủ định lời của người đàn ông, anh không hiểu cô ấy, không thể định nghĩa cô ấy như vậy được. Lời này vừa dứt, người đàn ông dường như chịu kích thích rất lớn, sắc mặt thay đổi, tôi là anh trai của nó, tôi không hiểu ai hiểu. Từ nhỏ đến lớn, hai người gặp được mấy lần, nói được mấy câu. Anh biết cô ấy làm sao đi được tới bước như ngày hôm nay không? Ánh mắt của Kim Thúy Như trở nên sắc bén, tỏa ra một cỗ khí thế rất mạnh, nhưng tôi biết. Người khác nghỉ ngơi, cô ấy đang học, người khác yêu đương, cô ấy đang học, người khác ăn cơm đi ngủ, cô ấy vẫn đang học, cô ấy giống như một miếng bọt biển, không ngừng hút lượng lớn tri thức, kiến thức cả phương diện, cho nên mặc kệ làm chuyện gì, cô ấy cũng dẫn trước tôi một bước. Cho dù thành lập công ty, cô ấy cũng không có tiêu một đồng trong nhà, tất cả đều là cô ấy tay trắng làm lên, mà tôi thì sao? Cuối cùng vẫn dùng tiền trong nhà mới từng bước biến thành yêu nữ mà người người kính sợ. Sắc mặt của người đàn ông cũng trở nên khó coi, nhưng vẫn cố chấp nói, trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ, không thể gộp lại nói được. Kim Thúy Như trầm mặc hồi lâu mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông, anh là anh trai của cô ấy, tại sao muốn hại em gái của mình như vậy? Câu nói này cũng khiến anh ta rơi vào trầm mặc. Sắc mặt lúc sáng lúc tối, lúc thì tái xanh, lúc thì bất kiên nhẫn, cuối cùng biến thành sự bất lực sâu sắc, vì để em ấy về nhà. Chỉ khi em ấy thất bại không chờ được mình, em ấy mới quay về nhà, nhìn khắp Thiên An, người có thể khiến em ấy rơi vào bước đường này, cũng chỉ có một mình cô. Đây là chủ ý của ai? Người đàn ông nghiến răng nói, là chủ ý của tôi. Kim Thúy Như liếc nhìn anh ta đầy thâm ý, nói, cô ấy sẽ hận anh cả đời. Biểu cảm của người đàn ông dao động, nhưng vẫn dằn lòng, nói, mặc kệ, có thể khiến em ấy về nhà, tốt hơn cái khác. Kim Thúy Như thở dài một tiếng, được rồi, tôi giúp anh, chuyện thứ hai thì sao? Nghe vậy, cảm xúc thực trên mặt anh ta biến mất, thay vào đó là nụ cười, chuyện thứ hai này, đương nhiên là vì cô mà tới, tôi theo đuổi cô không phải không biết, tôi lần này tới, là đến hỏi cưới cô với ba vợ, hỏi xong thì tôi đi. Anh bây giờ có thể đi rồi, tôi giúp anh mua vé máy bay. Kim Thúy Như mặt mày không cảm xúc nói xong thì muốn rút điện thoại ra. Thấy vậy, người đàn ông lập tức khẩn trương, đừng, từ chối thì từ chối, đâu phải là không chịu nổi đả kích này, làm gì mà vô tình vậy chứ? Anh ta khựng lại một chút, giống như nghĩ tới điều gì đó, thâm ý liếc nhìn cô ta, cô không phải vẫn canh cánh trong lòng chuyện 5 năm trước thằng nhóc kia chạy trốn khỏi đám cưới của cô đấy chứ? Cậu ta có gì tốt chứ, xuất thân bần hàn, lại không có tiền, làm sao xứng với cô được? Nói được một nửa thì anh ta không nói nữa. Bởi vì anh ta phát hiện ánh mắt của Kim Thúy Như đã không biết từ khi nào trở nên vô cùng lạnh lẽo, giống như rắn độc ẩn mình trong hang động chờ thời cơ, trong mắt tràn ngập sát ý. Lý Tinh Sở, anh không cảm thấy anh hơi lắm lời sao? Lý Tinh Sở rụt cổ, lập tức im miệng, chuồn khỏi đó. Hai chuyện, Kim Thúy Như đồng ý một chuyện, từ chối một chuyện, kết quả không tính là quá tệ, cũng không tính là quá tốt. Lúc này... Một người đàn ông lướt qua vai Lý Tinh Sở, hai người đều liếc nhìn nhau, nhưng lại nhanh chóng rời đi. Kim Thành Phong mặt mày hậm hực đi tới trước mặt Kim Thúy Như, hỏi, chị họ, có khách tới sao?
Cậu gọi tôi cái gì? Hàn ý trên mặt Kim Thúy như còn chưa hoàn toàn biến mất, cặp lông mày mảnh khẽ nhướn lên, lạnh lùng liếc nhìn Kim Thành Phong. Kim Thành Phong cấm như hến, nhanh chóng sửa lời, lướt cũng xoắn lại, Kim. Kim Tổng. Sắc mặt của Kim Thúy như khôi phục như mọi khi, hờ hững đáp một tiếng, chuyện gì? Thấy Kim Thúy như khôi phục như bình thường, Kim Thành Phong lúc này mới thở phào, làm thư ký của Kim Thúy như, thật sự làm khổ anh ta mà. Kim Tổng, vừa rồi nhận được tin tức, anh họ Thành Vũ bị Vương Nhất đánh. Đánh hủy dung rồi. Nghe thấy tin này, Kim Thúy như lạnh nhạt đáp một tiếng, không có đoạn sau. Kim Thành Phong không nhịn được mà nói, anh họ Thành Vũ bị hủy dung, chị không đi xem một chút sao? Không cần đi, còn có chuyện gì khác không? Kim Thúy như thong dong nói. Kim Thành Phong không khỏi rùng mình, ngay cả anh trai của mình xảy ra chuyện cũng không đi, người phụ nữ này thật lãnh cảm. Còn nữa, ngày mai tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ Lý sẽ tổ chức một bữa tiệc tài trợ, tất cả nhà tài trợ đều sẽ tới, trước mắt đã có 10 công ty tài trợ dự án này. Kim Thành Phong từ sau khi lắc mình thay đổi, biến thành thư ký của Kim Thúy Như, cô ta chỉ cho một nhiệm vụ của Vương Nhất, đó chính là thăm dò tin tức của nhà họ Lý và Vương Nhất, cũng coi như là Vương Nhất coi anh ta thành nội gián nằm vùng. Anh ta của bây giờ, nghiễm nhiên trở thành nội gián hai mặt. Vậy sao? Kim Thúy Như trầm ngâm một lúc, bỗng nở nụ cười rạng rỡ, nói, ngày mai, cậu dùng danh nghĩa của tập đoàn Kim Thị chúng ta, cũng đi tài trợ 240 tỷ. Kim Thành Phong nghi ngờ mình nghe nhầm, hai mắt trợn tròn, chị họ, chị không nói nhầm chứ. Kim Thúy Như lúc này cũng không quan tâm cách xưng hô của Kim Thành Phong, cười hờ hững, cậu làm theo lời tôi nói. Được, Kim Thành Phong vẫn không đoán được hành vi này của Kim Thúy Như rốt cuộc muốn làm gì, nghĩ không ra, anh ta không nghĩ nữa. Nếu trong đầu Kim Thúy Như đang nghĩ cái gì, có thể bị người khác đoán được, cô ta còn là Kim Thúy Như sao? Kim Thúy Như đi xuống dưới tòa nhà của tập đoàn Kim Thị, lập tức một chiếc Lincoln dáng dài dừng ở trước mặt cô ta. Cô chủ, một ông lão ăn mặc giống quản gia cung kính mở cửa xe cho cô ta. Kim Thúy Như vui vẻ gật đầu, cử chỉ lời nói cực kỳ giống một tiểu thư quý tộc yêu nhã. Chỉ là đôi mắt của cô ta lại biến về màu xám trắng không có hứng thú với cái gì cả. Nhan sắc quyến rũ vô địch, tiền tài cực nhiều, kèm theo bộ não IQ cao gần như yêu nghiệt. Cuộc đời của Kim Thúy Như sớm đã không còn hứng thú gì nữa. Thậm chí, có lúc bản thân cô ta sẽ nghĩ một vấn đề, ý nghĩa sống của cô ta là gì? Cô ta rốt cuộc muốn gì? Hai câu hỏi này không có đáp án, hoặc cô ta vẫn đang trên con đường tìm kiếm đáp án. Vốn hai câu hỏi này cô ta cảm thấy phải tìm kiếm cả đời, cho tới khi người đàn ông đào hôn 5 năm trước kia trở về, cô ta mới tìm được một chút hứng thú. Đây là một trò chơi mèo và chuột. Có thể một bên là mèo, một bên là chuột. Cũng có thể. Hai bên đều là mèo. Sáng hôm sau, một mình Vương Nhất đứng trên tầng cao nhất của tòa nhà quốc tế, trầm ngâm nhìn dòng người ra vào bên dưới. Đột nhiên, anh nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc ảm đạm bước vào tòa nhà quốc tế, đó là đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc. Có thể thấy, họ vẫn chưa thể chấp nhận việc bị chuyển từ vị trí quản lý xuống nhân viên bình thường. Tuy nhiên, Vương Nhất không hề nhân nhượng, có một vài việc, nếu đã dám làm thì phải dám chịu kết cục tồi tệ nhất. Ngài Vương, đây là thông tin của Chu Bá, Phó Chủ tịch Công ty Ẩn Long. Lúc này, Tăng Quốc Vinh nghiêm túc bước vào văn phòng rồi đặt một sấp tài liệu ngay ngắn trên bàn của Vương Nhất. Việc gia nhập Thương hội Hồng Ưng đã khiến ông ta lần nữa nhận thức lại sự hiểu biết của ông về Vương Nhất. Nếu đã đi theo chàng trai này thì không cười đùa là tốt nhất. Vất vả rồi. Vương Nhất mỉm cười với Tăng Quốc Vinh, sau đó bắt đầu đọc tài liệu. Chu Bá, Nam, cựu giám đốc điều hành của công ty dược phẩm Thường Kỳ. 3 năm trước, ông ta đã bị tống giam vì có hành động không đứng đắn với nhân viên sau khi uống rượu rồi bị đuổi khỏi công ty. Sau đó ông ta ở nhà 2 năm, sau khi công ty Ẩn Long bị nhà họ Kim mua lại, dưới lời mời chân thành của Kim Thành Vũ, ông ta đã đảm nhận vị trí giám đốc của Ẩn Long. Đây chính là tư liệu về Chu Bá. Không quá chi tiết, nhưng lại nắm được trọng điểm. Tăng Quốc Vinh biết Vương Nhất đang điều tra vụ việc 316 của nhà họ Lý nên ông ta cố tình chỉ chọn những chi tiết trong 3 năm qua, việc này không chỉ tiết kiệm thời gian mà làm trọng điểm trở nên nổi bật. Vương Nhất tán thưởng nhìn Tăng Quốc Vinh, sau đó hơi híp mắt lại, ông có thể kể chi tiết về hành vi không đứng đắn này được không?
Tăng Quốc Vinh gật đầu rồi trịnh trọng nói, sự việc này xảy ra chỉ cách vụ 316 một tuần. Trong một bữa tiệc chúc mừng, chủ bá uống sau rồi kéo một nữ nhân viên tiếp rượu vào nhà vệ sinh, hơn nữa người này đã có gia đình. Vương Nhất gật đầu rồi hỏi tiếp, ông ta là người như thế nào? Tôi đã từng tiếp xúc với chủ bá vài lần, anh ta ít nói và luôn lấy công việc làm trọng. Hơn nữa, anh ta đã 40 tuổi rồi nhưng vẫn chưa lập gia đình. Đúng vậy, một người đàn ông xem trọng sự nghiệp mà lại đi quấy rối một nhân viên nhỏ bé sao? Ông có tin không? Vương Nhất hỏi ngược đầy ẩn ý. Nghe vậy, Tăng Quốc Vinh cũng đáp, vấn đề chính là ở đây. Không ai nghĩ chủ bá sẽ làm ra chuyện này, nhưng anh ta đã làm như thế. Hơn nữa, lúc đó cũng không có ai giúp anh ta phản bác nên cảnh sát chỉ có thể nhanh chóng kết án thôi. Vị cảnh sát xử lý vụ án lúc đó tên là gì? Tăng Quốc Vinh nghĩ một lúc rồi nói ra một cái tên mà Vương Nhất khá quen thuộc. Bạch Yến. Bạch Yến. Trong đầu Vương Nhất chợt hiện lên một bóng dáng anh hùng hào sảng, sau đó anh nói, giúp tôi sắp xếp một chút, tôi muốn gặp vị cảnh sát Vương này. Vâng. Tăng Quốc Vinh lập tức đáp ứng, sau đó ông ta lấy một tấm thiệp mời tinh tế được bọc lụa vàng từ trong ngực mình ra. Đây là thư mời của công ty Ẩn Long gửi tới cho ngài, tất cả những doanh nghiệp trong tòa nhà quốc tế đều được mời tới dự tiệc. Vương Nhất thản nhiên nghịch một hồi, sau đó nở nụ cười, còn bọc lụa vàng nữa à, xem ra Kim Thành Vũ đã tốn không ít tiền đây. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Tăng Quốc Vinh giải thích, tòa nhà quốc tế là trung tâm của giới thương nghiệp ở Thiên An. Vô số dự án cải tạo đô thị lớn được chính phủ phê duyệt đều từng nằm trong tay tôi. Bây giờ thì ha ha. Tăng Quốc Vinh cười nói tiếp, tất cả đều ở trong tay ngài. Vương Nhất xua tay nói, giao hết cho La Chí Viễn đi, thiệp mời này cũng giao cho ông ta luôn. Vâng, thưa ngài Vương. Tăng Quốc Vinh biết Vương Nhất rất khiêm tốn, đặc biệt là với những sự kiện phải xuất hiện trước công chúng như vậy thì anh càng không thích. Vậy nên anh lấy thiệp mời xong liền rời đi, đến chỗ tổng phụ trách. Sau khi Tăng Quốc Vinh rời đi, Vương Nhất còn chưa kịp uống một ngụm nước thì điện thoại anh đã reo lên. Thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Vương Nhất hơi mỉm cười rồi nhấc máy, sao vậy ba? Ngữ khí của Lý Thiên Dương nghiêm túc khó tả, tiểu nhất, ba chỉ muốn hỏi thử, vụ tài trợ thế nào rồi, con không cần miễn cưỡng bản thân đâu, nếu không tìm được tài trợ thì thôi cũng được, để ba tự nghĩ cách. Ba, con tìm được rồi. Lý Thiên Dương còn chưa kịp nói xong thì Vương Nhất đã cười cười ngắt lời ông. Đầu dây bên kia bỗng im bặt, ngay sau đó Lý Thiên Dương ngạc nhiên hô lên. Con nói thật sao? Vương Nhất cười nói, vài người bạn của con mấy năm gần đây làm ăn khá khẩm nên khi con vừa nói với bọn họ thì họ liền muốn đầu tư cho chúng ta. Nghe Vương Nhất nói xong, Lý Thiên Dương không đáp lại lời nào, mà chỉ chìm vào trầm mặc. Một lúc lâu sau, ông cười khổ nói, tiểu nhất, ba không phải kẻ ngốc, căn bản không có chuyện bạn bè hay may mắn đúng không? Con thành thật nói ba biết đi, mọi chuyện đều do một mình con giải quyết đúng không? Vương Nhất im lặng hồi lâu rồi nghiêm túc gật đầu, vâng. Sao con làm được chuyện này? Lần này, Vương Nhất không trả lời, bây giờ anh vẫn chưa thể để cho bất cứ ai biết bí mật của mình được. Lý Thiên Dương cũng không ép anh, ông nhẹ giọng nói, con không nói cũng không sao, ba nói thật với con, ba xem con là con ruột còn hơn cả Mộng Đình nữa. Con biết, giọng của Vương Nhất hơi trầm trọng. Ba rất yên tâm vì con đã sống tốt. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa thì con cũng đừng chịu đựng một mình. Có lẽ bây giờ ba không giúp được gì cho con, nhưng ba là ba của con. Nếu cần phải vì con chắn mưa chắn gió thì ba nhất định sẽ chắn cho con. Cuối cùng, ba muốn cầu xin con một việc. Nói đến đây, Lý Thiên Dương thở dài, giọng ông hơi nghẹn ngào, con có thể cho nhà họ Lý một con đường sống không? Bàn tay cầm điện thoại siết chặt, Vương Nhất không đáp lời nào. Ba biết bọn họ và con có những hiểu lầm sâu sắc, nhưng dù sao thì họ cũng là người thân của con, hơn nữa họ cũng đã nhận hình phạt thích đáng rồi, con chấm TSA cho bọn họ một lần đi. Nghe lời những lời cầu tình khẩn thiết của Lý Thiên Dương, Vương Nhất nhắm chặt hai mắt lại. Lý Mộng Đình trở mặt thành thù, Châu Mỹ Ngọc xấu xa độc ác, Lý Sung cáo giả, Châu Mỹ Hoa châm chọc khiêu khích, tất cả những gương mặt xấu xí ghê tởm của nhà họ Lý lần lượt hiện lên trong đầu anh. Cuối cùng, mọi thứ đều biến thành hình ảnh Lý Thiên Dương thành khẩn xin lỗi anh vì những gì bọn họ đã làm. Vương Nhất mở mắt ra, tất cả đều biến mất. Anh thở dài trong lòng, ba vẫn quá mềm lòng.
Được, Vương Nhất đồng ý với thỉnh cầu của Lý Thiên Dương. Cảm ơn con. Lý Thiên Dương biết ơn từ tận đáy lòng. Một giờ sau, ban lãnh đạo của Ẩn Long tiến hành điều động nhân sự. Nhân viên Lý Mộng Đình trở thành quản lý nhân sự. Sau khi nhận được thông báo này, Lý Mộng Đình, người vẫn đang làm những công việc lặt vặt ở văn phòng tầng dưới đã vô cùng sửng sốt. Ai, tôi á, cô ta chỉ vào mặt mình, đến tận lúc này vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Đúng vậy. Người đàn ông phụ trách truyền đạt bình tĩnh nói, giờ cô có thể đến bộ phận nhân sự báo danh. Ha 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 ha, được. Cuối cùng Lý Mộng Đình cũng định thần lại, cô ta nhướng mày cười to. Sự tức giận trong hai ngày qua cuối cùng cũng được trút hết. Xem ra giám đốc Kim vẫn đánh giá tôi khá cao nên mới điều tôi trở về làm quản lý nhân sự. Sau khi phấn khích xong, trong một góc không người thấy, sắc mặt của Lý Mộng Đình trở nên vô cùng thâm độc. Quản lý nhân sự quyền lực hơn cả giám đốc nhân sự. Đó là chức vụ có thể quyết định nhân viên đi hay ở. Những kẻ đã ức hiếp tôi trong mấy ngày qua, tôi sẽ khiến cho mấy người phải hối hận. Và cả cái thằng phế vật đó. Nhớ lại ánh mắt Vương Nhất nhìn cô ta vào hôm qua, Lý Mộng Đình tức tới nghiến răng nghiến lợi. Những sự việc tương tự cũng diễn ra, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung, Châu Mỹ Hoa, Châu Mỹ Hòa và những người khác đều lần lượt được thăng chức. Vương Nhất lãnh đạm ngồi một mình trong văn phòng rộng hơn 100 mét vuông, ngón tay anh gõ nhẹ lên mặt bàn, phát ra âm thanh cạch cạch nhịp nhàng. Nể mặt ba nên đây là cơ hội cuối cùng tôi cho mấy người. Nếu còn không biết trân trọng thì đừng có trách, mắt Vương Nhất lóe lên hàn ý, anh tự nói với bản thân. Sau khi hoàn thành xong công việc, Tăng Quốc Vinh trở lại văn phòng của Vương Nhất và báo cáo tình hình cho anh. Ông La đã nhận thiệp mời của công ty Ẩn Long rồi, ông ấy sẽ xuất hiện tại bữa tiệc với thân phận chủ nhân của tòa nhà quốc tế. Đồng thời, Lý Tổng của tập đoàn Lệ Tinh cũng đã từ chối thư mời này, còn xé ngay trước mặt đối phương rồi vứt vào thùng rác. Lý Khinh Hồng làm thế cũng không khiến Vương Nhất ngạc nhiên chút nào. Kim Thành Vũ có mưu đồ làm loạn với cô, sao Lý Khinh Hồng có thể nể mặt hắn ta được? Nhưng so với chuyện của Lý Khinh Hồng thì Vương Nhất càng quan tâm đến vết thương trên mặt của Kim Thành Vũ hơn. Mặc dù tối hôm ấy, Lãnh Nhan không giết chết Mã Cung và Kim Thành Vũ vì bị Lý Khinh Hồng ngăn cản, nhưng mặt của anh ta cũng bị anh đánh nát rồi. Chắc dùng cả đời cũng không thể khôi phục được. Nhan sắc không chỉ quan trọng với phụ nữ mà cũng vô cùng quan trọng với đàn ông, thậm chí còn quan trọng hơn. Anh ta đã bị Vương Nhất đánh như thế mà còn không hủy bữa tiệc này, xem ra những hạng mục cải tạo thành phố kia thật sự rất quan trọng đây. Khi nào thì mấy công ty mà La Chí Viễn cử tới đến? Vương Nhất hỏi. Tăng Quốc Vinh kính cẩn nói, trước khi bữa tiệc tài trợ bắt đầu, họ nhất định sẽ có mặt. Vương Nhất cũng không hỏi gì thêm, anh không lo những công ty đó dám không đến. Đích thân tổng phụ trách của Thương hội Hồng Ưng đã gọi điện truyền lệnh cơ mà. Nếu không đến hoặc tới trễ thì bọn họ không gánh nổi hậu quả đâu. Vậy thì cứ đợi đến buổi tiệc tối nay vậy. Thời gian trôi qua rất nhanh, bây giờ đã là buổi chiều, Vương Nhất gửi tin nhắn cho Lý Khinh Hồng, con sẽ đến nhà họ Lý một chuyến rồi cùng mọi người tham gia buổi tiệc tài trợ. Đối phương trả lời rất nhanh, chỉ một chữ duy nhất, được. Vương Nhất bắt taxi đến nhà họ Lý. Anh vừa vào sân thì phát hiện những người khác đều đã tới đủ rồi, họ đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Vương Nhất đang định bước vào phòng khách thì một tiếng quát lớn vang lên. Đứng lại, không được vào trong. Châu Mỹ Ngọc chỉ vào chân Vương Nhất rồi nói, mày không còn là người của nhà họ Lý của chúng tao nữa. Mày dùng tư cách gì để bước vào nhà? Đợi trong sân, không, đợi ngoài cổng đi. Mỹ Ngọc, bà đang nói cái gì vậy? Lý Thiên Dương là người đầu tiên đứng lên phản bác, ông cau mày nói, nếu mọi người không từng bước ép Tiểu Nhất rời đi thì thằng bé sẽ rời khỏi cái nhà này sao? Tôi làm sai gì sao? Châu Mỹ Ngọc hùng hồn nói, một thằng vô dụng như vậy, còn không có việc làm sống bám ở nhà chúng ta, cút đi mới tốt. Mẹ, bây giờ hắn có việc làm rồi. Lý Mộng Đình đứng một bên nói. Nghe như một lời nhắc nhở, nhưng thực chất là sỉ nhục anh thêm. Vương Nhất sửng dưng nhìn bọn họ, không nói một lời. Mẹ biết, Châu Mỹ Ngọc của hôm nay và hôm qua hoàn toàn khác nhau, bà ta tự tin nói, muốn quay về cũng được thôi, không phải mày đi làm rồi sao, nộp tiền lương mỗi tháng ra đây thì tao mới cho mày ở lại. Vương Nhất bị câu này chọc cười, tiền lương hàng tháng của tôi. Tôi sợ bà không kham nổi đâu. Mỗi tháng anh có thể kiếm được bao nhiêu? Hàng chục tỷ,
hàng trăm tỷ. Chính anh cũng không biết nữa. Nhưng khi lời này qua tai nhà họ Lý lại mang một tầng nghĩ khác. Vương Nhất, ý mày là gì? Mày tưởng bọn tao đang muốn lấy tiền của mày sao? Lý Mộng Đình nói, hiện giờ, tao là quản lý nhân sự của công ty Ẩn Long, mẹ tao là quản lý tài vụ, bác tao là... Lý Mộng Đình lần lượt giới thiệu chức vụ của từng người, cuối cùng cô ta khinh thường nhìn Vương Nhất, còn mày thì sao? Ai mà biết mày làm gì ở tòa nhà quốc tế chứ? Có lẽ lương một tháng còn chưa đến 15 triệu, bảo mày cống hiến một tháng lương là đã hơi cho mày rồi. Nghe tới đây, cuối cùng Vương Nhất cũng hiểu tại sao bọn họ lại tự tin như vậy, ánh mắt anh lập tức trở nên lạnh lẽo. Nếu anh không nể mặt Lý Thiên Dương cực khổ cầu xin cho bọn họ rồi bảo Tăng Quốc Vinh điều bọn họ từ tầng cơ sở thì làm gì tới lượt bọn họ ngồi lên chức quản lý nhân sự. Đồ chó không thể sửa được tật ăn cứt. Vương Nhất lạnh lùng nói một câu rồi xoay người đi về phía cửa chính của nhà họ Lý. Câu này khiến Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc nổi điên lên, cả hai lập tức đứng dậy. Mày đang mắng ai là chó không sửa được tật ăn cứt? Đủ rồi. Lý Thiên Dương chịu không nổi nữa, ông gầm lên một tiếng, mấy người đúng là hết thuốc chữa. Sau khi được thăng chức lên vị trí quản lý tài vụ, Châu Mỹ Ngọc tràn đầy tự tin nói, Lý Thiên Dương, ông mới là đồ hết thuốc chữa. Nói rồi, bà ta chỉ vào Vương Nhất đang đợi ngoài cửa rồi nói tiếp, một thằng phế vật như nó mà ông xem như bảo bối. Ông lo vụ tài trợ trước đi, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, để tôi xem ông sẽ xử lý thế nào. Tiểu Nhất nói nó đã giải quyết xong chuyện này rồi. Nó mà tìm được tài trợ gì? Tất cả mọi người phá cười, 30 ngàn, hay 300 ngàn, chút tiền này có tác dụng quái gì đâu. Lý Thiên Dương đen mặt nhưng vẫn không nói lời nào. Ba, đừng trách con không nhắc ba, nếu ba đặt hy vọng lên người thằng phế vật đó thì ba sẽ phải thất vọng thôi. Lý Mộng Đình nhìn Lý Thiên Dương rồi nói, con nói rồi, ba tới Ẩn Long đi, giám đốc Kim sẽ sắp xếp cho ba một chức vụ thích hợp. Hừ, Lý Thiên Dương hừ lạnh, mặt ông tái đi. Mộng Đình, cứ mặc kệ lão ta đi. Châu Mỹ Ngọc nắm lấy tay Lý Mộng Đình rồi nói, nếu lát nữa không có công ty nào đến tài trợ thì sẽ hài lắm đây. Lý Sung, Châu Mỹ Hoa và những người khác cũng cười ha ha nhìn đồng hồ, họ chỉ hận nhanh nhìn thấy cảnh nhà họ Lý mất mặt. Dù sao thì bây giờ bọn họ cũng là lãnh đạo tầng trung của Ẩn Long. Dù vụ hợp tác của nhà họ Lý và Lệ Tinh có hỏng thì bọn họ cũng chẳng bị thiệt thòi gì về mặt lợi ích. Đi thôi, sắp đến giờ rồi. Châu Mỹ Ngọc nhìn đồng hồ rồi kéo Lý Mộng Đình lên một chiếc ben thương vụ, và Lý Sung, Châu Mỹ Hoa và những người khác cũng lên xe của mình. Khi chạy ngang qua cổng nhà họ Lý, Châu Mỹ Ngọc thấy Vương Nhất đang đứng ở cửa cũng không thèm dừng lại mà trực tiếp lái xe lướt qua. Lý Thiên Dương thở dài, lái xe đến bên cạnh Vương Nhất, lên xe đi. Cảm ơn ba. Vương Nhất đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh trước đó, anh an ủi ông, ba cứ yên tâm, mọi chuyện đều đã được sắp xếp ổn thỏa rồi. Thấy nụ cười tự tin trên mặt Vương Nhất, Lý Thiên Dương hơi sững sờ. Lần nào anh cười như vậy thì khó khăn cũng được giải quyết. Liệu hôm nay, kỳ tích có xảy ra hay không? Trời tối dần. Bữa tiệc tài trợ được tổ chức tại một khách sạn lớn tên là Phỉ Thúy Thiên Thành, tuy không lộng lẫy bằng tàu du lịch hạng sang Thiên An Nhất Hào nhưng vẫn là khách sạn 5 sao, dịch vụ và món ăn đều thuộc hàng top. Hiện giờ còn sớm, bữa tiệc vẫn chưa bắt đầu, nhưng bên trong hội trường đã bày một vài món ăn đặt trên chiếc bàn dài kiểu Tây như một con rồng lớn. Hội trường rất giống xã hội thượng lưu phương Tây, hai bên là những nhạc công mặc lễ phục màu trắng đang diễn tấu. Ốc này ngon quá, nhanh lên, lấy nhiều chút đi. Muốn tổ chức một buổi tiệc như vậy phải tiêu bao nhiêu tiền nhỉ? Nếu nhà họ Lý chúng ta phát triển được như Lệ Tinh thì tốt quá. Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình và những người khác cứ như nhà quê lên tỉnh, họ liên tục gắp hết những món ăn đắt tiền trên bàn, không chọn đồ ngon, chỉ chọn đồ đắt tiền. Đồng thời còn liên tục nhìn láo liên cách bài trí hội trường. Những bức tranh nổi tiếng thế giới treo trên tường, những cây đàn piano trị giá hàng triệu USD cùng với những món đồ cổ trong tủ trưng bày, tất cả đều đập vào mắt họ. So với họ, Lý Thiên Dương không thể nào thích thú nổi. Bây giờ, tâm trí ông ta chỉ toàn là chuyện tài trợ. Lúc này, Vương Nhất cầm một ly rượu tới, anh cười nói, rượu ở đây rất ngon, ba uống thử đi. Nhưng Lý Thiên Dương xua tay. Ông hơi ảm đạm, các nhà tài trợ còn chưa đến, ba uống không nổi. Nghe vậy, Vương Nhất cũng bất lực, anh chỉ có thể khuyên,
bọn họ sắp tới rồi. Đúng lúc này, một người phụ nữ mặc trang phục công sở mang giày cao gót bước tới. Nhìn thấy cô này, ánh mắt của Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc liền tràn ngập địch ý, chính người phụ nữ này đã vô số lần làm nhục bọn họ. Tiêu Đào khẽ gật đầu với Vương Nhất, sau đó đưa tay về phía Lý Thiên Dương, cô ta nở một nụ cười chuyên nghiệp, ngài Lý, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, các nhà tài trợ đã đến khách sạn chưa? Chuyện này, Lý Thiên Dương ngượng ngùng, Vương Nhất tiến lên, cười đáp, nói lại với Lý Tổng, nội trong 10 phút nữa, các nhà tài trợ sẽ đến. Sau đó anh hơi dừng lại, Vương Nhất ước tính một chút và đưa ra con số cụ thể, số tiền tài trợ chắc khoảng 1.500 tỷ. Phụt! Nghe thấy thế, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đứng bên cạnh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Vương Nhất, mày không có tiền, không có quyền, nhưng lại biết khoác lác đấy. 1.500 tỷ, nếu mày có thể kéo được 1 tỷ rưỡi thì coi như tao thua. Vương Nhất liếc bọn họ một cái rồi làm ngơ. Tiêu Đào gật đầu và nhanh chóng rời đi, trước khi rời đi, cô ta còn nhìn mẹ con Lý Mộng Đình như đồ nhà quê. Tiểu Nhất, con nói thật sao? Sau khi Tiêu Đào rời đi, Lý Thiên Dương đã sửng sốt hỏi anh. Vương Nhất chỉ cười cười chứ không nói lời nào. Đừng có xuất hiện khiến người khác mất mặt. Lý Mộng Đình cầm một ly rượu vang đỏ rồi nhìn Vương Nhất nói, chuyện mày tự gây ra thì cũng tự giải quyết đi, đừng làm liên lụy bọn tao. Yên tâm đi. Vương Nhất chậm rãi nhấp một ngụm rượu vang đỏ rồi cười đáp, lần hợp tác với Lệ Tinh này sẽ kiếm được rất nhiều tiền, mấy người đừng có hòng mà tơ tưởng tới khoản tiền này đấy. Tao tơ tưởng. Lý Mộng Đình cứ như vừa nghe thấy câu chuyện hài hước nhất trên đời, cô ta cười lớn, mày còn nửa giờ để chém gió, đợi Lý Tổng của Lệ Tinh đến đi, tao chống mắt lên xem mày sẽ giải quyết thế nào. Lúc này, Vương Nhất chỉ cười hờ nhạt không phản bác. 20 phút sau, Lý Khinh Hồng dẫn Tiêu Đào, Phương Huệ và những người khác bước vào hội trường. Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung và những người khác đều khinh bỉ nhìn Vương Nhất. Lý Thiên Dương căng thẳng tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, ông nhìn đồng hồ, chỉ còn 10 phút thôi nên không nhịn được mà hỏi, Tiểu Nhất, nhà tài trợ sẽ đến thật sao? Đương nhiên, Vương Nhất quả quyết nói. Bữa tiệc được chủ trì bởi thư ký chủ tịch Tiêu Đào. Sau khi trình bày về viễn cảnh tương lai của công ty, tất cả mọi người đều ngồi vào chỗ. Xin chân thành cảm ơn ông Lý Thiên Dương đã kéo thêm tiền tài trợ cho tập đoàn Lệ Tinh của chúng tôi. Bây giờ, mời các nhà tài trợ tiến vào hội trường. Bốp bốp bốp, tiếng vỗ tay vang lên như sấm, ánh đèn đều hướng về phía nhà họ Lý. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc vừa vỗ tay vừa nói, tới giờ này mà còn chưa thấy bóng dáng của các nhà tài trợ, sao có thể? Két. Tuy nhiên, trước khi Lý Mộng Đình nói dứt câu, cánh cửa hội trường đã mở ra. Một nhóm nam nữ mặc vest bước vào, đi đầu là một người đàn ông trung niên đeo kính. Bạch Đỉnh Ngôn, chủ tịch của công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật, cùng với các quản lý cấp cao. Khi bọn họ bước vào, vẻ mặt Lý Sung liền cứng đờ, trong mắt ông ta hiện lên chút kinh hoàng. Công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật, sao có thể? Nghe Lý Sung thẳng thốt kêu lên. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc cũng khó tin nhìn về phía đó. Đoàn người đi dọc theo thảm đỏ, chỉ cần liếc mắt một cái thôi thì Lý Mộng Đình đã sững sờ. Công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật là một trong 50 công ty hàng đầu Thiên An, quy mô còn lớn hơn cả tập đoàn Lệ Tinh. Sao họ có thể là nhà tài trợ được? Lý Mộng Đình đột ngột quay đầu nhìn về phía Vương Nhất. Cô ta chỉ thấy Vương Nhất đang tựa vào góc uống rượu, như thể mọi chuyện đều không liên quan gì đến anh. Chuyện này còn khiến Lý Mộng Đình khó tin hơn, cả khuôn mặt cô ta co giật dữ dội. Không thể, không thể nào, tôi không tin. Lý Mộng Đình điên cuồng hét lên nhưng tiếc là nhạc chào mừng quá lớn nên không ai nghe thấy giọng của cô ta cả. Châu Mỹ Ngọc cũng đen mặt nhìn những người từ công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật đi qua. Mặt bà ta đau rát như thể vừa bị ai đó tát thật mạnh. Lúc trước bọn họ còn chế nhạo Vương Nhất không thể tìm được tài trợ, còn định xem Vương Nhất xấu mặt. Không ngờ vừa chớp mắt thôi thì nhà tài trợ đã đến rồi. Còn là công ty top 50 trên sàn niêm yết ở Thiên An. Lý Thiên Dương cũng ngơ ngác nhìn đám người của công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật xuất hiện trên sân khấu, ông không dám tin vào mắt mình. Nhà tài trợ là công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật, một công ty thuộc top 50. Ông ta rất nhanh nhìn thấy Vương Nhất, anh cười nhẹ, đưa một ngón tay lên làm động tác xuýt. Trò vui chỉ mới bắt đầu.
Trên sân khấu, Chủ tịch Công ty Khoa học Kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật Bạch Đỉnh Ngôn đã bắt đầu phát biểu. Trong bài phát biểu, ông ta không ngừng ca ngợi và biểu thị thái độ xem trọng nhà họ Lý cùng tập đoàn Lệ Tinh, đồng thời họ sẵn sàng tài trợ vô điều kiện. Nghe tới đây, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đều chết lặng. Một lúc lâu sau, Lý Mộng Đình nở một nụ cười xấu hơn khóc, cô ta tự an ủi bản thân, công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật tới rồi thì sao, bọn họ sẽ không đầu tư thua lỗ đâu, chắc chắn khoản tiền tài trợ sẽ không vượt quá 3 tỷ. Công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật sẽ tài trợ cho tập đoàn Lệ Tinh 150 tỷ. Khi Lý Mộng Đình còn chưa nói xong thì Bạch Đỉnh Ngôn, chủ tịch của công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật đã báo số tiền tài trợ. Ồ! Ngay lập tức, cả hội trường chấn động. Mọi người khó tin nhìn Bạch Đỉnh Ngôn trên sân khấu, Lý Mộng Đình nghe xong thì suýt ngất đi. Trên sân khấu, Bạch Đỉnh Ngôn khẽ mỉm cười. Với ông ta, 150 tỷ chỉ là một khoản tiền nhỏ nhưng nếu có thể gây ấn tượng với tổng phụ trách thì 150 tỷ này hoàn toàn đáng giá. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi cho Bạch Đỉnh Ngôn, Tiêu Đào định nói cảm ơn Lý Thiên Dương thì cánh cửa hội trường lại bị đẩy ra. Ánh mắt mọi người lại nhìn về phía đó, chỉ thấy một nhóm người tiến vào. Cũng giống như công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật, họ đều mặc vest và mang giày da, cùng với một khuôn mặt nghiêm túc. Tập đoàn Thiên Hà chúng tôi sẵn sàng tài trợ 150 tỷ vô điều kiện. Chúc tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ Lý hợp tác thành công. Công ty Hoa Hạ sẵn sàng trở thành đối tác vững chắc nhất cho tập đoàn Lệ Tinh, chúng tôi tài trợ 150 tỷ. Doanh nghiệp Long Trác cũng sẵn sàng tài trợ 150 tỷ vô điều kiện. Công ty Năng lượng Long Hành Thiên cũng vậy. Còn có tập đoàn Cẩm Sắt của tôi nữa. Thêm vào công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật thì đã có 10 công ty đã dẫn người tới. Họ lần lượt lên sân khấu đảm bảo sẽ tài trợ cho vụ hợp tác của tập đoàn Lệ Tinh và nhà họ Lý. Giống như công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật đầu tiên, tất cả đại diện của các công ty đến sau đều là chủ tịch và ban lãnh đạo cấp cao, điều này đủ thấy bọn họ rất xem trọng lần tài trợ này. Hơn nữa, cứ như đã thỏa thuận từ trước, mỗi công ty đều tài trợ 150 tỷ. Mọi người có mặt đều sững sờ, ngay cả Tiêu Đào người chủ trì bữa tiệc cũng khó hiểu nhìn mấy vị boss công ty này. Là 150 tỷ chứ không phải 15 triệu đâu, sao cứ vứt như cải thảo thế? Hơn nữa, họ còn nói, vô điều kiện. Tức là sau khi kiếm được lợi nhuận, tập đoàn Lệ Tinh không cần phải trả cho công ty của họ bất kỳ một xu nào mà chỉ cần thêm công ty của họ vào danh sách tài trợ dự án là đủ. Đọc truyện chuẩn không quảng cáo TZMT Duyệt, Việt Nam. Tại sao? Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và các thành viên khác của nhà họ Lý đều chết lặng, họ như bị sét đánh, hai mắt dại cả ra. Nếu sự xuất hiện của công ty khoa học kỹ thuật Thiên An Đỉnh Giật giống như một chiếc búa nặng nề đập mạnh vào trái tim họ, thì tập đoàn Thiên Hà, công ty Hoa Hạ, doanh nghiệp Long Trác, tập đoàn Cẩm Sắt chẳng khác gì những tia chớp, hết lần này tới lần khác giáng chúng bọn họ, cuối cùng giáng tới ngu người luôn. Tập đoàn Thiên Hà, công ty Hoa Hạ, doanh nghiệp Long Trác, tập đoàn Cẩm Sắt đều là những công ty lớn trên sàn chứng khoán, họ cũng như Đỉnh Giật, tất cả đều thuộc top 50 công ty lớn nhất Thiên An. Đừng nói là nhà họ Lý, ngay cả tập đoàn Lệ Tinh đang trên đà phát triển cũng không thể so sánh bằng, sao họ lại đồng thời xuất hiện ở đây, còn đồng thời đầu tư 150 tỷ. Đây không còn là sốc nữa, thậm chí có thể gọi là sợ. Họ đồng loạt nhìn về phía Vương Nhất như thể nhìn ma. Thằng phế vật này không chỉ tìm thấy tài trợ mà còn tìm được nhà tài trợ là những công ty top 50 Thiên An, sao nó làm được vậy? Lý Thiên Dương cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất, ông nhân lúc ký kết hợp đồng bèn lén lút đi đến bên cạnh Vương Nhất. Trong lòng không nén nổi vui mừng, ông hỏi, Tiểu Nhất, bình thường còn không gặp nổi mấy vị chủ tịch này cơ mà, sao bọn họ lại tài trợ cho chúng ta vô điều kiện vậy? Vương Nhất mỉm cười không đáp, anh chỉ hơi nghiêng đầu nhìn về phía Lý Khinh Hồng. 10 công ty thuộc top 50 công ty lớn nhất Thiên An, mỗi công ty tài trợ 150 tỷ, cộng hết lại sẽ được 1.500 tỷ, không sai lệch lắm so với con số mà Vương Nhất đã ước tính trước đó. Những người khác đều bị sốc trước số tiền 1.500 tỷ khổng lồ nhưng Lý Khinh Hồng vẫn bình tĩnh. Khi cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất, Lý Khinh Hồng cũng khẽ gật đầu cảm ơn, cô biết tất cả những điều này đều là do anh làm. Sau khi hoàn hồn, Vương Nhất nhìn Lý Thiên Dương rồi cười. Ba không cần lo lắng đâu, mọi chuyện đã có con giải quyết. Chỉ cần con ở đây, thì nhà họ Lý sẽ là gia tộc đỉnh nhất Thiên An, không,
là đỉnh nhất nước Hát. Nghe thấy câu nói bình tĩnh nhưng đầy bá đạo của Vương Nhất, ánh mắt Lý Thiên Dương hơi sững sờ. Không biết vì sao, từ trên người Vương Nhất, ông lại nhớ tới người đàn ông ở Yến Kinh xa xôi kia. Két! Đúng lúc này, cửa hội trường lại bị đẩy ra, một nhóm người khác đi vào. Mọi người đồng loạt quay đầu lại, còn nữa sao? Lúc này Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc đều đã tê người, họ cứng nhắc quay đầu nhìn lại. Nhưng khi nhìn thấy người tới là ai, bọn Lý Mộng Đình đều hơi sửng sốt, trong lòng thầm hỏi họ tới đây làm gì. Tập đoàn Kim Thị đến. Một thông báo chói tai vang lên. Dưới ánh đèn neon rực rỡ, Kim Thành Phong mặc một bộ vest trắng bước lên sân khấu cùng một nhóm người theo sau rồi lớn tiếng tuyên bố. Tập đoàn Kim Thị chúng tôi sẵn sàng tài trợ 240 tỷ. Nếu sự góp mặt của 10 công ty lớn đã đẩy bầu không khí của bữa tiệc lên cực điểm, thì sự xuất hiện của tập đoàn Kim Thị lại là một tình tiết không ai ngờ tới. Không khí tại hiện trường bỗng trở nên kỳ quái, Lý Mộng Đình hoàn hồn, ánh mắt thể hiện sự kính nể. Kim Thị, đó mới là đại boss. Đình Giật, Thiên Hà, HC Úng mạnh đấy nhưng trước mặt Kim Thị, bọn họ chẳng đáng liếc nhìn. Lý Thiên Dương thấp giọng hỏi Vương Nhất, Tiểu Nhất, sao con tìm tập đoàn Kim Thị vậy? Vương Nhất không đáp lời, nhưng nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt anh dần dần biến mất. Anh cũng không ngờ tập đoàn Kim Thị sẽ đến, vừa đến đã đầu tư 240 tỷ. Bạch Đỉnh Ngôn, chủ tịch của Đỉnh Giật bất mãn đứng lên nói với Kim Thành Phong, mọi người đều tài trợ 150 tỷ, Kim Thị nhà cậu dựa vào cái gì mà tài trợ 240 tỷ? Kim Thành Phong khinh thường nó, nhà họ Kim tài trợ bao nhiêu cũng cần mấy người đồng ý à? Nói rồi. Bất chấp vẻ mặt tối sầm của những chủ tịch công ty khác, anh ta nói tiếp, Kim Thị chúng tôi sẽ tài trợ 240 tỷ, bây giờ có thể ký hợp đồng ngay. 10 công ty lớn liếc nhau, sau đó Bạch Đỉnh Ngôn cũng nghiêm túc nói, vậy Đỉnh Giật chúng tôi cũng tài trợ 240 tỷ. Chủ tịch tập đoàn Thiên Hà vỗ bàn, nếu đã thế thì tập đoàn Thiên Hà chúng tôi cũng tài trợ 240 tỷ. Tất cả mọi người tại hiện trường đều ngẩn ra. Ngay cả Lý Khinh Hồng cũng hết giữ bình tĩnh nổi, cô quay đầu lại khó hiểu nhìn Vương Nhất. Đây đâu phải là một bữa tiệc tài trợ, rõ ràng là một buổi đấu giá mà. Nhưng trừ Vương Nhất ra, không ai biết rằng 10 công ty lớn này đều nhận được lệnh tài trợ lệ tinh từ tổng phụ trách. Nếu như hoàn thành tốt thì trong 10 công ty này sẽ có công ty được vào danh sách thương hội. Hiện nay cả Thiên An chỉ có 3 người thuộc thương hội Hồng Ưng, đó là tỷ phú Hồ Hoàng Việt, Thường Kỷ và Tăng Quốc Vinh mới vào. Điều này đủ để thấy được vào danh sách khó đến mức nào. Vậy nên cả 10 công ty đều tập trung hết 120% tinh thần để hoàn thành việc này. Nhưng ai cũng không muốn thua kém ai nên sau khi thương lượng xong xuôi, họ quyết định mỗi người sẽ tài trợ 150 tỷ. Vốn dĩ mọi chuyện đều đang yên bình, ai ngờ tập đoàn Kim Thị xuất hiện phá vỡ thế cân bằng. 10 công ty kia cũng không chấp nữa, ai cũng không muốn thua đối phương nên đều tăng giá lên tới 240 tỷ. Chủ tịch của 10 công ty cãi nhau tới mức mặt mày đỏ au, nhưng bên Kim Thị chỉ im lặng. Dù sao Kim Thúy Như chỉ bảo hắn tài trợ 240 tỷ thôi nên hắn cứ làm theo như thế. Đủ rồi. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên khắp hội trường. Mọi người ngừng tranh cãi, kinh ngạc nhìn Vương Nhất. Trong chớp mắt, nhà họ Lý đã trở thành tâm điểm của đám đông. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc sợ đến mức tái mặt, họ trừng mắt nhìn Vương Nhất, thằng phế vật. Chỉ biết suốt ngày gây phiền phức cho chúng ta, mày có biết bọn họ là ai không? Là người của top 50 công ty lớn nhất Thiên An đó, mày có tư cách gì mà bảo họ im miệng? Sau khi mắng Vương Nhất xong, Châu Mỹ Ngọc chạy đến trước cao tầng Lệ Tinh và 10 vị chủ tịch công ty rồi mỉm cười xin lỗi. Xin lỗi các vị chủ tịch, chúng tôi không hề liên quan tới thằng phế vậy này. Mọi người tức hắn thì được chứ đừng đổ tội lên đầu nhà họ Lý chúng tôi. Bà đang nói cái gì vậy? Những lời này khiến Lý Thiên Dương vô cùng tức giận, bà quên rằng những khoản tài trợ này là do ai kéo tới rồi sao? Nếu không có Tiểu Nhất thì chúng ta đã sớm thành trò cười rồi. Vậy thì sao? Châu Mỹ Ngọc trợn mắt, nói như lẽ đương nhiên, ông thật sự cho rằng những vị chủ tịch này tới đây vì nể mặt ông sao? Rõ ràng là họ nể mặt Lý Tổng của Lệ Tinh nên mới tài trợ. Đây là những gì Châu Mỹ Ngọc tự lý giải trong lòng. Bà ta muốn lấy lòng 10 vị chủ tịch và Lý Khinh Hồng nhưng lại đồng thời đắc tội cả hai bên. Tôi không ghê gớm tới vậy đâu. Lý Khinh Hồng lạnh nhạt bác bỏ lời tâng bốc của Châu Mỹ Ngọc. Bạch Đỉnh Ngôn còn thẳng thắn hơn,
cái thứ tự cho mình là thông minh, bà là cái thá gì mà dám suy đoán tâm tư của bọn tôi. Chín vị chủ tịch khác cũng lạnh lùng nhìn Châu Mỹ Ngọc, toàn thân họ toát ra một luồng khí chất mạnh mẽ. Châu Mỹ Ngọc tái mặt, bà ta cũng nhận ra rằng câu nói này đã đắc tội với tất cả mọi người. Vốn dĩ bà ta chỉ sợ Vương Nhất sẽ làm liên lụy đến nhà họ Lý, nhân tiện muốn giải hòa mối quan hệ và lấy lòng Lý Khinh Hồng cùng 10 vị chủ tịch, nhưng ai ngờ không cẩn thận mà dẫm phải mìn. Lý Khinh Hồng lạnh lùng nhìn chằm chằm lũ người nhà họ Lý, ngoại trừ Lý Thiên Dương ra, cô lạnh lùng nói, tất cả mấy người đều đã bị công ty chúng tôi đưa vào danh sách đen mà còn dám tới dự tiệc à, ra mặt dày thật đấy. Bảo vệ, đuổi bọn họ ra ngoài. Tiêu Đào hiểu ý Lý Khinh Hồng, cô ta lập tức gọi cho nhân viên bảo vệ. Này, cô đang làm gì thế? Chúng tôi cũng là người nhà họ Lý, sao cô lại đuổi chúng tôi ra ngoài? Nhân viên bảo vệ của khách sạn chạy đến rồi kéo Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Lý Sung và những người khác ra ngoài. Đột nhiên, Lý Mộng Đình quay người lại chỉ vào Vương Nhất, cô ta tức giận hỏi, tại sao hắn ta không phải ra ngoài? Vương Nhất hơi híp mắt, lúc này còn muốn kéo anh xuống nước. Ánh mắt của Lý Khinh Hồng càng lúc càng lạnh, ngữ khí cũng vô cùng lạnh lùng, Lệ Tinh chúng tôi chỉ hợp tác với những người có nhân phẩm tốt, còn những người nhân cách tồi tệ thì không có tư cách bước qua cổng lớn Lệ Tinh. Sau khi nghe xong những lời của Lý Khinh Hồng, ánh mắt Lý Mộng Đình nhìn Vương Nhất càng thêm căm hận. Vương Nhất, lần nào mày cũng khiến bọn tao mất mặt, tức chết mất. Nếu không xử lý mày thì tao sẽ tức chết mất. Bọn Lý Mộng Đình bị nhân viên bảo vệ kéo ra khỏi khách sạn, sắc mặt của họ đều tái mét, Lý Mộng Đình giẫm chân thật mạnh. Lý Sung vẫn tập trung xoa xoa cằm nhưng đang suy nghĩ gì đó. Đột nhiên, ông ta cười tâu toét, mọi người đừng tức giận. Tôi nghĩ việc Lý Tổng và 10 vị chủ tịch nổi giận với chúng ta cũng là chuyện tốt. Lý Mộng Đình nhìn Lý Sung bằng ánh mắt kỳ quái, bác mất trí rồi sao? Chúng ta lại bị bọn họ làm nhục đó. Đúng là thế nhưng Mộng Đình à, còn nghĩ kỹ mà xem. Mỹ Ngọc chỉ nói sai một câu thôi, tại sao chúng ta lại bị đuổi ra ngoài? Những người khác ngơ ngác nhìn nhau. Bác đừng úp mở nữa, mau nói đi, tại sao đây lại là chuyện tốt? Lý Mộng Đình hỏi. Lý Sung cười hắc hắc, con có để ý không? Từ khi tập đoàn Kim Thị đến, không khí ở hiện trường đã thay đổi. Dù là Lý Tổng của Lệ Tinh hay 10 vị chủ tịch đều tức giận. Những người khác sững sờ gật đầu, quả thật là như vậy. Lý Sung nói, mọi người nghĩ mà xem, thằng phế vật đó có tư cách gì mà bảo ông chủ của 10 công ty lớn im miệng. Tuy bọn họ đều do thằng nhãi đó kéo tới nhưng hiện tại, nó đã đắc tội với những ông chủ kia. Tôi dám đảm bảo. Buổi tài trợ sẽ sớm kết thúc hơn nữa nhà họ Lý cũng sẽ không nhận được đồng nào. Đến lúc đó, chúng ta muốn dạy thằng nhãi kia một bài học kiểu gì cũng được. Mọi người nghe xong đều phá cười lên rồi nhìn nhau cười đầy ẩn ý. Sau khi đuổi nhóm Lý Mộng Đình đi, chủ tịch của 10 công ty lớn cũng tập trung nhìn về phía Vương Nhất. Họ hơi kíp mắt lại, hơi lộ ra chút ác ý. Bọn họ cũng muốn biết, chàng trai này có tài cán gì mà dám bảo họ dừng lại. Tổng phụ trách chỉ yêu cầu bọn họ tài trợ cho vụ hợp tác của Lệ Tinh và nhà họ Lý chứ không tiết lộ người đứng sau tấm màn là ai, nên họ không hề nhận ra Vương Nhất. Có lẽ 10 vị chủ tịch đều vô thức cảm thấy rằng đây chính là chủ ý của ngài tổng phụ trách. Dưới ánh mắt của 10 vị chủ tịch, Vương Nhất thản nhiên ngồi vào chỗ của mình, không để ý đến bọn họ, tôi biết mọi người đang để ý chuyện gì, tôi sẽ nói lại với người đó. Lời này vừa nói ra, Lý Thiên Dương không khỏi sửng sốt. Nhưng 10 vị chủ tịch lại đưa mắt nhìn nhau, vẻ mặt liền trở nên kỳ lạ. Đặc biệt là Bạch Đỉnh Ngôn, chủ tịch Đỉnh Giật, ông ta cố quan sát Vương Nhất từ trên xuống dưới hòng tìm được điều gì đó từ anh. Nhưng khiến ông ta thất vọng là chàng trai trẻ tuổi này sâu như biển, mênh mông như trời sao, ông không thể nhìn thấu. Trực giác nói cho ông ta biết chàng trai này không đơn giản. Sau khi do dự một lúc, Bạch Đỉnh Ngôn nhìn Vương Nhất rồi ngập ngừng hỏi. Cậu nói, người ấy, là có ý gì? Chín vị chủ tịch khác cũng nhìn theo. Vương Nhất cười nhẹ nói, ông cho rằng người ấy là ai thì chính là người đó. Trong phút chốc, đôi mắt Bạch Đỉnh Ngôn liền sáng lên, ông ta không nói thêm lời nào nữa. Chủ tịch Thiên Hà, Hoa Hạ, Cẩm Sắt đều trầm ngâm như đang do dự gì đó. Cuối cùng, Bạch Đỉnh Ngôn ngẩng đầu, mọi người đừng cãi nhau nữa, trước hết cứ nghe người anh em này nói đã. Ngữ khí cũng tôn kính hẳn lên, hoàn toàn khác với cách đối xử với Lý Mộng Đình. Những người khác lần lượt gật đầu.
không thành vấn đề. Người trong cuộc u mê, người ngoài cuộc tỉnh táo, có lẽ người anh em này có đề nghị gì mà tôi không nghĩ đến thì sao? Lý Thiên Dương hoài nghi nhìn Vương Nhất, ông tưởng mình đã đắc tội với 10 vị chủ tịch nên họ sắp rút vốn rồi cơ. Vương Nhất không nhìn chủ tịch của 10 công ty hàng đầu mà nhìn Kim Thành Phong, anh hơi nheo mắt lại, đây là ý của ai? Dưới ánh nhìn Vương Nhất, Kim Thành Phong có cảm giác mình đã bị nhìn thấu, anh ta vội vàng nói, là ý của chị tôi, à không phải, là ý của sếp Kim. Ngay sau đó, nhìn bằng mắt thường cũng thấy sắc mặt của mọi người đều hơi thay đổi. Mắt 10 vị chủ tịch thoáng chút kinh ngạc, đôi mắt xinh đẹp của Lý Khinh Hồng lóe lên một tia kỳ quái, còn mắt Vương Nhất cũng lóe lên một tia sắc bén. Kim Thành Phong đều thu hết vào mắt, đây là sức ảnh hưởng của chị gái anh ta ở cả cái Thiên An này. Sau khi ngừng một chút, Vương Nhất lại hỏi, cô ta có nhắn gửi lời nào không? Kim Thành Phong lắc đầu, không có, chỉ nói rằng lấy danh nghĩa của cô ấy đại diện Kim Thị đầu tư 240 tỷ, nhưng không phải tài trợ vô điều kiện. Ồ, Vương Nhất cười nhạt, nói thử nào. Chủ tịch Kim nói là, 240 tỷ này là quà gặp mặt dành cho bạn học cũ. Sau một khoảng thời gian nữa có một hạng mục cần mời Lệ Tinh hợp tác với Kim Thị. Lý Khinh Hồng nhíu mày, vừa định đích thân từ chối thì cô lại nghe Kim Thành Phong nói, sếp Lý, cô hắng vội từ chối. Kim Tổng nói rằng cô sẽ có hứng thú với lần hợp tác này. Nói xong, anh ta liền dẫn người rời đi. Vương Nhất khẽ nheo mắt lại, không đoán ra được Kim Thúy Như rốt cuộc là muốn làm gì. Còn có ba chữ bạn học cũ cũng khiến Vương Nhất rất bận tâm, chẳng lẽ Khinh Hồng và Kim Thúy Như là người quen cũ sao? Anh lại nhìn về phía 10 vị chủ tịch, tôi hiểu ý của mọi người, đều không muốn thua kém ai. Nếu Kim Thị đã nhất quyết muốn đầu tư 240 tỷ thì chi bằng các vị cũng đầu tư 240 tỷ. Tôi sẽ nói lại mọi chuyện với La Chí Viễn cho. Khi Vương Nhất nói ra tên của người tổng phụ trách thương hội Hồng Ưng, ánh mắt của 10 vị chủ tịch đều sáng lên, cách họ nhìn Vương Nhất càng thêm kính nể. Mặc dù chưa thể xác định được mối quan hệ giữa chàng trai này và ngài tổng phụ trách là gì, nhưng cậu ta chắc chắn quen ngài phụ trách, riêng điều này thôi đã rất đáng nể rồi. Được. Vậy thì 240 tỷ. Bạch Đỉnh Ngôn hào phóng nói, tôi đã đầu tư 240 tỷ rồi đó, người anh em này đừng quên báo cáo như thế là được. Vậy thì tôi cũng sẽ thêm 90 tỷ. Tôi cũng thế. 10 vị chủ tịch lần lượt đứng lên. Sau khi ký hợp đồng, họ cũng mỉm cười rời đi. Tất cả mọi người đều rất nhiệt tình với Vương Nhất, chỉ hận không thể nói thêm vài câu với anh. 10 vị chủ tịch đều đã đứng dậy rời đi. Nhưng Lý Thiên Dương vẫn ngây ngốc tại chỗ. Vương Nhất kiếm cho ông một khoản tài trợ trị giá 2.640 tỷ, đây là chuyện ông từng nghĩ cũng không dám. Bên ngoài khách sạn, Lý Mộng Đình và những người khác vẫn còn đang đứng đợi. Sau khi nhìn thấy 10 vị chủ tịch rời đi, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc nở nụ cười khoái trá. Bác à, bác tính toán quá chuẩn, đoán đúng rồi. Mới trôi qua có bao lâu đâu mà 10 vị chủ tịch đều đi ra rồi, chắc chắc là đàm phán thất bại rồi. Đúng vậy, quãng đường mà tôi đã đi qua còn nhiều hơn lượng muối mà mấy ngu íp từng ăn nữa. Lý Sung không khỏi tự mãn, tuy rằng không biết thằng phế vật đó đã làm gì mà có thể kéo được 10 vị chủ tịch tới. Nhưng phế vật vẫn hoàn phế vật, không hiểu quy tắc làm chuyện tốn công vô ích ngay từ đầu, kết quả mà một cắc cũng không xin được. Khi bọn họ còn đang nói chuyện thì Lý Thiên Dương và Vương Nhất bước ra khỏi khách sạn. Lý Thiên Dương vẫn chưa kịp hoàn hồn, ông ngơ ngác nhìn về phía trước. Vương Nhất cũng khá trầm ngâm, không biết Kim Thúy Như hành động như vậy là có ý gì. Lý Mộng Đình lập tức hả hê nhìn Vương Nhất, cô ta đi đến bên cạnh Lý Thiên Dương rồi nói, ba, con đã nói cái gì, ba không thể tin thằng phế vật này được, thịt tới miệng rồi còn bay. Phía bên này, Châu Mỹ Ngọc chỉ thẳng vào Vương Nhất rồi mắng, đều do thằng phế vật nhà mày, mày là cái thá gì mà bảo 10 vị chủ tịch câm miệng, bọn tao đều bị mày hại chết rồi. Lý Thiên Dương hoàn hồn lại. Ông lắc đầu nói, mọi người hiểu lầm rồi. Hiểu lầm. Lý Sung cũng lật mặt nhìn Lý Thiên Dương rồi nói, Thiên Dương, cậu không phải là một gia chủ phù hợp đâu, dùng người không nghi, người nghi không dùng. Điều cậu làm sai là để thằng phế vật này tới giúp cậu, muốn làm thì cũng phải tìm người của mình mới đáng tin chứ. Tiền đã vào tài khoản rồi. Vào thì vào thôi. Lý Sung định nhân cơ hội này để cướp chức gia chủ, ông ta đang định nói tiếp thì bỗng sững sốt. Cậu vừa nói cái gì? Tôi nói, 10 công ty lớn, cộng với tập đoàn Kim Thị,
mỗi công ty đầu tư 240 tỷ, tổng cộng là 2.640 tỷ, tất cả đều chuyển vào tài khoản rồi. Lý Thiên Dương lặp lại lần nữa. Sợ họ không tin, Lý Thiên Dương lại lấy điện thoại di động ra, mở tài khoản của công ty và cho họ xem số dư. Cái gì? Lý Sung, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc và những người khác đều biến sắc mặt, họ giật lấy điện thoại của Lý Thiên Dương rồi cẩn thận đếm số. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. 1, 12 con số đầy đủ. Không thể nào, không thể nào, rõ ràng khi nãy tôi đã thấy 10 vị chủ tịch đi ra. Sắc mặt Lý Sung tái nhợt không chịu tin, ông ta đưa điện thoại cho Chu Mỹ Ngọc, tính đi. Châu Mỹ Ngọc cũng bối rối, bà ta mơ màng cầm lấy điện thoại rồi nghiêm túc đếm. 1, 2, 3. Càng đếm, hai mắt Châu Mỹ Ngọc càng trừng to, hô hấp của bà ta càng lúc càng nhanh, cả khuôn mặt đỏ bừng. 2.640 tỷ, giàu rồi, chúng ta giàu rồi. Lý Mộng Đình cũng vô cùng phấn khích, hơn 2.000 tỷ đó, chúng ta có thể làm nhiều việc, chẳng hạn như đi du lịch vòng quanh thế giới, mua tất cả những chiếc túi mà chúng ta muốn, còn có thể mua một biệt thự ở trung tâm thành phố. Tất cả mọi người đều đang chìm đắm trong giấc mộng giàu sang thì lúc này Vương Nhất đi tới cầm lấy điện thoại di động Lý Thiên Dương rồi dội một gáo nước lạnh. Mơ đẹp đấy, nhưng mấy người sẽ không nhận được đồng cắc nào đâu. Lời của Vương Nhất như một cú giáng vào đầu tất cả mọi người, khiến Lý Mộng Đình và những người khác tỉnh dậy. Trong phút chốc, gương mặt của họ liền trở nên vặn vẹo. Họ chưa từng cho rằng sẽ có công ty đến tài trợ, không có tài trợ thì chia tiền thế nào. Thế nên họ cũng chẳng nghĩ tới việc chia tiền. Nhưng bây giờ Vương Nhất không chỉ thu hút được tài trợ, mà đều là tài trợ từ 10 công ty trong top 50, thu được khoản tiền 2.640 tỷ. Đây là một con số trên trời đó. Mặt Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc co giật dữ dội, mắt họ sắp bùng cháy. Nhiều tiền như vậy mà không chia được một xu thì sao mà cam tâm được. Lúc này, tất cả mọi người đều hoảng loạn, họ chưa từng bất lực như thế này. Lý Mộng Đình không nhịn nổi nữa, cô ta tức giận chỉ vào Vương Nhất, mày dựa vào cái gì mà nói bọn tao không lấy được một đồng. Tao thấy kẻ không thấy được một đồng là mày đó. Vương Nhất bình thản nhìn cô ta, từ đầu đến cuối, việc hợp tác với Lệ Tinh hình như đều do ba chạy tới chạy lui nhỉ. Mấy người đã góp chút sức lực nào chưa? Nghe thế, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung và những người khác đều thất thần nhìn nhau, họ vừa tức vừa chột dạ. Quả thực, từ đầu đến cuối, mọi việc đều do Lý Thiên Dương xử lý bàn bạc với Lệ Tinh, họ không hề góp mặt. Bọn tao không góp sức nhưng không thể phủ nhận bọn tao là người nhà họ Lý. Sau khi nhịn một hồi lâu, Lý Mộng Đình mặt đỏ bừng bừng nói, chỉ cần là người nhà họ Lý thì chúng ta có tư cách nhận số tiền này. Sau khi Lý Mộng Đình nói xong, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung và Châu Mỹ Hoa cũng cháo trợn ủng hộ. Mộng Đình nói đúng, đây là chuyện của nhà họ Lý. Làm gì tới lượt người ngoài như mày can thiệp vào. Tao thấy mày chỉ đang ghen tị với tài sản của nhà họ Lý chúng tao thôi, còn muốn chia một ít à? Không có cửa đâu. Nghe thế, sắc mặt của Vương Nhất hơi lạnh đi. Lý Thiên Dương không đành lòng nhìn người nhà cãi nhau vì chuyện tiền bạc, vì vậy ông ta bèn lùi một bước. Được rồi, Tiểu Nhất, đừng cãi nhau nữa, lúc trước ba đã nói là sẽ phân chia dựa trên cổ phần gia tộc thì nhất định. Không được. Tuy nhiên, ông ta còn chưa kịp nói xong thì đã bị Vương Nhất lạnh lùng cắt lời, ba quá mềm lòng rồi, ba luôn coi họ là gia đình. Nhưng họ thì sao, họ đã từng xem ba là gia đình chưa? Anh lạnh lùng nhìn đám người Châu Mỹ Ngọc, quyết không nhượng bộ, vợ chồng vốn là phải có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu. Thân là vợ, là con gái, là anh cả, là em gái, là người thân nhưng mấy người lại đi theo Kim Thành Vũ. Không thèm hỏi han trong nhà có gặp khó khăn gì không? Bây giờ thấy kiếm được tiền rồi thì lại dở giọng chúng ta là người một nhà, đời làm gì dễ dàng như thế. Chuyện này, Vương Nhất nói xong, sắc mặt của Lý Mộng Đình và những người khác đều tệ không thể tả, Lý Thiên Dương thở dài một hơi. Sao ông không hiểu được những điều mà Vương Nhất đã nói chứ? Thậm chí, ông còn hiểu rõ hơn anh đám người này là loại người như thế nào. Đây là bầy sói đói dù thế nào cũng ăn không no. Họ không chịu cho đi mà chỉ mù quáng đòi hỏi, chèn ép. Nhưng dù gì thì đó cũng là gia đình của ông. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc làm được, nhưng ông không làm được, nếu không, ông có khác gì họ đâu. Câm mồm đi thằng khốn. Bỗng nhiên, Châu Mỹ Ngọc nhìn Vương Nhất rồi mắng to,
mày đã bị khai trừ khỏi nhà họ Lý rồi, mày không có quyền lên tiếng ở đây. Bà ta ngừng một chút rồi lại nhìn Lý Thiên Dương, về nhà thì bàn sau đi. Cãi nhau ngoài đường thì còn ra cái thể thống gì chứ, chỉ làm trò cười cho thiên hạ. Bà ta hận Vương Nhất đến cực điểm, anh không chỉ khiến mẹ con bọn họ vĩnh viễn bị liệt vào danh sách đen của Lệ Tinh, mà còn gây ảnh hưởng tới lợi ích của bà ta. 2.640 tỷ, nhiều tiền như vậy, nếu không chia được một xu thì bà ta sẽ tức chết mất. Nếu không có Vương Nhất quạt gió đốt lửa thì Lý Thiên Dương nhất định sẽ chia tiền. Chị cả nói đúng, chuyện tài sản không lộ ra ngoài, chúng ta về nhà rồi nói chuyện này đi. Chu Mỹ Hòa cũng hiểu được ý của Châu Mỹ Ngọc, bà ta cảnh giác nhìn Vương Nhất, mày không còn là người nhà họ Lý nữa, không tư cách vào bước nhà chúng tao. Nói rồi, bọn họ đi về phía ô tô. Vụt! Vương Nhất bước tới, dừng lại trước mặt bọn họ. Anh lạnh lùng liếc nhìn tất cả, ngữ khí rất hờ hững. Để tôi xem thử ai dám bước tới một bước. Lý Mộng Đình bị sát khí của Vương Nhất dọa sợ, cô ta biết Vương Nhất từng là quân nhân nên lập tức cảnh giác lùi lại một bước. Vương Nhất, mày muốn làm gì? Đây là đường lớn, mày dám đánh bọn tao sao? Châu Mỹ Ngọc không chút sợ hãi, bà ta khiêu khích nói, tới đi, mày đánh đi, nếu mày đánh tao thì tao sẽ báo cảnh sát, kiện mày tội cố ý giết người. Một tia sát ý lóe lên trong mắt Vương Nhất, nếu có thể xin được những khoản tài trợ này thì tôi cũng có thể bảo bọn họ thu hồi lại. Cuối cùng, mấy người vẫn sẽ không lấy được một xu. Châu Mỹ Ngọc không nhịn được mà bật cười, mày bị ngu à, tiền tài trợ như bát nước đổ đi, ai lại thu hồi lại chứ? Vương Nhất cũng cười nhạt, hay là thử xem. Anh lấy điện thoại ra rồi tìm số của La Chí Viễn. Chỉ với một cuộc điện thoại, La Chí Viễn có thể bảo 10 vị chủ tịch thu hồi lại khoản tài trợ ngay. Nhìn thấy Vương Nhất không hề sợ hãi như thế, Châu Mỹ Ngọc đột nhiên cảm thấy hoảng loạn. Bà ta vừa định mở miệng thì nghe thấy tiếng giày cao gót cộp cộp vang lên. Cộp cộp cộp. Trong đó có một tiếng bước chân đặc biệt nổi bật, kiên quyết và mạnh mẽ như bước đi trên gió. Mọi người không nhìn được mà quay đầu lại thì thấy Lý Khinh Hồng đang dẫn dàn lãnh đạo cấp cao của Lệ Tinh bước tới. Có lẽ vì ảnh hưởng của Lý Khinh Hồng nên hầu hết các giám đốc điều hành cao cấp của Lệ Tinh đều là nữ. Họ là những phụ nữ xinh đẹp và rất có năng lực. Trên mặt họ không có chút ý cười, chỉ có sự nghiêm túc và thận trọng. Nhiều người đi đến như thế, tạo thành một cỗ khí chất khó tả. Lý Tổng. Nhìn thế, Lý Thiên Dương lập tức hô lên. Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Ngọc sợ hãi nhìn Lý Khinh Hồng, không dám nói năng như trước nữa. Đây là lần đầu tiên Lý Sung, Chu Mỹ Hòa và những người khác tiếp xúc Lý Khinh Hồng gần như vậy. Họ lập tức sững sờ trước khí chất mạnh mẽ và vẻ đẹp có một không hai của cô. Lý Khinh Hồng nhẹ nhàng đáp lời, sau đó liếc nhìn mẹ con Lý Mộng Đình rồi nói, ngài Lý, nhà ngài có vẻ không yên ổn lắm nhỉ. Mọi người trong nhà họ Lý đều tái mặt, Lý Thiên Dương trừng mắt nhìn Châu Mỹ Ngọc mấy lần. Chắc hẳn Lý Tổng đã nghe thấy lời ông ta vừa nói rồi. Khiến Lý Tổng chê cười rồi. Lý Khinh Hồng thu mắt rồi bình tĩnh nói, tôi vừa mới suy nghĩ một chút, giao hết 2.640 tỷ này cho nhà họ Lý quản có vẻ không ổn cho lắm. Không phải vì tôi không tin ông, mà là vì, tiểu nhân khó đề phòng lắm. Lý Khinh Hồng ẩn ý, và sau đó gọi một cái tên lên, Tiền Kim Hồng. Vâng. Một người phụ nữ tóc xoăn khoảng ngoài 30 tuổi bước ra từ trong dàn lãnh đạo cấp cao của Lệ Tinh. Lý Khinh Hồng chỉ vào Tiền Kim Hồng rồi giới thiệu, cô ấy là quản lý bộ phận tài chính của tập đoàn chúng tôi. Bắt đầu từ ngày mai, cô ấy sẽ kiểm tra nghiêm ngặt từng tài khoản thu chi của các ông. Nếu có gì bất thường thì chúng tôi sẽ kiện ra tòa, ông có ý kiến gì không? Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lý Thiên Dương vui mừng khôn xiết, liên tục đồng ý ngay. Nhưng Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Ngọc, Lý Sung và những người khác đều tuyệt vọng, chuyện này đã cắt đứt hoàn toàn giấc mộng 2.640 tỷ của họ. Dầm! Sau khi trở lại nhà họ Lý, Châu Mỹ Ngọc tức giận đóng sầm cửa lại, bà ta ngồi trên ghế sofa thở hổn hển. Mặt mày của Lý Mộng Đình, Lý Sung, Châu Mỹ Hòa và những người khác cũng rất u ám, tất cả đều không nói lời nào. Lý Thiên Dương há miệng định thuyết phục bọn họ. Nhưng khi lời nói đến bên môi rồi lại không thể thốt ra. Nhìn một nhà ích kỷ như vậy, lòng ông bỗng trào lên một cảm giác nực cười. Cười vì bọn họ luôn nhìn người bằng sự thiển cận, chỉ đại bàng biết nhìn đại bàng trên trời cao mà quên mất bầy kiến dưới mặt đất.
Ông châm một điếu thuốc rồi định hút, nhưng Châu Mỹ Ngọc bỗng dập điếu thuốc đi, bà ta giận dữ nói, bây giờ là lúc nào rồi mà ông còn ở đó hút thuốc. Thuốc đã châm nhưng lại bị Châu Mỹ Ngọc hất đi, làm bỏng cả khuôn mặt Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương đen mặt, thế bà nói thử đi bây giờ là lúc nào. Tiểu Nhất tìm được tài trợ, vụ hợp tác giữa nhà họ Lý và Lệ Tinh cũng diễn ra rất suôn sẻ. Mọi thứ đang đi theo chiều hướng tốt, bà còn không hài lòng chuyện gì nữa. Chuyện này không nói còn đỡ, một khi đã nhắc đến, sắc mặt của bọn Lý Mộng Đình càng tệ hơn. Trong mắt Châu Mỹ Ngọc bừng bừng lửa giận. Tận 2.640 tỷ mà bà ta không sơ múi được đồng nào, chuyện này đã khiến bà ta hoàn toàn mất tỉnh táo. Tất cả cơn giận tích tụ trong lòng cuối cùng cũng bùng phát, Lý Thiên Dương, ông có phải là đàn ông không? Rõ ràng 2.640 tỷ này là do nhà họ Lý chúng ta xin được, chúng ta muốn tiêu thế nào thì tiêu thế ấy, đám đàn bà Lệ Tinh dựa vào cái thá gì mà muốn quản. Giờ thì hay rồi, Lệ Tinh phái quản lý tài chính gì gì đó để theo dõi tình hình tài chính của nhà họ Lý chúng ta. Đây mà là hợp tác gì nữa? Đây rõ ràng là hiệp ước bất bình đẳng, điều kiện như thế mà ông còn chấp nhận, mấy năm nay ông đúng là sống như một con chó. Tại sao Lý Tổng lại can thiệp đến như thế, chẳng lẽ bà không biết sao? Lý Thiên Dương lạnh lùng nhìn một vòng xung quanh rồi nói, nếu mấy người không yêu tiền như mạng thì Lý Tổng có can thiệp không? Ngược lại tôi thấy quyết định này của Lý Tổng rất tốt. Ông còn trách bọn tôi. Châu Mỹ Ngọc điên cuồng gào lên, bọn tôi vì cái gì, chẳng phải là vì cái nhà này sao? Nếu tranh giành chút lợi ích vì gia đình mình là sai thì ông là đồ vô lương tâm. Không biết thằng nghiệt chủng kia đã cho ông uống thuốc mê hồn thì mà ông thành thế này. Nói xong, hai mắt Châu Mỹ Ngọc đỏ bừng lên, bà ta khóc nức nở. Thấy Châu Mỹ Ngọc bật khóc như thế, những người khác đều lần lượt an ủi. Mẹ đừng khóc nữa, dù không được chia tiền nhưng chúng ta vẫn có một phần công việc tốt mà. Lý Mộng Đình vội khuyên nhủ, phúc lợi của lãnh đạo trung cao cấp ở Ẩn Long rất tốt. Trừ tiền lương mỗi tháng 150 triệu ra thì cuối năm còn có tiền thưởng. Cổ tức, tính ra mỗi năm chúng ta cũng kiếm được 5,6 tỷ. Lời này vừa nói ra, chẳng những không thể an ủi mà còn khiến Châu Mỹ Ngọc khóc thê thảm hơn. 5,6 tỷ, 5,6 tỷ là cái thá gì, so với 2.640 tỷ, 5,6 chẳng bằng hạt cát. Cổ tức cuối năm cái quần què, tôi không quan tâm, Lý Thiên Dương, hôm nay ông phải nói rõ ràng, tôi là vợ ông, Mộng Đình là con gái ông. Những ngựa oi khác đều là anh chị ông có chia tiền hay không đây? Châu Mỹ Ngọc lại bắt đầu khóc, bà ta vừa khóc vừa ép ông. Nhìn Châu Mỹ Ngọc như vậy, Lý Thiên Dương bỗng trầm mặc. Lý Mộng Đình, Lý Sung và Châu Mỹ Hòa cũng ra sức thuyết phục. Ba, mẹ đã khóc như thế rồi thì bà cứ chiều lòng mẹ đi, mẹ cũng vì cái nhà này thôi. Đúng vậy đó Thiên Dương, tận 2.640 tỷ lận đó, dự án này đâu có cần nhiều tiền như vậy. Nuốt chút tiền cũng chỉ là chuyện thường tình thôi mà. Nếu thật sự không được thì chúng ta mua chuộc cái ả tiền kim hồng kia, chỉ cần không để chủ tịch Lệ Tinh biết là được. Anh cũng biết là nhà họ Lý đã nghèo tới như thế nào rồi mà, anh rể. Nhưng bọn họ đều không biết, họ càng nói nhiều, Lý Thiên Dương càng thất vọng. Thấy thuyết phục cũng vô dụng, mặt Chu Mỹ Ngọc tái hơn, bà ta run run chỉ vào Thiên Dương, được lắm, Lý Thiên Dương, ông giỏi lắm. Châu Mỹ Ngọc này theo ông từ khi 23 tuổi, cũng không chê ông kết hôn lần hai mà chỉ một lòng một dạ với ông. Nhưng lại đổi được kết cục thế này. Hôm nay tôi nói thẳng, nếu ông không chịu chia tiền thì tôi sẽ dẫn Mộng Đình về nhà mẹ đẻ. Không sống ở đây nữa. Lời này vừa dứt, không chỉ Lý Mộng Đình biến sắc mà mặt Lý Thiên Dương cũng co giật dữ dội. Bà vừa rồi nói cái gì? Ông quát lên, lộ ra khí thế của một gia trưởng. Châu Mỹ Ngọc giật mình, nhưng vẫn cắn răng ép ông, tôi cũng chẳng cần nhiều, chia cho mỗi người có mặt ở đây 300 tỷ. Số tiền còn lại ông cứ cầm đi hợp tác với Lệ Tinh. Nếu không chia thì tôi sẽ dẫn Mộng Đình về nhà mẹ đẻ. Mẹ, mẹ đang nói cái gì vậy? Lý Mộng Đình tái mặt, cô ta vội thuyết phục, mẹ và ba đã ở bên nhau mấy chục năm rồi, không thể vì chuyện nhỏ thế này mà ly thân được. Câm miệng! Châu Mỹ Ngọc tát vào mặt Lý Mộng Đình. Mọi người đều im lặng, chỉ có Châu Mỹ Ngọc điên cuồng giống lên, đây là chuyện nhỏ sao? Nhiều tiền như vậy mà ông ta muốn một mình nuốt hết sao? Không thể được, nếu ông ta không đưa thì tôi sẽ không ở cái nhà này nữa, con theo mẹ về nhà họ Châu. Nói xong, bà ta lạnh lùng nhìn Lý Thiên Dương,
tôi nghĩ ông ta đã quên mất ai là người đã giúp ông ta khi vừa một thân một mình tới Thiên An rồi. Lý Mộng Đình chỉ hơi không chú ý liền bị tát, cô ta trợn mặt sững sờ, sau đó cô ta chậm chậm nhìn Lý Thiên Dương, hy vọng rằng ông sẽ xin lỗi Châu Mỹ Ngọc. Nhưng điều khiến Lý Mộng Đình thất vọng là Lý Thiên Dương vẫn thờ ơ. Rồi ông ta lạnh lùng nói, Tiểu Nhất nói đúng, do tôi quá mềm lòng nên mới dung túng cho mấy người hết lần này tới lần khác. Tôi đã nói rõ ràng, mấy người đều là người thân của tôi. Chỉ cần có lãi thì sẽ được chia theo cổ phần, nhưng đây chỉ là tiền tài trợ, chưa sinh ra lãi mà mấy người đã nôn nóng đòi chia, mấy người đúng là muốn tiền tới điên rồi. Lúc này, Lý Mộng Đình ngây ra, Châu Mỹ Ngọc cũng run lên vì tức giận, khuôn mặt bà ta đỏ bừng. Vương Nhất, lại là Vương Nhất, nếu không phải vì thằng nghiệt chủng đó thì tôi cũng không rơi vào bước đường này. Bà ta nghiến răng, trong mắt tràn đầy sát khí. Ngay khi Lý Sung, Châu Mỹ Hòa và những người khác định khuyên nhủ thì Lý Thiên Dương lập tức xua tay, ông cứng rắn nói, không cần nói nữa, tiền này không thể chia, không phải bà ta muốn về nhà mẹ đẻ sao, để bà ta đi. Ba, đủ rồi. Lý Thiên Dương gầm lên rồi nhìn chằm chằm Châu Mỹ Ngọc, sau đó đi thẳng lên lầu. Châu Mỹ Ngọc sững người một lúc mới phản ứng lại, bà ta chỉ vào lưng Lý Thiên Dương mà hét lên. Lý Thiên Dương, ông sẽ hối hận. Nói xong, bà ta nắm lấy cổ tay của Lý Mộng Đình và rồi đóng sầm cửa rời đi. Châu Mỹ Hòa và Châu Mỹ Hoa đều chứng kiến tất cả, ánh mắt họ cũng trở nên lạnh lùng. Anh rể, nếu anh đối xử với chị gái em như vậy thì nhà họ Châu sẽ không buông tha cho anh đâu. Châu Mỹ Hòa và Châu Mỹ Hoa lạnh lùng nói, sau đó cũng rời khỏi nhà họ Lý. Lý Thiên Dương là người duy nhất còn lại trong căn nhà trống rỗng này. Ánh sáng mờ ảo khiến bóng lưng ông dài ra. Ông của lúc này đã không còn quả quyết như khi nãy. Bóng lưng cũng không còn thẳng nữa, nhìn có vẻ rất cô đơn. Ông run run kéo một ngăn kéo ra rồi mở két sắt. Trong két không có tiền, không có sổ tiết kiệm, chỉ là một tấm ảnh cũ ố vàng. Trên bức ảnh là một gia đình ba người. Người đàn ông anh Tuấn, người phụ nữ dịu dàng, cả hai cùng bế một bé gái đang ngậm núm giả. Lý Thiên Dương nhẹ nhàng vuốt ve tấm ảnh cũ này như bảo bối. Đầu ngón tay ông dừng lại trên khuôn mặt tươi cười của người phụ nữ. Một giọt nước mắt rơi xuống. Mi, anh rất nhớ em. Buổi tối, bên bờ sông nhân tạo Tử Viên. Vương Nhất chắp tay sau lưng, lặng lẽ đứng bên sông nhìn bóng mình phản chiếu trong nước. Dưới ánh trăng, sắc mặt anh tái nhợt. Một khoảng trầm lặng kéo dài. Anh nhẹ nhàng xé áo ra, để lộ khuôn ngực cường tráng. Làn da được màu lúa mạch và cơ bắp căng tràn sức sống. Nhưng, trên đó là vô số vết sẹo lớn và nhỏ. Có vết đạn, có vết dao, và có nhiều lỗ. Trong số đó, có hai vết sẹo không thể tưởng tượng nổi, kéo dài từ ngang dọc khắp ngực của Vương Nhất. Bây giờ vẫn huyết nhục mơ hồ, thương cũ chưa lành, thương mới đã đến. Vương Nhất khẽ vuốt ve hai vết sẹo này, ánh mắt anh tràn ngập sát ý không thể khống chế nổi. Đó là vết thương khi 9 tên cường giả đứng đầu thế giới bắt tay để lại. Khi đó, 9 cường giả mang theo hàng triệu binh chém giết khắp nơi, băng qua Thái Bình Dương hòng thực hiện kế hoạch Đồ Long, nhưng lại bị Vương Nhất chặn đánh trên núi Ưu Hằng. Trận chiến đó diễn ra suốt 5 ngày 5 đêm. Giang hồ chia cắt, địa hình nghiêng ngả, cả núi Ưu Hằng đều bị san bằng. 6 ngày sau, 9 tên cường giả đều đã ngã xuống. Kể từ đó, không một thế hệ sau nào dám vượt qua Đồ Long. Thiên tử tức giận, máu văng 5 bước. Ẩn chủ tức giận, trăm vạn người bỏ mạng. Đây là trận chiến Ưu Hằng, nổi tiếng. Nhưng dù 9 tên cường giả có chết thì chúng cũng để lại những vết thương không thể xóa nhòa trên người Vương Nhất, hai vết sẹo dọc ngang ở trước ngực. Khục khục, Vương Nhất che hai vết thương lại, khẽ ho vài tiếng. Lúc này, một giọng nói lo lắng vang lên sau lưng. Thiếu chủ, tôi đến muộn. Lãnh Nhan quỳ một gối trước mặt Vương Nhất. Vương Nhất phất tay, nói chuyện chính đi. Lãnh Nhan không báo tin tức ngay mà là lo lắng nhìn vết thương của anh, thiếu chủ, vết thương của ngài. Chút vết thương thôi, không sao. Vương Nhất nhắc lại lần nữa, nói chuyện chính đi. Trong mắt Lãnh Nhan vẫn có chút không đành lòng. Chút vết thương. Nếu người bình thường bị thương thế này thì đã liền chết tại chỗ rồi. Cũng chỉ có thiếu chủ mới có thể chống cự nổi. Mặc dù 9 cường giả đã chết nhưng vẫn còn rất nhiều cường giả trên thế giới, nếu như lại đụng chúng.
Lãnh Nhan không tiếp tục nghĩ nữa, vì cô ta nhìn thấy ánh mắt Vương Nhất đã trở nên bình thản, trong chớp mắt, Lãnh Nhan sợ hãi nói. Thiếu chủ, sau khi trở về nhà họ Lý, Châu Mỹ Ngọc và Lý Thiên Dương đã cãi nhau một trận rất lớn, sau đó bà ta đưa Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa, Châu Mỹ Hoa và những người khác trở về nhà của cha mẹ đẻ. Mắt Vương Nhất lóe lên một tia lạnh lẽo, nhà mẹ đẻ. Đúng vậy. Lãnh Nhan kính cẩn nói, mấy năm nay, nhà họ Châu ở Thượng Thành có thể miễn cưỡng xem là gia tộc cao quý. Lý Thiên Dương ở rể nhà bọn họ, công ty dưới trướng mạnh nhất là tập đoàn Đại Châu, cũng là một trong những công ty thuộc top 50 ở Thiên An. Lãnh Nhan ngừng một chút rồi tiếp tục, sở dĩ nhà họ Châu có thể từ gia tộc hạng 2 thăng lên thành gia tộc hạng nhất vì bọn họ có quan hệ hợp tác chặt chẽ với nhà họ Trần ở Thượng Thành. Nhà họ Trần. Vương Nhất hơi nheo mắt lại, tôi nhớ hình như bạn trai cũ của Lý Mộng Đình tên là Trần Cảnh. Anh ta đúng là người nhà họ Trần. Lãnh Nhan nói tiếp, hiện tại, nhà họ Trần vẫn chưa biết về cái chết của Trần Cảnh. Vương Nhất cân nhắc một hồi, sau đó gật đầu nói, tôi hiểu rồi, còn có tin gì nữa không? Lãnh Nhan do dự một chút, vẻ mặt có chút khó xử, một tiếng trước tôi vừa nhận được điện thoại của cô Khương. Đúng như thiếu chủ đoán, cô ta đã hỏi tôi về hành tung của ngài. Nhã Mi, nghe thấy cái tên này, khuôn mặt vốn bình tĩnh của Vương Nhất cuối cùng cũng có chút dao động, cô không tiết lộ hành tung của tôi đúng không? Thuộc hạ không dám. Lãnh Nhan run rẩy, cô ta dừng lại một chút, không nhịn được rồi nói, thiếu chủ, tôi nghĩ ngài vẫn nên gặp cô Khương một lần đi, cô ấy vẫn chưa biết ngài đã kết hôn. Điều gì nên nói thì nói, điều gì không nên nói thì không cần phải mở miệng đâu. Lãnh Nhan còn chưa kịp nói xong thì Vương Nhất đã lạnh lùng ngắt lời cô ta. Lãnh Nhan đành phải ngậm miệng, cô ta quay người định biến vào bóng tối thì Vương Nhất lại gọi cô ta lại. Lãnh Nhan. Lãnh Nhan dừng lại, kinh ngạc quay người nhìn Vương Nhất. Sau một hồi im lặng, Vương Nhất nhìn Lãnh Nhan rồi chân thành nói, tôi không muốn lại mất đi bất cứ ai trong số các ngươi nữa. Lời này vừa thốt ra, toàn thân Lãnh Nhan run lên kịch liệt, mắt cô ta cũng phiếm hồng. Thiếu chủ là chiến thần quân đội, là long chủ hạ quốc, anh đã từng chứng kiến vô số người chết rồi, bao gồm bạn thân, người thân, Bách Luyện Thành Cương, việc quen chứng kiến sinh tử đã tạo thành một cú sốc trong lòng thiếu chủ. Khó khăn lắm anh mới có một gia đình hạnh phúc nên anh không muốn nhìn thấy bất cứ ai phải ra đi. Lãnh Nhan cười nói cười, cô ta khàn khàn nói, vâng ạ. Nói xong liền tan biến vào màn đêm. Ngày hôm sau. Vương Nhất không đến tòa nhà quốc tế, mà xoay bước vào một quán cà phê ở góc đường. Tăng Quốc Vinh làm việc rất nhanh ông đã sắp xếp xong một cuộc hẹn để Vương Nhất gặp Bạch Yến rồi. Trên đường đến gặp Bạch Yến, Tăng Quốc Vinh đã đưa một phần tài liệu về lai lịch của Bạch Yến cho anh, giúp anh biết sơ về cô ta. Điều khiến Vương Nhất ngạc nhiên là cô ta thực chất là người nhà họ Bạch, có thể xem là chị họ của Bạch Hiền. Cô ta tốt nghiệp học viện cảnh sát. Khi tốt nghiệp cô ta đạt hạng nhất toàn trường ở tất cả các danh mục đánh giá, khó ai sánh bằng. Tuy nhiên, có một chuyện luôn là vết sẹo trong lòng cô. Lúc đó, bạn trai cô cũng là cảnh sát, nhưng lại bị đồng nghiệp ghen tức hãm hại, thế nên cô ta cực kỳ ghét những âm mưu và thủ đoạn. Bạch Yến. Vương Nhất mỉm cười chờ cô ta xuất hiện. Một lúc sau, một người phụ nữ mặc thường phục bước vào. Cô ta có mái tóc ngắn gọn gàng, đeo kính râm và đội mũ lưỡi trai. Hình như cô ta cố tình ăn mặc hở hang, nhưng loại khí chất anh hùng đó đã thu hút Vương Nhất ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cảnh sát Bạch, Vương Nhất gọi cô. Nhưng Bạch Yến lập tức biến sắc, cô ta nhìn xung quanh, thấy không có ai chú ý tới mình mới xông tới chỗ Vương Nhất rồi vỗ mạnh lên bàn, anh có biết suýt chút nữa anh đã hại chết tôi không? Vương Nhất khó hiểu, anh chỉ gọi cô ta thôi mà, có gì mà hại chết cô ta chứ? Bạch Yến không nói tiếp mà chỉ ngồi xuống trước mặt Vương Nhất. Tôi nhớ mặt anh, trong hai vụ án tôi phụ trách, anh đều có mặt tại hiện trường. Vương Nhất biết cô ta đang ám chỉ đến vụ của Tôn Lập và Trương Lượng. Nói xong, cô ta liếc nhìn đồng hồ trên tay rồi hỏi, anh tìm tôi có việc gì không? Mặc dù đã cố ý giữ bình tĩnh, nhưng Vương Nhất vẫn có thể nhận ra sự gấp gáp trong lời nói của Bạch Yến. Anh biết mình đang làm cô tốn thời gian nên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tôi chỉ muốn hỏi cảnh sát Bạch có ấn tượng gì về vụ việc Chu Bá, lãnh đạo cấp cao của Dược phẩm Thường Kỳ, có hành vi đồi bại không? Chu Bá. Bạch Yến hơi giật mình, sau đó cô ta suy nghĩ một lúc rồi nói,
vụ án này do chính tôi kết án. Vụ án đó rất kỳ lạ nên chúng tôi không bắt giam ông ta, nhưng tiền đồ của ông ta đã bị hủy rồi. Bạch Yến trầm giọng nói, tôi cũng không còn cách nào khác. Vương Nhất nheo mắt lại, trong mắt có chút nguy hiểm. Quả nhiên là do Thường Kỳ làm, định giết bằng cách bỏ cối say sao. Mục đích của Thường Kỳ không phải là tống Chu Bá vào tù mà là đuổi ông ta ra khỏi hội đồng quản trị của dược phẩm Thường Kỳ. Khi Vương Nhất còn định hỏi thêm thì có hai người đàn ông bước vào. Trông họ không khác gì những khách hàng bình thường, nhưng ánh mắt của Bạch Yến bỗng trở nên sắc bén. Cô ta nhanh chóng đứng dậy. Thất lễ rồi. Nói xong cô ta liền đi về phía hai người kia. Một tay đặt trên eo. Vương Nhất cũng nheo mắt lại, hóa ra cô ta mặc thường phục như thế để cải trang bắt tội phạm. Bởi vì cảnh phục quá lộ liễu, dễ đánh rắn động cỏ nên Bạch Yến mặc quần áo bình thường. Sau đó cô nhận lệnh từ cấp trên kẻ tình nghi sẽ xuất hiện vào khoảng giờ này ở quán cà phê nên cô mới đến phục kích trước. Đồng thời, cuộc hẹn với Vương Nhất cũng được sắp xếp ở quán cà phê này, đúng là một mũi tên trúng hai đích. Vương Nhất trầm ngâm nhìn theo bóng lưng Bạch Yến. Hèn gì ban nãy anh chỉ gọi một tiếng cảnh sát Bạch thôi mà cô ta lại nói suýt chút nữa anh đã hại chết cô. Câu này đúng là dễ tiết lộ thân phận của cô ta thật. Cô ta đủ cẩn thận. Nhưng muốn bắt được những người đó thì vẫn có chút khó khăn. Chưa nói tới bên địch đông hơn, bên ngoài còn có một rắc rối nữa. Vương Nhất nheo mắt về phía cửa quán cà phê, chỉ thấy hai người đàn ông đang bước vào quán. Người phía trước có khuôn mặt tuấn tú, mặc một chiếc áo khoác da đắt tiền, hai chiếc cúc áo trên cùng mở ra để lộ thấp thoáng khuôn ngực tráng kiện. Người phía sau trông xấu hơn nhiều, cực kỳ bình thường, nhưng Vương Nhất lại quen hắn ta. Tên đó chính là cao thủ suýt chết dưới tay Lãnh Nhan mấy ngày trước, Mã Cung. Yến Yến, tại sao em lại ở đây? Nhìn thấy Bạch Yến, người đàn ông đẹp trai liền kinh ngạc thốt lên. Gương mặt Bạch Yến cứng đờ, câu nói này hoàn toàn phá vỡ tiết tấu của cô. Cô ta cứng nhắc xoay người lại, u ám nhìn chàng trai kia rồi quát, Đồng Thiên Tường, anh theo dõi tôi sao? Đồng Thiên Tường quyết không thừa nhận, sao lại là theo dõi được? Anh càng thích gọi là cuộc gặp gỡ của tình yêu hơn. Đồng Thiên Tường nghiêm túc nhìn Bạch Yến nói, Yến Yến, từ lần đầu tiên gặp em, anh đã tự nhủ với lòng mình rằng cả đời này, cô ấy chính là người mà mình muốn cưới. Mấy ngày này, anh đang từng bước thực hiện điều đó, đây là món quà nhỏ anh dành tặng em, hy vọng em sẽ thích. Vừa nói, anh ta vừa lấy một chiếc hộp nhỏ tinh xảo từ trong ngực ra rồi mở ra trước mặt Bạch Yến. Hóa ra bên trong là một chiếc nhẫn kim cương. Ồ! Lúc này trong quán cà phê không có nhiều khách, chỉ có một vài cặp tình nhân, tất cả đều ngưỡng mộ hô lên. Chiếc nhẫn kim cương này trông đắt tiền quá, thế mà là chỉ là một món quà ngẫu hứng. Đây là công tử nhà nào vậy? Nhìn người ta, rồi nhìn lại anh, sao anh không có tiền như người ta vậy? Nghe những lời bàn tán xung quanh, Đồng Thiên Tường không nhịn được mà cười khẽ, anh ta đang chờ câu trả lời từ Bạch Yến. Nhưng tâm trí Bạch Yến vẫn luôn đặt trên người đàn ông thực hiện giao dịch bí mật kia. Cô ta muốn bước tới, nhưng Đồng Thiên Tường cứ chắn trước mặt không chịu để cô ta đi. Bạch Yến lập tức nổi giận, cô ta gạt chiếc nhẫn kim cương sang rồi hét lên, cút đi. Hành động này cũng khiến những người xung quanh choáng váng, ai nấy đều trợn tròn mắt. Dù Đồng Thiên Tường không tức giận nhưng ánh mắt anh ta hiện lên một tia sắc bén. Anh ta nhặt chiếc nhẫn kim cương trên mặt đất lên rồi đi tới trước mặt Bạch Yến. Bạch Yến, chuyện của hai chúng ta là do bố mẹ hai bên quyết định, dù em không thích thì cũng giả vờ đánh lừa ba mẹ chút đi. Em cứ khiến anh mất mặt như thế thì không hay lắm nhỉ. Bạch Yến tái mặt, ngực cô phập phồng dữ dội, rõ ràng cô ta đang rất tức giận. Đồng Thiên Tường tiếp tục, hơn nữa tôi thích em chính là phúc của em rồi đó. Tôi là một lãnh đạo trẻ có tiếng ở Thiên An. Đồng thời còn là thành viên cốt cán của Hiệp hội Võ Đại. Còn em chỉ là một cảnh sát nhỏ nhoi mà dám không nể mặt tôi sao? Sau khi bị Bạch Yến từ chối, sự hung dữ của Đồng Thiên Tường của lộ ra, đặc biệt anh ta còn cao giọng khi nói câu cuối. Lúc này, nhóm người đang tiến hành giao dịch bí mật phía sau hình như cũng nghe thấy điều gì đó. Chúng cảnh giác nhìn Bạch Yến, trong mắt hiện lên chút hoảng sợ rồi nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Thấy thế, mắt Vương Nhất lóe lên, anh lấy điện thoại di động ra rồi bảo Lãnh Nhan làm một việc. Này, đứng lại! Mà ở bên kia, thấy mục tiêu chuồn ngay trước mắt, Bạch Yến vô cùng sốt ruột muốn lập tức đuổi theo.
một bàn tay chắn trước mặt Bạch Yến, nếu em không nói rõ ràng thì không được rời đi. Đồng Thiên Tường. Đám người kia đã biến mất khỏi tầm mắt của cô, Bạch Yến hoàn toàn nổi điên, cô ta tức giận nhìn Đồng Thiên Tường, anh có biết mình đã cản trở người thi hành công vụ không, tôi thừa sức đập nát anh. Tôi đã cản trở công vụ gì cơ? Nụ cười của Đồng Thiên Tường vô cùng quỷ dị, tôi chỉ đang bày tỏ tình cảm với em, chẳng lẽ việc này phạm pháp sao? Anh! Bạch Yến cay đến không nói nên lời, lúc này, khuôn mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận. Những người xung quanh không biết sự thật cũng xì xào bàn tán. Người phụ nữ này quá vô lý. Một người đàn ông đẹp trai như vậy tỏ tình với cô ta không chấp nhận thì cũng thôi đi, còn hét to làm gì, đúng là vô duyên. Đúng vậy, tiếc cho một gương mặt đẹp. Nghe thế, khóe miệng Đồng Thiên Tường cũng nhếch lên lộ ra một nụ cười lạnh. Cảnh sát Bạch, cô có thể cho tôi biết cô đang theo vụ án nào không? Đúng lúc này, một giọng nói nhàn nhạt truyền đến. Vương Nhất đến bên cạnh Bạch Yến rồi bình tĩnh hỏi. Vừa nói anh vừa quét mắt nhìn Đồng Thiên Tường. Kỹ năng diễn xuất của Đồng Thiên Tường rất cao siêu, nhưng trước mặt Vương Nhất, anh ta chỉ là như đang làm trò hề thôi. Bạch Yến vốn không muốn nói, nhưng lời nói của Vương Nhất như có một loại ma lực kỳ lạ, tuy rằng bình tĩnh nhưng lại mang theo chút cảm giác ra lệnh không thể từ chối. Thêm nữa, tội phạm cũng đã chạy mất rồi nên cô ta cũng chẳng phải giả vờ nữa, thế nên cô liền nói thẳng với anh. Chúng tôi nghi ngờ gần đây nhà họ Đồng lén lút giao dịch hàng cấm, tôi được phái đi bắt tên thực hiện giao dịch và những kẻ mua hàng đứng sau. Vậy à? Nghe vậy, Vương Nhất cũng nở nụ cười ấm áp. Lúc này, Mã Cung cũng nhận ra Vương Nhất, hắn ta đột nhiên kêu lên, nhãi con, là mày. Đồng Thiên Tường cau mày hỏi, cậu biết hắn sao? Anh Thiên Tường, không phải mấy ngày trước em gọi cho anh bảo là em bị hai tên vượt sông đánh sao? Hắn chính là một trong hai kẻ đó. Mã Cung phẫn uất nói, cảnh tượng bị Lãnh Nhan nhấc bằng một tay vẫn còn in đậm trong tâm trí anh ta. Đó là khoảnh khắc xấu hổ nhất trong cuộc đời anh ta, chỉ nghĩ đến thôi thì mắt của Mã Cung cũng muốn nứt toạc. Là hắn sao? Đồng Thiên Tường nhìn Vương Nhất một lượt, anh ta cảm thấy người này không có gì đặc biệt, cũng không có chút khí tức của một cường giả. Mã Cung vội vàng nói, anh Thiên Tường, anh hiểu lầm rồi. Thằng này không mạnh, kẻ mạnh là con đàn bà kia cơ. Suýt chút nữa em đã bị ả giết rồi. Vậy sao? Đồng Thiên Tường nghe xong, trong mắt lập tức hiện lên hàn ý, cậu chán sống rồi mới dám động tới người của Hiệp hội Võ Đạo chúng tôi. Nói xong, một cỗ khí tức cường giả toát ra. Bạch Yến cũng kinh ngạc nhìn Vương Nhất, tuy không biết giữa bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng cô ta vẫn có lòng khuyên nhủ, anh chạy nhanh đi, người của Hiệp hội Võ Đạo không dễ chọc đâu, họ đều là những võ sĩ không bị pháp luật ràng buộc. Sợ Vương Nhất không tin, Bạch Yến lại nói thêm, bọn họ là lực lượng đặc biệt do Trung ương thành lập, trong đó toàn là cường giả có võ công cao cường, bình thường sẽ bảo vệ những kẻ có tiền, anh chọc không nổi đâu. Nhưng dù Bạch Yến có thuyết phục thế nào thì Vương Nhất vẫn rất bình thản, thậm chí còn cười khinh thường. Võ si, họ không xứng với hai chữ võ si đâu. Anh nhìn Đồng Thiên Tường và Mã Cung như một con rồng khổng lồ nhìn xuống bầy kiến con kiến. Từ khi nào mà mấy con chó con gà vớ vẩn lại dám tự xưng là võ giả vậy? Nói xong, sắc mặt của Đồng Thiên Tường và Mã Cung liền trở nên u ám, Bạch Yến cũng tái mặt. Đọc truyện hay tại trơm truyện, N. Lời này đã chửi toàn bộ Hiệp hội Võ Đạo luôn đó. Bạch Yến lén nhéo Vương Nhất, cô ta tức giận nói, tôi đã khuyên anh tới như thế rồi mà anh còn không biết trái phải sao? Đồng Thiên Tường nhìn Mã Cung rồi nói. Nếu cậu đã biết hắn thì tên nhãi này giao cho cậu đấy, không cần nương tay đâu. Vâng, thưa anh Thiên Tường. Nghe thế, Mã Cung cũng cười nhạo, anh ta đấm mạnh vào đầu Vương Nhất, tôi đã muốn tìm anh trả thù từ lâu rồi. Hôm nay con ả kia không có ở đây, tôi muốn xem thử anh là cái thá gì mà dám đối địch với chúng tôi. Cẩn thận! Bạch Yến theo phản xạ hét lên, nhưng cô ta ngạc nhiên phát hiện Vương Nhất đã thoải mái ngồi vào chỗ cũ. Vì nếu mấy người đã tự xưng là Hiệp hội Võ Đạo thì tôi sẽ cho mấy người thấy, thế nào mới gọi là võ đạo chân chính. Khi giọng nói lạnh nhạt vang lên, Vương Nhất cũng đã cử động. Đây là lần đầu tiên anh thực sự ra tay kể từ sau khi quay lại Thiên An. Trên bàn có một sấp khăn giấy, Vương Nhất khẽ vung tay. Vụt! Vô số khăn giấy bay lên không trung. Ngay sau đó, một điều kỳ lạ đã xảy ra. Tờ khăn giấy mềm mại bỗng trở nên sắc bén như một lưỡi dao.
Vương Nhất chỉ tùy tiện vẫy một cái, những tờ giấy sắc như dao ấy như có mắt, đồng loạt lao về phía Mã Cung. Xoẹt xoẹt. Trong khi di chuyển, sấp giấy đã để lại vô số vết cắt trên cả cửa sổ lẫn tường. Chiếc ly thủy tinh vỡ làm đôi, cà phê nóng chảy khắp mặt sàn. Những mảnh khăn giấy như mưa kiếm lao thẳng xuống dưới. Bạch Yến trợn mắt không dám tin, Đồng Thiên Tường và Mã Cung cũng sợ chết khiếp. Phi hoa trích diệp có thể làm con người bị thương. Khăn giấy mềm mại cũng có thể dùng như lưỡi dao sắc bén. Trận đầu còn chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Vù vù vù. Những mảnh giấy dao rơi xuống gương mặt Mã Cung rồi xé toạc da thịt và quần áo của anh ta ra. Ây 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 ây. Anh ta lăn lộn trên đất như một kẻ ăn mày, hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt và hét thất thanh. Máu tươi chảy qua đầu ngón tay lan khắp sàn. Sau khi Mã Cung gỡ tay ra, Bạch Yến mới nhìn thấy tình trạng bi thảm của anh ra, trong phút chốc, cô ta cũng kinh ngạc hét lên. Toàn thân lạnh băng như cỏ dại. Khuôn mặt của Mã Cung đã bị cắt tới không còn da bộ răng còn người nữa rồi. Mũi của anh ta bị chém đứt lìa, máu tươi ứa ra còn sủi bọt khí, hai ngón tay của anh ta cũng bị chặt đứt, những ngón tay đứt lìa vẫn đang lăn lóc co giật trên mặt đất. Không chỉ thế, toàn bộ khuôn mặt anh ta đều chi chít những vết xước, từng vết chém cứa sâu vào da thịt khiến hai bên thịt cuộn lên, lờ mờ thấy cả xương trắng bên trong. Tình trạng kinh khủng như vậy, ngay cả Bạch Yến, người đã từng chứng kiến rất nhiều hiện trường giết người, cũng cảm thấy ớn lạnh, khuôn mặt của anh ta đã bị hủy hoại hoàn toàn. Nhưng Vương Nhất vẫn bình thản ngồi tại chỗ, thậm chí còn thờ ơ nhấp một ngụm cà phê, giống như vừa mới hoàn thành một chuyện vặt vãnh. Rốt cuộc anh ta là ai? Sự chênh lệch sức mạnh rõ ràng như thế khiến Bạch Yến lâm vào trầm tư. Yêu pháp, đây là yêu pháp. Phòng tuyến tâm lý của Mã Cung hoàn toàn sụp đổ. Thậm chí anh ta còn bị rối loạn tinh thần và kinh hãi chỉ tay vào Vương Nhất rồi hét thất thanh. Nếu không phải yêu pháp thì sao một tờ khăn ấy lại có thể cắt đứt mũi và ngón tay của anh ta? Chưa từng nghe qua, cũng chưa từng nhìn thấy. Yêu pháp, Vương Nhất bật cười. Anh cười khinh thường vì chúng quá ngu dốt. Đến lúc này anh mới biết, cái hiệp hội võ đạo kia còn không biết nội lực là gì. Có phải, anh hơi mạnh tay rồi không, hơn nữa còn đạp đổ nhận thức của họ. Nhờ kinh sinh khí, nhờ khí tụ đan, đây chính là con đường bắt buộc để luyện võ. Diệp Kình Hiên, Đồng Thiên Tường, và Mã Cung vẫn còn đang ở giai đoạn tụ kinh thì anh đã đạt tới đỉnh cao rồi. Trong mắt Đồng Thiên Tường cũng chứa đầy những tia kinh ngạc, khuôn mặt anh ta thoát đỏ thoát trắng. Địa vị anh ta cao hơn Mã Cung một chút nên cũng biết nhiều hơn. Người này chắc phải đạt đến trình độ đại võ sư rồi cũng nên. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó. Anh ta đã bình tĩnh trở lại, ánh mắt u ám nhìn chằm chằm vào Vương Nhất. Tuy đại võ sư rất mạnh vẫn chưa phải là trình độ cao nhất trong hiệp hội. Anh ta lại có thân phận đặc biệt nên hoàn toàn không cần phải sợ. Bốp, bốp. Anh ta vỗ tay, cười ha ha nói, tuyệt vời, quá tuyệt vời, tôi đã tự hỏi sao cậu dám phách lối như vậy, thì ra cũng là người luyện công. Ngay sau đó, nụ cười trên mặt Đồng Thiên Tường bỗng trở nên âm hiểm. Nhưng cậu dám ra tay với hiệp hội võ đạo chúng tôi sao? Có biết thứ đang đón chờ cậu là gì không? Là gì? Vương Nhất bình tĩnh hỏi. Anh phản ứng như vậy đã khiến Đồng Thiên Tường nổi điên, cậu sẽ bị toàn bộ hiệp hội võ đạo truy nã, thứ cậu phải đối mặt chính là toàn bộ hiệp hội võ đạo. Nói xong, anh ta còn tưởng rằng Vương Nhất sẽ sợ hãi, sẽ hoảng loạn, nhưng đáng tiếc, từ đầu đến cuối Vương Nhất vẫn bình tĩnh như vậy. Thậm chí, khi nghe đến câu cuối cùng, anh còn cười giễu, như thể vừa nghe được một câu chuyện cười. Cậu cười cái gì? Đồng Thiên Tường cảm thấy bị xúc phạm. Vương Nhất nhấp một ngụm cà phê rồi chậm rãi nói, không biết tôi có bị hiệp hội võ đạo truy nã hay không, nhưng tôi biết anh sẽ sớm bị cảnh sát Bạch này bắt giữ. Tôi. Nghe vậy, Bạch Yến đứng bên cạnh anh vốn đã sững sờ lại càng thêm bối rối, tại sao tôi phải bắt anh ta? Cảnh sát Bạch, cô bị tôi dọa sợ rồi sao? Chuyện này mà cũng không phát hiện ra à? Vương Nhất mỉm cười hỏi cô ta. Bạch Yến yên lặng đứng đó, khuôn mặt cô ta đỏ bừng. Vì đúng như lời Vương Nhất nói, cô đã bị anh dọa sợ mất mật. Cho dù là kỹ năng dùng dao giấy hay là gương mặt thê thảm của Mã Cung, tất cả đều công kích thẳng vào mắt và tinh thần của cô. Cô ấy chỉ biết một số kỹ năng đấu cận chiến thôi. Võ đạo là một thứ quá xa với cô ta, là một thế giới mà cô ta chưa từng tiếp xúc. Kỳ lạ, mới mẻ và khiến người khác chấn động.
Nhãi con, tôi khuyên cậu tốt nhất là nên ăn nói cẩn thận, tôi có thể kiện cậu tội phỉ báng đấy. Lòng Đồng Thiên Tường trùng xuống, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh phản bác. Cứ phải để tôi nói thẳng thì anh mới chịu thua à? Vẻ mặt của Vương Nhất vô cùng bình tĩnh, anh không chút lưu tình nhìn Đồng Thiên Tường. Trong phút chốc, Đồng Thiên Tường có cảm giác mình như đang rơi vào một cái hầm băng. Khi đứng trước mặt Vương Nhất, anh ta cảm thấy mình chỉ là một con người đã bị nhìn thấu sạch sành sanh không còn chút bí mật nào. Cậu đang nói cái gì, tôi không hiểu. Nhưng anh ta vẫn nghiến răng chống chế, tôi và Mã Cung chỉ đến đây uống cà phê, tình cờ gặp được Yến Yến thôi. Nếu phải điều tra thì cậu mới là kẻ đả thương người khác, người bị bắt là cậu mới đúng. Vương Nhất không nhúc nhích, anh bình tĩnh nhìn chằm chằm Đồng Thiên Tường. Chỉ đến đây uống một ly cà phê, rồi tình cờ gặp được cảnh sát Bạch mặc thường phục đang thi hành công vụ. Công khai tỏ tình, khiến mọi người ngưỡng mộ, vừa hay cản trở thời điểm bắt tội phạm tốt nhất của cảnh sát Bạch. Sau đó còn vô tình tiết lộ rằng cô ấy là cảnh sát, khiến đám người kia cảnh giác trốn đi ngay trước mắt cô ấy. Anh dám nói tất cả đều là trùng hợp không? Nói đến đây, ánh mắt của Vương Nhất liền nên vô cùng sắc bén, giống như một thanh kiếm vừa tuốt ra, đâm xuyên qua trái tim của Đồng Thiên Tường. Khi Bạch Yến nghe xong, cô ta cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn. Một lần là tình cờ, hai lần là may mắn, nhưng tới lần thứ ba là chắc chắn rồi. Cô ta nghiêm túc tiến đến chỗ Đồng Thiên Tường. Mặc kệ anh ta có phải là đối tượng xem mắt của mình hay không thì cô vẫn làm theo việc công. Anh Đồng, xin hãy cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không, mời đi cùng tôi. Lúc này đây, mặt Đồng Thiên Tường cuối cùng cũng tái nhợt, ánh mắt anh ta nhìn Vương Nhất còn có chút kinh hãi. Anh ta tưởng rằng mình đã diễn rất tự nhiên rồi cơ mà, đến cả Bạch Yến làm cảnh sát còn bị lừa nhưng không ngờ vẫn không lọt qua mắt Vương Nhất. Rốt cuộc tên này là ai? Nhưng dù sao Đồng Thiên Tường cũng là người từng trải qua nhiều việc nên rất nhanh sau đó, anh ta liền khôi phục lại dáng vẻ bình thường. Lập luận tốt đấy, nhưng cậu có bằng chứng gì không? Anh ta nhìn Vương Nhất và Bạch Yến rồi cười, hình như anh chẳng làm việc gì cả mà nhỉ, anh chỉ bày tỏ tấm lòng với em thôi, chẳng lẽ chuyện này cũng phạm pháp sao? Bạch Yến ủ rũ không đáp, quả thực nếu chỉ dựa vào chuyện này thì khó mà bắt giữ Đồng Thiên Tường được. Bằng chứng? Cô ta cần bằng chứng. Nhìn thấy Bạch Yến im lặng, nụ cười trên khuôn mặt Đồng Thiên Tường càng thêm rạng rỡ. Anh ta hoàn toàn có thể bảo đây chỉ là vu khống, dù gì đám người kia cũng đã chạy mất rồi, chúng không thể quay lại trong một khoảng thời gian ngắn đâu. Nhưng sự thay đổi trong ánh mắt của Đồng Thiên Tường đều bị Vương Nhất thấy hết. Anh lắc đầu, hơi đồng tình nhìn anh ta, xem ra anh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Ha ha ha, tôi biết cậu đang nghĩ điều gì. Cậu muốn báo thù tôi thôi. Đồng Thiên Tường căm giận đoán, cậu muốn mượn tay Bạch Yến để tống tôi vào ngục đúng không? Không cần phải phiền phức như vậy. Vương Nhất lắc đầu, nhàn nhạt nói, anh có tin hay không, trong vòng 5 phút đồng hồ nữa, những người vừa chạy trốn sẽ tự mình trở lại đây. Vương Nhất nói xong, Đồng Thiên Tường sững sờ. Sau đó, giống như nghe thấy một chuyện gì đó rất buồn cười, bật cười, cậu nói cái gì? Những phạm nhân đã chạy trốn kia sẽ chạy về. Không sai. Vương Nhất gật đầu, nghiêm nghị nói, không chỉ sẽ chạy về, còn nước mắt nước mũi thật thà thừa nhận hành vi phạm tội của mình, ngoan ngoãn để cảnh sát Bạch bắt về quy án. Ha ha. Đồng Thiên Tường cười càng vui vẻ, cười đến mức chảy cả nước mắt, sao cậu biết những người kia sẽ chạy về? Cậu nghĩ người ta là thằng ngu hả? Rõ ràng biết ở đây có cảnh sát, còn đâm vào họng súng. Ai yêu không được, buồn cười chết mất. Bạch Yến cũng cảm thấy kỳ quái nhìn Vương Nhất, đúng vậy, có tên tội phạm nào mà ngu ngốc như vậy chứ? Bởi vì, đối với bọn họ mà nói, so với những kết cục nào đó, thì bị cảnh sát bắt là kết cục tốt nhất. Vương Nhất cũng không phản bác, chỉ khẽ nhấp một ngụm cà phê, nói một câu mà không ai hiểu được. Đừng nói những lời vô nghĩa với tôi, hôm nay, chuyện hôm nay cậu đánh thành viên của Hiệp hội Võ đạo của tôi bị thương vẫn chưa xong đâu. Đồng Thiên Tường đi đến trước mặt Vương Nhất, từ trên cao nhìn xuống nói, chúng tôi cũng không cần tiền, cậu đánh Mã Cung như thế nào, cũng tôi sẽ đánh cậu như vậy, hôm nay khuôn mặt này của cậu sợ là sẽ bị thương rồi. Đồng Thiên Tường, anh thật sự muốn tôi đánh anh có đúng không? Bạch Yến lạnh lùng nói, tôi là cảnh sát, anh dám nói mấy lời công kích cá nhân ở trước mặt tôi. Sắc mặt Đồng Thiên Tường đột nhiên thay đổi, vội vàng chữa lại,
tôi chỉ thuận miệng nói như vậy thôi, bạn của tôi cũng không thể bị đánh một cách vô duyên vô cớ như vậy, cô nhìn mặt cậu ấy xem, không còn dáng vẻ của con người nữa. Nhưng Bạch Yến nhìn Mã Cung vẫn còn che mặt nằm trên đất, nói, xin lỗi, cái đó thuộc về phòng vệ chính đáng. Cái gì? Sắc mặt Đồng Thiên Tường lập tức thay đổi, trong mắt lóe lên tia u ám, có ý gì? Bạch Yến khuôn mặt tràn đầy sự nghiêm túc nói, tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng, là bạn của anh ra tay với anh Vương trước, anh Vương không chịu được nữa mới phản kích lại, nếu như thật sự muốn tính toán, chỉ có thể xem như phòng vệ chính đáng thôi. Soạt. Câu này vừa nói ra, sắc mặt Đồng Thiên Tường đột nhiên trở nên hung dữ, giơ tay lên, đánh về phía mặt Bạch Yến. Bạch Yến, tôi thấy mắt cô đã bị mù rồi. Bạch Yến không biết võ, sao có thể là đối thủ của Đồng Thiên Tường chứ, đột nhiên hét lên, anh muốn làm gì? Soạt. Nhưng, cái tát này lại không thể đánh xuống được, cả người Đồng Thiên Tường giống như bị cố định lại, cứng đờ tại đó. Cả người run rẩy kịch liệt, trán của anh ta không ngừng chảy ra những hạt mồ hôi to như hạt đậu. Vương Nhất vẫn ngồi nguyên tại chỗ, không hề động đậy, nhưng chiếc thìa dùng để khuấy bên trong cốc cà phê lại không cánh mà bay. Bạch Yến nhìn chằm chằm, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Phía trên bức tường phía sau đầu Đồng Thiên Tường cũng cắm một chiếc thìa khuấy bằng inox. Chiếc thìa cắm sâu vào trường, một lực đáng sợ đã tác dụng lên, khiến cả chiếc thìa dùng để khuấy vẫn còn đang lắc lư. Nói cách khác, chiếc thìa khuấy này đã xoẹt qua da đầu của Đồng Thiên Tường, sau đó cắm vào tường, chỉ cần không chú ý một chút, đầu của Đồng Thiên Tường sẽ bị xuyên qua. Giọng nói bình thường của Vương Nhất đúng lúc vang lên, nếu như anh dám cử động, lần sau chính là cổ họng của anh. Bịch, đầu gối của Đồng Thiên Tường mềm nhũn, giống như mất đi tất cả sức lực, ngồi bịch xuống đất. Phần đũng quần đã bị ướt và ố vàng một mảng. Lúc nãy, anh ta đã bị dọa sợ đến mức đái ra quần. Lúc này Bạch Yến mới hoàn hồn lại, nói với Vương Nhất, cảm ơn anh đã cứu tôi. Vương Nhất không quan tâm, nhìn đồng hồ trên cổ tay, lẩm bẩm nói, sắp đến giờ rồi. Cái gì mà gần đến rồi? Khuôn mặt Bạch Yến tràn đầy sự nghi hoặc, trên người mặc cảnh phục, cô ta cũng được xem là một người có kinh nghiệm xã hội phong phú, nhưng từ trước đến nay chưa có người nào thâm sâu, khó lường như Vương Nhất, cô ta không nhìn ra được. Đang định hỏi thêm, đột nhiên, bên ngoài quán cà phê vang lên tiếng động cơ đang nổ, còn có tiếng la hét của người đi đường. Xảy ra chuyện gì? Phản ứng theo bản năng, Bạch Yến chạy ra khỏi quán cà phê. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, Bạch Yến lập tức sững sờ. Đoàng! Một chiếc xe van đang chạy thành hình chữ S, ở trên đường, chạy bừa bãi, khiến những người đi đường và những chiếc xe ở xung quanh lần lượt phải né ra. Qua lớp kính trong suốt, có thể nhìn thấy rõ ràng, tài xế ở trong xe đang vô cùng sợ hãi, thậm chí vô lăng cũng nắm không chặt. Bọn họ lái xe đến cửa quán cà phê, một nhóm đàn ông mở cửa xe ra, hoảng loạn, sợ hãi chạy về phía Bạch Yến. Nhìn rõ khuôn mặt của mấy người này, Bạch Yến lập tức trợn tròn mắt, vậy mà lại là nhóm nghi phạm đã chạy trốn kia. Bọn họ, thật sự đã chạy về. Bạch Yến hoàn toàn sững sờ, làm cảnh sát bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên cô ta thấy phạm nhân đã chạy trốn mà còn quay trở lại. Không thể nào, tại sao bọn họ lại trở về? Trong quán cà phê, Đồng Thiên Tường vốn dĩ đã bình tĩnh lại, nhưng vừa nhìn thấy những cốt cán nhà họ Đồng đã đi rồi mà còn quay trở về, trong mắt lại bị sự không thể tin được chiếm lấy. Anh ta nghĩ nát cả óc cũng không hiểu được, dưới sự yểm hộ của anh ta người đã chạy đi rồi, lại còn chạy về. Tại sao? Chỉ có Vương Nhất, từ đầu đến cuối trên mặt vẫn mang theo nụ cười nhạt, không hề dao động, hoàn toàn không bất ngờ với cảnh tượng này. Không đúng. Trong bọn họ, đều rất sợ hãi. Bạch Yến cũng không hổ là một cảnh sát, chỉ một ánh mắt đã nhìn ra vấn đề trong đó. Mặt của những người này đều trắng bệch như tờ giấy, mồ hôi chảy ướt hết cả tóc của bọn họ, giống như đã chứng kiến một chuyện gì đó rất đáng sợ, tìm cảnh sát để được bảo vệ. Bịch, bịch, bọn họ chạy đến trước mặt Bạch Yến, lần lượt quỳ xuống, chủ động đưa hai tay ra, nước mắt nước mũi tèm lem nói với Bạch Yến. Cô là cảnh sát đúng không? Mau đánh tôi đi. Còn có tôi nữa, bắt tôi đi. Mau đưa chúng tôi đến đồn cảnh sát đi, nếu không chúng tôi sẽ chết. Bạch Yến không hề động đậy, cũng không lấy còng số 8 ra để còng bọn họ lại. Cô ta đờ người ra đứng nguyên tại chỗ, trong đầu không ngừng vọng lại lời của những người này. Cuối cùng,
cô ta nhớ đến một câu mà Vương Nhất vừa mới nói. Đối với bọn họ mà nói, so với những kết cục khác, bị bắt vào đồn cảnh sát ngược lại là kết cục tốt nhất. Lúc này, Bạch Hiến giống như nhớ ra điều gì đó, đột nhiên quay người lại, nhìn Vương Nhất. Nghênh đón ánh mắt kinh ngạc, không thể tin được của Bạch Hiến, Vương Nhất chỉ khẽ cười, uống hết cốc cà phê trong lòng, cũng đi ra bên ngoài. Bạch Hiến đang định hỏi rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì, đoàng một tiếng, trên mặt đất đột nhiên khẽ rung chuyển. Lúc đầu, rung chuyển rất nhỏ, sau đó, rung chuyển ngày càng mãnh liệt, đến cuối cùng giống như xảy ra địa chấn, ngay cả hòn đá ở bên trên cũng rung lắc. Không khí đông cứng lại, không chuyển động nữa, tất cả mọi người đều nghe thấy cảm giác kìm nén của 100 vạn đại quân, đang đến dưới thành. Mây đen bao phủ lấy thành phố, muốn bẻ gãy cả thành phố. Nghe thấy âm thanh của trận rung chuyển này, nhóm đàn ông kia giống như chim sợ cành cong, không thể chịu được sát khí của sự hào hùng này, hai tay ôm lấy đầu, co ro trên mặt đất, run rẩy kịch liệt. Bạch Hiến và Đồng Thiên Tường cũng trợn tròn mắt, một cảm giác sợ hãi đến từ sâu trong linh hồn, tự nhiên sinh ra. Tiếp theo, bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng mà đời này khó có thể quên được. Đoàng! Ở phía đường chân trời xa xôi, đột nhiên xuất hiện một luồng lũ sắt thép màu đen, hỗn loạn đi về phía trung tâm thành phố. Tất cả những nơi đã đi qua, nhốn nháo, hoảng loạn, khói bụi đầy trời. Tất cả các phương tiện đều phải nhường đường, người đi đường đều dừng lại xem, còn lấy cả điện thoại ra quay video. 50 chiếc xe bọc thép chở đầy đạn giống như những gã khổng lồ chạy trên đường. Xung quanh mỗi chiếc xe đều được bọc thép, có 50 chiến sĩ với ý chí kiên cường được trang bị đầy đủ vũ khí đi theo. Một đội. Quân đội. Bạch Hiến tâm thần chấn động, Đồng Thiên Tường sắc mặt tái nhợt. Dưới luồng sát khí cuồn cuộn như thế này, bọn họ quả thật nhỏ bé giống như run rế, càng có một sự thôi thúc, không kiềm chế được mà muốn bỏ lên mặt đất để bái lạy. Lúc này, cuối cùng bọn họ cũng hiểu nhóm phạm nhân kia tại sao lại chủ động để Bạch Hiến bắt đi, cũng phải chạy trở về. Bởi vì, bọn họ bị một đội quân đánh trở về. Bịch. Đồng Thiên Tường vừa mới đứng dậy. Nhìn thấy cảnh tượng này ở trước mặt, lại bị dọa đến mức mất hồn mất vía, hai chân mềm nhũn, ngồi xuống đất. Khuôn mặt vô cùng tái nhợt, dòng lũ sắt thép dẫm nát trời cao, cũng dẫm nát trái tim không được xem là khỏe mạnh của anh ta. So sánh với trận này, trung tâm hiệp hội võ đạo nhỏ bé của mình có tính là gì? Bạch Hiến tốt hơn một chút, nhưng cơ thể cũng cứng đờ, giống như bị ai đó bóp lấy cổ, không thể hít thở được. Nhưng Vương Nhất lại hơi cau mày. Không phải bảo Lãnh Nhan Thanh thế nhỏ một chút sao? Tại sao lại phái ra nhiều người như thế này? Tinh Tinh! Lúc này, Lãnh Nhan gọi điện thoại đến. Giống như biết mình đã làm sai, Lãnh Nhan cứng rắn giải thích. Thiếu chủ, Tiêu Thiết nói, đội được phái ra đã là một đội hình vuông có số lượng người ít nhất rồi, nên... Vương Nhất cười khổ một tiếng, đây đã là một đội có số lượng người ít nhất sao? Bỏ đi, bỏ đi! Vương Nhất nói tiếp. Không sao. Lúc này trái tim bất an của Lãnh Nhan mới hạ xuống. Bên phía Bạch Hiến và Đồng Thiên Tường, vẫn chìm đắm trong sự xung kích của dòng lũ sắt thép, bọn họ nghĩ nát óc cũng không hiểu, sao lại đúng lúc chạm phải một chi của quân đội. Lẽ nào, là anh? Đồng Thiên Tường và Bạch Hiến không hẹn mà cùng quay đầu nhìn Vương Nhất, rất nhanh lại lắc đầu. Đừng nói là anh. Cho dù cả thành phố Thiên An cũng không tìm được nhân vật lớn nào có thể điều động được lực lượng như thế này. Lúc này, một chiếc Hồng Kỳ màu đen cách đó không xa lái đến, một người đàn ông mặt như dao vót, da đen xì ngồi trong xe, nhìn chằm chằm về đội quân xếp thành hình vuông kia. Chính là Tiêu Thiết. Anh ta làm một động tác tay, đột nhiên, tất cả đều trở nên yên tĩnh, đến mức cái kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy. 3 giây sau. Lá cờ đỏ tươi hướng về phía mặt trời từ từ dâng lên, tiếng nhạc hào hùng cũng vang lên. Trong tiếng nhạc làm con người phấn chấn, dòng lũ sắt thép cũng dần đi xa. Lúc này, cảm giác áp bức của đại quân áp đến biên giới mới dần tan đi, tất cả đều khôi phục lại nguyên trạng. Đồng Thiên Tường lập tức thở phào nhẹ nhõm, sợ đến mức cả người đều đổ mồ hôi lạnh. Phù, may chỉ là duyệt quân, tôi bảo mà, tại sao lại va phải một đội quân chứ? Sự nghi hoặc của anh ta với Vương Nhất cũng hoàn toàn biến mất. Tên tiểu tử này chỉ là may mắn thôi, đúng lúc gặp phải nghi thức duyệt quân, nếu không sao có thể có được sức mạnh như vậy. Nhóm tội phạm kia cũng hiểu ra là chuyện gì,
trên khuôn mặt ai cũng viết đầy chữ hối hận, sớm biết là Duyệt Quân bọn họ đã không chạy về. Bọn họ cẩn thận liếc nhìn Bạch Yến, thấy Bạch Yến không chú ý đến bọn họ, trong lòng lại nhen nhóm suy nghĩ muốn bỏ trốn. Giọng nói của Vương Nhất đúng lúc vang lên, cảnh sát Bạch, tôi cảm thấy vẫn nên nhanh chóng còng tay bọn chúng lại, nếu như chạy trốn một lần nữa, tôi không thể giúp được cô đâu. Hả, ồ, lúc này, Bạch Yến mới hoàn hồn lại, tay chân nhanh nhẹn còng tay bọn chúng lại, lớn tiếng hét lên, nói, các anh lén lút, phụng trộm, rốt cuộc đang tiến hành giao dịch gì. Nhóm người kia cũng cứng, ngậm miệng không nói. Bạch Yến chỉ có thể gọi cho tổng bộ, đưa bọn chúng trở về đồn từ từ thẩm vấn. Đồng Thiên Tường đang muốn rời đi, Vương Nhất cũng đúng lúc ngăn anh ta lại, anh Đồng, muốn đi đâu? Vương Nhất! Đồng Thiên Tường nghiến răng nghiến lợi nhìn Vương Nhất, rất muốn ăn anh. Chuyện vốn dĩ không chút sơ hở, từ khi tên Vương Nhất này đến, lại lần lượt thất bại. Bạch Yến cũng lạnh lùng nhìn anh ta, túm lấy cánh tay của anh ta, Đồng Thiên Tường. Tôi nghi ngờ anh với những người này là một nhóm, đi theo tôi một chuyến. Không lâu sau, đồng nghiệp của Bạch Yến cũng đến, là một người đàn ông tuấn tú mặc cảnh phục. Anh ta liếc nhìn Đồng Thiên Tường và đám người nhà họ Đồng kia, sắc mặt cũng thay đổi, không ngờ bọn họ lại bị Bạch Yến bắt được. Vương Nhất nhìn thấy rất rõ ràng, đột nhiên nheo mắt lại, thu tay về. Bạch Yến chỉ vào đồng nghiệp của cô ta, nói với Vương Nhất, giới thiệu một chút, đồng nghiệp của tôi, Sử Kiến. Xin chào. Vương Nhất chủ động đưa tay về phía anh ta, nhưng cái tên Sử Kiến kia lại không thèm liếc nhìn Vương Nhất, tất cả tâm tư đều đặt lên người Bạch Yến. Bạch Yến, cô thật lợi hại, cấp trên đã theo dõi những giao dịch ngầm của nhà họ Đồng từ lâu, đang bực bội không có chỗ nào để đột phá, đúng lúc cô lại một lưới tóm gọn bọn chúng, đây là đã lập công lớn. Không phải, thực ra là... Bạch Yến liên tục phủ nhận, đang định nói ra toàn bộ chuyện này. Vương Nhất lại khẽ lắc đầu với cô ta, ra hiệu cô ta đừng phủ nhận. Bạch Yến cảm thấy kỳ quái nhìn Vương Nhất, không hiểu tại sao anh lại nhường công lao cho mình, cô ta còn muốn dẫn Vương Nhất về đồn để lãnh thưởng. Cảnh sát Bạch, chuyện nên hỏi tôi cũng đã hỏi xong rồi, nếu không còn chuyện gì nữa, tôi đi trước đây. Vương Nhất nhìn Sử Kiến thêm mấy lần, rất nhanh đã lướt qua Bạch Yến, rời đi. Lúc lướt qua, anh nói nhỏ ở bên cạnh Bạch Yến một câu. Khiến cả người Bạch Yến chấn động. Anh nói, đừng quên người yêu của cô chết như thế nào. Mà Sử Kiến nhìn thấy Vương Nhất đang ghé vào tai Bạch Yến nhỏ giọng nói chuyện, trong mắt lóe lên một tia u ám. Vương Nhất nhìn thời gian, vẫn còn sớm. Đột nhiên nhớ ra, dự án của nhà họ Lý và Lệ Tinh đã bắt đầu thực hiện. Lệ Tinh cung cấp công thức và quy trình sản xuất loại nước hoa thiên sứ mới, mà nhà họ Lý phụ trách sản xuất hàng loạt. Nguyên mẫu của sản phẩm nước hoa, thiên sứ, mới là người phụ nữ của anh, nên Vương Nhất vô cùng quan tâm. Anh muốn nước hoa, thiên sứ, trở thành loại nước hoa có lượng tiêu thụ đứng thứ nhất cả nước, không, là thương hiệu nước hoa lớn đứng thứ nhất thế giới. Khoảng nửa tiếng sau, Vương Nhất đi đến cửa công ty Áo Tân, anh muốn đi vào xem thế nào. Nhưng, vừa đi vào, một ngọn lửa tức giận ngập trời đột nhiên bao trùm lấy lồng ngực của Vương Nhất, khiến hốc mắt anh nứt ra. Áo Tân thành một đống bừa bãi, cho dù là phòng làm việc, hay là xưởng sản xuất đều bị đập thành một đống hoang tàn. Đừng nói đến sản xuất, ngay cả hoạt động bình thường cũng không thể làm được. 3. Vương Nhất dường như nhớ đến cái gì đó, lập tức chạy vào phòng làm việc. Điều khiến anh thở phào nhẹ nhõm là Lý Thiên Dương không sao. Nhưng, nửa bên mặt bị đánh sưng vù, khóe miệng còn có chút máu, vừa nhìn là biết bị người ta tát. 3. Ba thế nào rồi? Vương Nhất cưỡng ép, đè ngọn lửa tức giận trong lòng xuống, trầm giọng hỏi. Lý Thiên Dương vẫy tay, cười khổ một tiếng, nói, Nhất à, ba không sao, nhưng công ty đã bị đập nát hoàn toàn rồi. Hợp tác với Lệ Tinh cũng khó mà tiến hành. Trong lời nói, đều là sự cay đắng. Vương Nhất hít một hơi thật sâu, trầm giọng hỏi, ba nói cho con biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, công ty là do ai đập? Còn nữa ai đã đánh ba? Giọng nói của anh giống như sấm rền đang bị kiềm nén, khiến người khác không lạnh mà run. Người quen với Vương Nhất đều biết, một khi giọng nói của Vương Nhất biến thành như thế này, có nghĩa là anh đang thật sự tức giận. Lý Thiên Dương thở dài nói, ba cũng không biết, một nhóm người đi vào, không nói gì cả, đã lao vào đập công ty. Bọn họ đuổi tất cả nhân viên đi, đập vỡ tất cả máy móc, sau đó rời đi.
trước khi đi còn bảo ba sau này làm chuyện gì cũng phải cẩn thận một chút, đừng đắc tội với một số người không thể đắc tội. Lúc này, sát khí trong mắt Vương Nhất lộ ra, khuôn mặt từng chút trở nên lạnh lùng, một luồng khí lạnh giống như cánh đồng tuyết đã bị đóng băng, ùn ùn kéo đến, phóng ra. Ba yên tâm, chuyện này cứ giao cho con. Giọng nói của anh vô cùng khàn, con sẽ khiến tất cả những người tham gia vào chuyện này phải hối hận. Nói xong, anh chậm rãi đi ra khỏi công ty Áo Tân. Anh không lập tức hành động, mà đứng ở cửa không nói một câu nào. Rất lâu, anh gọi đến một số điện thoại, giọng điệu không hề dao động, lãnh nhan, giúp tôi điều tra một chuyện. Là ai đã đập phá công ty Áo Tân, còn đánh ba của tôi nữa? Tôi muốn biết danh sách tất cả những người tham gia. Giọng điệu như bình thường, không hề dao động, nhưng lãnh nhan ở đầu bên kia điện thoại lại rùng mình. Bởi vì cô ta cảm nhận được một luồng sát khí dày đặc, cho dù qua điện thoại, vẫn cuốn lấy cả người cô ta. Vâng. Trịnh trọng trả lời một tiếng, lãnh nhan vội vàng, hỏa tốc căn dặn người ở bên dưới đi điều tra. Lúc này, thế giới ngầm trở nên hỗn loạn, các doanh nghiệp các thế lực đều bị ảnh hưởng đến, từng mệnh lệnh được truyền đến. Mạng lưới thông tin phân bố ở Thiên An hoàn toàn bị tê liệt, chỉ vì điều tra một chuyện, là ai đã đập phá công ty Áo Tân, đánh người. 3 phút sau, chỉ trong 3 phút ngắn ngủi, lãnh nhan đã nhận được tin tức, hơn nữa còn lập tức gọi cho Vương Nhất. Thiếu chủ, có kết quả rồi. Là ai? Trong giọng nói của Vương Nhất kìm nén sát khí ngút trời. Tâm thần của lãnh nhan khẽ run lên, một người mạnh mẽ như cô ta, giây phút này cũng không khỏi run rẩy. Là nhà họ Châu ở Thượng Thành, nhà mẹ đẻ của Châu Mỹ Ngọc. Nhà họ Châu ở Thượng Thành. Ánh mắt Vương Nhất bỗng nhiên trở nên lạnh lẽo, một luồng sát khí lạnh như băng cũng ngưng tụ lại, lặng lẽ lưu chuyển trong vùng không khí này. Không khí trở nên đặc sánh giống như bị đông đặc lại, ứ động và ngột ngạt khiến người ta không thể thở được. Ầm ầm. Phía trên, mây đen bao phủ, che khuất mặt trời, trong nháy mắt bầu trời trở nên vô cùng u ám, giống như ông trời cũng biết được cơn giận dữ của Vương Nhất, mây đen dày đặc. Đúng, đúng vậy. Đầu dây điện thoại bên kia, lãnh nhan cũng tập trung nín thở, dưới sát khí kinh hoàng của Vương Nhất, cô ta cũng không dám thở mạnh. Đám người đập phá công ty Áo Tân và đánh ba tôi là ai? Vương Nhất lại hỏi. Là một trong tứ đại thiên vương dưới quyền của Đồng Kiệt, tên là Dương Kinh. Lãnh nhan vội vàng nói, thế lực của Dương Kinh chính là ở Thượng Thành. Rất lâu sau, Vương Nhất lại hỏi, là ai sai khiến? Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, hay là Châu Chí Kiên? Châu Chí Kiên là gia chủ của nhà họ Châu, là cha của Châu Mỹ Ngọc, lãnh nhan tiếp tục nói. Là Châu Mỹ Ngọc, bọn họ nuốt không trôi cục tức này nên đã tìm cháu trai của bà ta là Châu Quốc Hưng giúp đỡ, Châu Chí Kiên không biết chuyện này. Đừng tưởng bản chất của hai người gần giống nhau, thực ra là khác xa nhau. Nếu như chỉ là Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình, thiếu chủ sẽ chỉ gây phiền phức cho bọn họ, nhưng nếu là chủ ý của Châu Chí Kiên, gia chủ nhà họ Châu, vậy thì... Sau ngày hôm nay, nhà họ Châu sẽ hoàn toàn trở thành lịch sử. Im lặng. Im phăng phắc. Vương Nhất nhắm chặt mắt, không động đậy gì, như thể biến thành một bức tượng điêu khắc. Trong đầu Vương Nhất, hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ đan xen vướng víu, cuối cùng đổ vỡ. Khi mở mắt ra lần nữa, đôi mắt vốn đầy sát khí của Vương Nhất sớm đã yên bình lại. Sau đó, anh chậm rãi mở miệng, đưa ra 3 mệnh lệnh thép khiến lãnh nhan vô cùng đau lòng. Căn dặn Hồ Hoàng Việt và Tăng Quốc Vinh, trong toàn bộ Thiên An. Phong tỏa tất cả các công ty tập đoàn của nhà họ Châu Thượng Thành, các ngân hàng lớn xóa hết tất cả các khoản tiền gửi của nhà họ Châu Thượng Thành. Trong vòng 1 ngày, tôi muốn toàn bộ người của nhà họ Châu lưu lạc đầu đường xó chợ. Đồng thời, bất kể dùng lý do gì, phải đưa đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Quốc Hưng lần lượt vào tù. Sau đó, nói cho Diệp Kình Hiên, bảo anh ta dẫn người đi giết chết tên tiểu tử kia, tất cả những người ra tay phá hoại công ty, chặt đứt 2 tay. Vâng. Mặc dù trong lòng lãnh nhan rất kinh hãi nhưng vẫn lập tức nhận lệnh. Trong lòng đã kết án tử hình nhà họ Châu, nhà cha mẹ đẻ của Châu Mỹ Ngọc rồi. Nếu bọn họ thành thật quay về nhà mẹ đẻ, thiếu chủ sẽ không làm gì bọn họ, không ngờ rằng bọn họ lại gan lớn bằng trời, dám làm phản lại nhà mình, đập phá công ty của Lý Thiên Dương thì không nói, lại còn đánh ông ta bị thương, điều đó đã động chạm đến vảy ngược của thiếu chủ. Sau đêm nay...
Thiên An sẽ không còn nhà họ Châu nữa. Đúng lúc này, trong một căn biệt thự sang trọng của nhà họ Châu, đèn đuốc sáng rực. Một nhóm người đang tụ tập cùng nhau liên hoan nói cười cười, đó chính là đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Hòa. Đối diện với bọn họ là một thanh niên khôi ngô tuấn tú, ngũ quan rõ nét đang ngồi, anh ta chính là cháu trai của Châu Mỹ Ngọc, Châu Quốc Hưng. Anh ta lấy một chai rượu vang đắt tiền từ tủ rượu và mở ra, sau đó lần lượt rót vào trong ly rượu của đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Hòa, dì cả, dì hai, dì ba, còn có Mộng Đình, mọi người hiếm khi mới về đây một lần, lần này phải ở lại thêm mấy ngày. Đương nhiên rồi, năm đó ta thật sự bị mù nên mới gả cho tên phế vật kia. Châu Mỹ Ngọc vừa nhấp một ngụm rượu vang, vừa nói với vẻ căm hận, 2.640 tỷ. Một đồng cũng không chia cho chúng ta thấy ông ta muốn nuốt hết một mình. Châu Quốc Hưng suy nghĩ một hồi lâu rồi nói, dượng làm như vậy có chút không ra thể thống gì, năm đó ông ta một thân một mình đến Thiên An dốc sức làm việc, chính nhà họ Châu chúng ta đã giúp đỡ ông ta, khiến ông ta có được như ngày hôm nay, thật là không biết điều. Dừng một chút, Châu Quốc Hưng lại nói với bọn bỏ, các dì yên tâm, chuyện này đã ổn thỏa rồi, xưởng sản xuất của dược, tất cả thiết bị đều bị đập phá hết rồi. Công nhân cũng đã bị đuổi đi, hiện tại công ty Áo Tân chỉ là một công ty vỏ rỗng, mọi người không lấy được tiền, ông ta cũng đừng mong lấy được. Lời này vừa được nói ra, trên khuôn mặt đám người Châu Mỹ Ngọc lập tức nở nụ cười. Quốc Hưng, trước đây ta không nhìn nhầm cháu, cảm thấy cháu sau này sẽ thành người tài, hiện tại thế nào chứ, thật sự bị ta nói trúng rồi. Châu Mỹ Ngọc lập tức đứng dậy, cầm ly rượu lên, nói, Quốc Hưng, ta chúc cháu một ly trước. Sau này dì hai còn có rất nhiều việc cần cháu giúp đỡ, hy vọng cháu sẽ không từ chối. Sao có thể chứ? Châu Quốc Hưng lập tức đứng lên, cụng ly với Châu Mỹ Ngọc, lời nghiêm nghĩa chính nói, dì hai nói gì vậy chứ, cháu giúp gì, đó là chuyện đạo lý hiển nhiên. Vậy thì tốt, Châu Mỹ Ngọc cười tươi như hoa. Chị hai, đừng sau này nữa, hiện tại có thể nhờ Quốc Hưng cùng xử lý tên sao tang môn kia rồi. Đột nhiên, Châu Mỹ Hòa ở bên cạnh mở miệng nói. Sao tang môn, ánh mắt của Châu Quốc Hưng hơi híp lại. Nghe vậy, Châu Mỹ Ngọc cũng thở dài một hơi, nói, Quốc Hưng, cháu còn nhớ trước đây kẻ khiếp nhược vô dụng kia nhà gì có nhận nuôi một đứa trẻ mồ côi không? Châu Thần Nghiên khẽ gật đầu, nhớ, hồi trước dì cả và dì ba đều phản đối kịch liệt. Đúng vậy, dù sao cũng không phải là con cái nhà mình, chỉ sợ nuôi một con bạch nhãn lang vong ân bội nghĩa. Châu Mỹ Ngọc nói với vẻ vô cùng đau đớn, kết quả đúng là như vậy, chính bởi vì nó mà nhà họ Lý mới bị nhà họ Kim tiêu diệt, lại còn cực kỳ bất kính với dì và Mộng Đình. Kẻ vô dụng kia nhà dì cũng không biết bị làm sao nữa, luôn bảo vệ nó, lời nói và cử chỉ đều giống như kiểu nó mới là con đẻ còn bọn ta là người ngoài vậy, dì hai đau khổ lắm. Đúng vậy, ông ấy còn bảo em bưng trà rót nước, làm tôi làm tớ cho anh ta, em còn bị ông ta tát cho một cái. Chính là anh ta ở bên cạnh thêm dầu vào lửa nên cha em mới không chia tiền ra, em thấy, bọn họ muốn nuốt riêng khoản tiền này. Khi nhắc đến Vương Nhất, sắc mặt của Châu Mỹ Hòa, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Hòa đều biến đổi sang vẻ thù hận, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nói ra những lời này. Trên khuôn mặt của Châu Quốc Hưng cũng hiện lên chút phẫn nộ, nếu thật sự như mọi người nói, vậy thì Vương Nhất quả là không biết đối nhân xử thế. Dì hai, Mộng Đình, các người yên tâm. Thiên An này mặc dù không lớn nhưng nhà họ Châu ta ở đây cũng có chút sức ảnh hưởng, muốn khiến anh ta không sống nổi ở Thiên An, rất đơn giản. Châu Quốc Hưng nói với vẻ thế nguyền son sắt, nâng ly rượu lên, nào, vì dì hai đã vứt được một cục tức, cạn ly. Cạn ly. Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình và Châu Mỹ Hòa cùng nâng ly rượu lên, cùng nhau chạm ly với Châu Thần Nghiên. Dầm. Tuy nhiên, ngay sau đó, cánh cửa bị đẩy ra một cách khá thô bạo. Một nhóm đàn ông mặc vest, vây quanh một người phụ nữ tóc ngắn với vẻ mặt lãnh đạm, chậm rãi bước vào, lập tức, bầu không khí vốn vui vẻ hòa thuận bỗng trở nên lạnh lẽo. Các người là ai, tại sao lại đột nhập vào nhà chúng tôi? Châu Mỹ Ngọc lập tức đứng lên, định ngăn cản người phụ nữ kia thì lại bị người phụ nữ lạnh lùng liếc cho một cái, không muốn chết thì tránh ra. Đột nhiên, Châu Mỹ Ngọc như rơi xuống hố băng, không dám nhúc nhích một bước. Bà là ai? Châu Quốc Hưng cũng cảm thấy tình hình có gì đó không đúng, nhanh chóng đứng dậy, nghiêm nghị hỏi.
Tôi là giám đốc ngân hàng của hội sở chính, Cao Vi. Người phụ nữ lấy ra một phần tài liệu, đập mạnh xuống bàn, nói với giọng lạnh lùng, hiện tại, ngân hàng chúng tôi nghi ngờ các người rửa tiền, trước mắt đã đóng băng toàn bộ số tiền của nhà họ Châu trong ngân hàng chúng tôi. Ngoài ra, các người đã vi phạm nghiêm trọng quy tắc của ngành ngân hàng, phải bồi thường tiền vi phạm hợp đồng với cái giá rất cao. Từng chữ như từng nhát dao cứa vào tim tất cả mọi người có mặt, nhất thời, trong phòng tràn ngập một bầu không khí tuyệt vọng nồng nặc. Lời nói của Cao Vi dường như độc nhất vô nhị, rất lâu sau, nhà họ Châu vẫn không chút âm thanh. Mặc dù đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa có vẻ sợ hãi, nhưng trong mắt lại mang theo sự ngỡ ngàng nhiều hơn, bọn họ mới vừa trở về nhà mẹ đẻ, từ trước đến nay đã xảy ra chuyện gì. Châu Quốc Hưng lại run hết cả người, sắc mặt tái nhợt, hai đồng tử không ngừng co rút lại, thừ người ra. Sau khi định thần lại, Châu Quốc Hưng lập tức bước nhanh tới trước người phụ nữ, nắm lấy tay cô ta, vị phu nhân này, có phải là nhầm ở đâu rồi không, nhà họ Châu chúng tôi vốn luôn buôn bán làm ăn có phép có tắc, sao có thể đi làm những thủ đoạn như rửa tiền này được. Đúng vậy, nhất định là ngân hàng các người làm sai rồi, Quốc Hưng mới từ nước ngoài về, là một doanh nhân chân chính, sao có thể đi rửa tiền. Bà đừng ngậm máu phun người. Mặc dù Châu Mỹ Ngọc không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng bà ta biết rằng cháu trai mình chắc chắn đã bị người nhắm vào, ngay lập tức lên tiếng ủng hộ Châu Quốc Hưng. Ngậm máu phun người. Khi nghe thấy lời này, Cao Vi lập tức cười khẩy, ánh mắt nhìn về phía bọn họ mang đầy vẻ thương hại. Bà ta cảm thấy thật nực cười khi nhóm người này sắp chết mà cũng không biết rốt cuộc vì sao mình chết. Bộp. Bà ta đập mạnh vào tập giấy tờ, nói, phía trên giấy trắng mực đen, viết rõ ràng như vậy mà còn muốn chối cãi. Châu Quốc Hưng vẫn chưa hết hy vọng, nắm lấy sổ sách, ánh mắt quét nhanh qua từng hàng về giao dịch tiền của ngân hàng. Từng dòng giao dịch tiền bất thường nhìn thấy mà giật mình nhanh chóng hiện ra trước mắt anh ta khiến hai tay anh ta run lên, cuối cùng ngay cả sổ sách cũng không cầm nổi nữa, rơi bộp xuống nền nhà. Châu Mỹ Ngọc cầm lên, chỉ liếc nhìn qua, huyết áp của bà ta lập tức tăng cao, bà ta hít thở một hơi rồi trợn mắt ngất xỉu. Mẹ sao vậy? Nhìn thấy cảnh này, Lý Mộng Đình lập tức như kiến trên chảo nóng, đỡ Châu Mỹ Ngọc dậy và ra sức lắc vai bà ta. Một lúc lâu sau, Châu Mỹ Ngọc mới từ từ tỉnh lại, nhưng vừa nhìn thấy tài liệu, ngón tay lập tức run lên, chỉ vào nó mà gào lên, cầm đi, mau cầm đi cho tôi. Khuôn mặt Lý Mộng Đình mang theo vẻ nghi hoặc, rốt cuộc là cái gì mà có thể khiến mẹ và anh Quốc Hưng sợ hãi đến như vậy? Thế nhưng, cô ta cầm lên, chỉ nhìn lướt qua, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Cô ta ném phần tài liệu đó lại cho Cao Vi như một phản xạ có điều kiện. Cao Vi nắm lấy, đắc chí mà lạnh lùng nói, vật chứng chứng thực đều ở đây, các người còn muốn chối cãi sao? Trong biệt thự yên lặng như chết, sắc mặt của tất cả mọi người đều tái nhợt. Trái tim của Châu Quốc Hưng như bị một bàn tay to vô hình nào đó bóp nghẹt lại, thậm chí còn không thể đập nổi, chỉ trong mấy giây, anh ta cảm nhận được cảm giác chết vì nghẹt thở. Hiện tại, có doanh nhân thành đạt nào mà sau lưng không có chút bí mật không thể phô ra, loại thủ đoạn rửa tiền này càng là chuyện quá phổ biến, dựa vào cái gì mà chỉ mỗi nhà họ Châu bọn họ dính trưởng chứ. Những giọt mồ hôi lạnh cỡ hạt đậu không ngừng chảy xuống từ trán anh ta, những lần chuyển tiền phi pháp này, rõ ràng là anh ta đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, sao có thể bị tra ra chứ? Lại còn kinh động đến giám đốc ngân hàng của hội sở chính. Lúc này, trong đầu anh ta chợt lóe lên một tia sáng. Chẳng lẽ là phía sau có người muốn trị nhà họ Châu anh ta? Thế nhưng, mấy năm qua nhà họ Châu chưa từng có thủ oán với ai, rốt cuộc là ai muốn trị nhà họ Châu? Chẳng lẽ là ông ta? Đột nhiên, Châu Quốc Hưng hình như nhớ ra điều gì đó, hai tay nắm chặt lấy vai của Lý Mộng Đình, vội vàng hỏi, ba em ở Thiên An, có quen biết nhân vật lớn mánh khóe thấu trời nào không? Vai của Lý Mộng Đình bị bàn tay của Châu Quốc Hưng làm đau, thế nhưng... Cô ta cũng biết được ý của Châu Quốc Hưng, anh Quốc Hưng, anh nghi ngờ là ba em. Châu Quốc Hưng đang định nói thì Lý Mộng Đình xua tay, nói, không thể là ba em được, em biết tính tình của ông ta, cho dù bọn em có trả thù ông ta một chút, ông ấy cũng không thể trả thù lại bọn em chính là vợ con của ông ta mà. Hơn nữa, mặc dù mấy năm qua, ba em đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc ở Thiên An, nhưng cũng không đến mức gió nổi nước lên. Sao có thể quen biết nhân vật lớn mánh khóe thấu trời chứ? Nghe thấy vậy, ánh mắt Châu Quốc Hưng lấp lánh, tự lẩm bẩm nói,
không phải là Dưỡng Hai thì là ai chứ? Trong khi Châu Quốc Hưng trầm mặc, Cao Vi đã đọc ra câu cuối cùng của tài liệu, xét theo hành vi vi phạm pháp luật của nhà họ Châu, đã cấu thành hành vi vi phạm hợp đồng nghiêm trọng, các người phải bồi thường cho ngân hàng chúng tôi 15.000 tỷ. Nghe thấy con số này, đám người Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình đều co rút đồng tử, cảm thấy bản thân không thể thở nổi. Châu Quốc Hưng vẫn còn khá hơn một chút, nhưng cũng cảm thấy áp lực gấp bội, giống như con cá mắc cạn trên bờ, thở thoi thóp. Chờ đã, giám đốc Cao. Châu Thần Nghiên hít sâu một hơi, ép mình bình tĩnh lại, sau đó nghiến chặt răng nói với Cao Vi, tiền thì bọn tôi có thể bồi thường, nhưng, tôi muốn nhờ các người điều tra kỹ chuyện này, nhất định là có kẻ có ý đồ nham hiểm hãm hại nhà họ Châu chúng tôi phía sau. Được thôi. Cao Vi giả vờ tươi cười ngoài mặt, ánh mắt nhìn về phía Châu Quốc Hưng lại đầy vẻ thương hại. Kẻ có ý đồ nham hiểm. Hãm hại phía sau. Xem ra, bọn họ vẫn chưa hình dung rõ rốt cuộc mình đã đắc tội với nhân vật lớn như thế nào. Tôi khuyên các người nên nhanh chóng trả, nếu không, ngân hàng chúng tôi sẽ áp dụng biện pháp pháp lý. Cao Vi cười nhạt. Châu Quốc Hưng nghiến chặt răng, vẻ mặt u ám, run rẩy móc điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Trước đó Cao Vi đã nói rõ ràng, tiền gửi của nhà họ Châu ở ngân hàng đều đã bị xóa sạch rồi, hiện tại, chỉ có nguồn vốn xoay vòng của công ty tập đoàn dưới trướng của Châu chuyển mới có thể giải quyết mối nguy lần này. May mắn thay, hai năm nay, mối quan hệ hợp tác giữa nhà họ Châu và nhà họ Trần cũng đã bước vào thời kỳ vui vẻ thân thiết, nên bọn họ cũng miễn cưỡng được thăng cấp từ gia tộc hạng 2 lên gia tộc hạng nhất rồi. Chỉ 15.000 tỷ, nhà họ Châu vẫn có thể lấy ra được. Ngay khi anh ta định gọi đến số điện thoại thư ký của mình thì một chiếc điện thoại di động khác của anh ta lại đổ chuông. Đó là điện thoại cá nhân của anh ta. Hơn nữa, nhìn vào màn hình hiển thị, người gọi đến lại chính là thư ký của anh ta. Thông thường, chỉ khi xảy ra chuyện gì vô cùng khẩn cấp, thư ký của anh ta mới gọi vào số điện thoại riêng của anh ta. Trên trán Châu Quốc Hưng chảy đầy mồ hôi lạnh, lúc này đây, anh ta không dám nhấc điện thoại di động cá nhân. Điện thoại của anh đang đổ chuông kìa, Cao Vi ở bên cạnh nhắc nhở nhẹ. Châu Quốc Hưng nuốt một ngụm nước bọt, ấn nút nghe máy. Chủ tịch, xảy ra chuyện lớn rồi. Cuộc gọi vừa được kết nối, giọng nói sợ hãi của thư ký liền truyền đến, công ty chúng ta bị niêm phong rồi. Cái gì? Đồng tử của Châu Quốc Hưng co rút lại, vậy, tiền trong công ty thì sao? Sung công quỹ rồi. Những lời này của thư ký vừa được nói xong, Châu Quốc Hưng chỉ cảm thấy trời đất xoay chuyển, hai mắt anh ta tối sầm lại, ngã ngồi trên sofa. Những công ty khác thì sao? Anh ta lại hỏi với vẻ chưa hết hy vọng. Cũng bị niêm phong rồi. Giọng nói của thư ký cũng mang theo vẻ kinh hãi vô cùng. Chủ tịch, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tất cả công ty dưới quyền của nhà họ Châu lại bị niêm phong toàn bộ chỉ trong một đêm? Châu Quốc Hưng đã không còn nghe thấy rõ những lời phía sau nữa, sắc mặt anh ta trở nên trắng như tờ giấy, mồ hôi lạnh thấm ướt quần áo anh ta, khiến cả người anh ta trông giống như vừa được vớt từ dưới sông lên. Tay anh ta bịt chặt trái tim mình, lúc này đây, anh ta cảm thấy tim mình đột nhiên ngừng đập. Chỉ trong một đêm, tất cả các công ty dưới quyền của nhà họ Châu đều bị niêm phong, rốt cuộc là nhân vật nào mới có sức mạnh mánh khóe thấu trời như vậy chứ? Anh Quốc Hưng, xảy ra chuyện gì rồi? Lý Mộng Đình cũng chú ý đến sự khác thường của Châu Quốc Hưng, lập tức tim đập thình thịch. Món nợ 15.000 tỷ, trước mắt Châu Quốc Hưng là hy vọng duy nhất bây giờ của bọn họ, nhưng bên phía anh ta còn xảy ra chuyện gì đó. Tuy nhiên, Châu Quốc Hưng giống như không nghe thấy lời của Lý Mộng Đình vậy, vẫn cúi đầu với gương mặt tái nhợt, một tay cầm điện thoại, tay kia túm chặt đầu của mình, tóc cũng giật xuống mấy sợi. Anh Quốc Hưng, Lý Mộng Đình lo lắng nhìn Châu Quốc Hưng. Vốn muốn tiếp tục nói tiếp, bỗng nhiên phát hiện, bàn tay cầm điện thoại của Châu Quốc Hưng đang hơi run rẩy. Từng đường gân xanh, giống như con rắn nhỏ bò trên cánh tay của anh ta, trông rất đáng sợ. Chủ tịch, chúng ta phải làm sao, người phụ trách mấy công ty dưới trướng đều bị người của Sở Kinh tế dẫn đi tra hỏi rồi. Thư ký tiếp tục nói với giọng sợ hãi. Bụp! Một giây sau, Châu Quốc Hưng luôn ôn hòa nho nhã vậy mà trở nên vô cùng nóng nảy. Trực tiếp đập mạnh chiếc điện thoại xuống đất. Giọng nói hoảng sợ của thư ký cũng dừng lại, cả phòng khách chết lặng, tản mạn sự tuyệt vọng. Cao Vi và những người đi cùng ở đằng sau đều bất động, lạnh lùng nhìn nhà họ Châu rơi vào vũng bùn,
căn bản không hề thương tiếc. Như thế nào, xoay được tiền chưa? Cao Vi liếc nhìn Châu Quốc Hưng, lạnh nhạt hỏi, 15.000 tỷ tiền vi phạm hợp đồng, khi nào trả? Còn về đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, bọn họ ngay cả tư cách lọt vào tầm mắt của Cao Vi cũng không có. Giám đốc Cao. Sắc mặt của Châu Quốc Hưng thay đổi, sau một hồi do dự thì anh ta vẫn ngẩng đầu lên, nhìn Cao Vi nói, 15.000 tỷ thật sự quá nhiều, có thể để thư thư cho vài ngày không? Không đợi Châu Quốc Hưng nói xong, Cao Vi cắt ngang lời của anh ta một cách vô tình, anh đây là đang mua rau ở chợ à? Nói thư thư thì thư thư. Châu Quốc Hưng nghiến răng nói, nhưng vừa rồi, công ty của chúng tôi bị niêm phong rồi. Đối với kết quả này, Cao Vi không hề bất ngờ, cười lạnh một tiếng, nói, vậy chính là không có tiền bồi thường đúng không? Phải. Khi nói ra từ chốt này, trong miệng Châu Quốc Hưng phát ra âm thanh ken két, răng cũng nghiến vỡ rồi. Vậy thì hết cách rồi. Cao Vi quay đầu nhìn sang những người kia, giọng điệu lạnh lùng, thông báo cho công ty vận chuyển, chuyển tất cả bất động sản dưới trướng của nhà họ Châu đi. Vừa phân phó xong, đằng sau có một người đàn ông mang dáng vẻ thư ký đi tới, trong tay cầm một văn kiện. Anh Châu, đây là bản thỏa thuận thế chấp bất động sản, ký tên ở đây là được. Sắc mặt của Châu Quốc Hưng tái xanh, nhìn đám người Cao Vi bằng ánh mắt phẫn nộ, nhưng lại chỉ dám tức chứ không dám nói, chỉ có thể tức tối cầm bút lên, ký tên của mình vào bản thỏa thuận. Cao Vi cất văn kiện đi, sau đó xoay người rời đi. Trước khi đi, cô ta còn nói một câu với Châu Quốc Hưng, bất động sản của nhà họ Châu, chỗ tôi sẽ tính theo giá thị trường, sau đó trừ đi, tiền vi phạm hợp đồng còn lại, các anh vẫn phải trả. Đúng rồi, nhắc nhở một chút. Bản hợp đồng này có hiệu lực suốt đời của cả gia tộc. Cao Vi lại quay đầu lại, bổ sung, cũng tức là, nếu kiếp này của anh không trả 15.000 tỷ này, người thân của anh, chỉ cần là người có dòng máu của nhà họ Châu, bao gồm đời sau của anh, đều phải tiếp tục trả số tiền này. Lời này vừa dứt, không chỉ có sắc mặt Châu Quốc Hưng tái nhợt, ngay cả Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa đều chấn động toàn thân, trong mắt mang theo sự tuyệt vọng sâu sắc. Vậy chẳng phải tức là, ngay cả bọn họ cũng phải trả nợ hay sao? Khóe miệng của Cao Vi nở nụ cười lãnh khốc, dẫn người của trụ sở chính rời đi. Chỉ Cao Vi thôi cũng đủ để đánh cả nhà họ Châu xuống địa ngục, huống chi đây chỉ là một mở đầu. Ai kêu nhà họ Châu chọc vào nhân vật lớn không thể tưởng tượng được. Còn nhân vật lớn đó là ai, ngay cả giám đốc Cao Vi của trụ sở chính cũng không có tư cách nhìn thấy. Nghĩ tới đây, Cao Vi bất giác dùng mình. Ánh mắt mang theo sự kinh hãi và kinh nể vô hận. Nhà họ Châu, vẫn chết lặng. Nhân viên của công ty vận chuyển ra ra vào vào, chuyển tất cả đồ vật trong biệt thự đi ở trước mặt bọn họ. Cuối cùng, cổng lớn cũng dầm một cái đóng lại, đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa còn cả Châu Quốc Hưng đều bị đuổi ra ngoài. Gió lạnh căm căm, Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình bị lạnh tới mức đỏ ửng mặt mày, không nhịn được mà siết chặt áo. Có một khoảnh khắc, trong lòng bọn họ đều hận. Vốn tưởng rằng trở về nhà mẹ đẻ, thuận tiện sử dụng sức mạnh của nhà mẹ đẻ, chèn ép Lý Thiên Dương, khiến ông ta biết sự lợi hại của nhà họ Châu, kết quả lập tức gánh món nợ 15.000 tỷ. Mẹ, bây giờ chúng ta phải làm sao? Ánh mắt của Lý Mộng Đình đờ đẫn, ngây ngốc hỏi. Con hỏi mẹ, mẹ hỏi ai? Châu Mỹ Ngọc cũng đứng đơ như khúc gỗ ở đầu đường, vừa nghĩ tới việc mình cũng phải trả món nợ này thì bà ta có loại cảm giác bị đè nặng. Trong mắt Châu Quốc Hưng lại vụt qua một tia sắc lạnh, gọi cho người tên Dương Kinh. Chính là Dương Kinh, một trong tứ đại thiên vương dưới trướng Đồng Kiệt. Nếu Cao Vi đó đã ép người như vậy, vậy thì một là không làm, hai là không dừng. Alo, anh Kinh. Điện thoại kết nối, Châu Quốc Hưng vừa muốn nói ra mục đích của mình thì nghe thấy trong điện thoại truyền ra một tiếng kêu thảm thiết rất kinh hãi. Á! Dầm! Trong đó còn pha lẫn âm thanh của đồ vật cỡ lớn rơi xuống. Bỗng chốc, trái tim của Châu Quốc Hưng đập thình thịch, âm thanh trở nên vội vàng, anh Kinh, chỗ anh xảy ra chuyện gì sao? Xẹt xẹt xẹt, tín hiệu ở đầu bên kia hơi yếu, Châu Quốc Hưng chỉ có thể nghe thấy tiếng mắng chửi đứt quãng. Còn dám gọi điện, mẹ kiếp giết thằng đó cho tao. Rắc, một trận quát mắng, điện thoại tắt. Trong nháy mắt, Châu Quốc Hưng tự dưng rét lạnh. Phía anh ta xảy ra chuyện rồi, phía Dương Kinh cũng cùng lúc xảy ra chuyện, sao lại trùng hợp như vậy? Mấy phút sau, điện thoại đề xuất một tin hỏa hoạn,
địa điểm chính là khu vực Dương Kinh quản lý. Cả người Châu Quốc Hưng chợt run rẩy, nếu lúc này anh ta còn không hiểu chuyện gì, vậy anh ta chính là kẻ ngu. Anh ta cảm nhận được một tấm lưới vô hình rất lớn đang bao trùm nhà họ Châu. Mau, chúng ta về nhà họ Châu. Châu Quốc Hưng như nghĩ ra cái gì đó, sắc mặt hơi thay đổi, bắt một chiếc taxi, cấp tốc chạy về phía biệt thự lớn của nhà họ Châu. 10 phút sau, Châu Quốc Hưng xuống xe, nhanh chóng chạy vào biệt thự của nhà họ Châu. Tuy nhiên, cảnh hiện ra trước mặt anh ta, vẫn là cảnh nhân viên vận chuyển đi qua đi lại, đang vận chuyển tất cả đồ có giá trị trong nhà đi một cách có trật tự. 3. Ông nội. Châu Quốc Hưng nhìn thấy tất cả người dòng chính của nhà họ Châu đều đứng ở bên ngoài cửa nhà họ Châu một cách nhếch nhác lại tức giận, dương mắt nhìn đồ trong nhà bị chuyển đi. Bốp! Nhìn thấy Châu Quốc Hưng về, Châu Chí Kiên lập tức tát mạnh một cái vào mặt anh ta. Sắc mặt tái xanh, tức giận không thôi. Cái đồ con cháu bất hiếu, mày lại ở bên ngoài gây ra rắc rối lớn gì? Một cái tát này Châu Chí Kiên ra tay rất nặng, lập tức nửa bên mặt của Châu Quốc Hưng sưng lên. Anh ta có hơi ấm ức nói, ông nội, là có người muốn xử lý nhà họ Châu chúng ta. Không có sao. Châu Chí Kiên nghe vậy thì càng nổi cơn tam bành, lớn tiếng quát tháo, mày nhìn xem nhà họ Châu bây giờ thành ra cái gì rồi. Công ty bị niêm phong, tài sản sung công, còn nợ một khoản tiền lớn, ngay cả nhà cũng mất rồi. Nhà họ Châu, bị hủy rồi. Bộ dạng lúc này của Châu Chí Kiên đâm đau trái tim của Châu Quốc Hưng. Người ông luôn ôn hòa thông minh lại giống như một kẻ điên, ở trước mặt anh ta kêu la, những người khác của nhà họ Châu, bao gồm ba mẹ của anh ta cũng đều mang vẻ mặt tái nhợt. Quốc Hưng, con nói cho mẹ biết, con rốt cuộc đã trêu chọc ai? Lúc này, mẹ của Châu Quốc Hưng, Châu Vĩ Giả cũng lập tức lao tới trước mặt anh ta, hai tay giữ chặt gương mặt của anh ta, giống như sụp đổ, tuyệt vọng gào lên. Công ty của nhà họ Châu không còn. Tất cả nhà cửa xe cộ dưới chướng nhà họ Châu cũng bị lấy đi, còn gánh số tiền vi phạm hợp đồng cực lớn của ngân hàng, ngay cả tối nay chúng ta ở đâu cũng là một vấn đề, về sau sống kiểu gì. Bà ta lay kịch liệt cơ thể của Châu Quốc Hưng, mà Châu Quốc Hưng lại giống như khúc gỗ hai mắt ngây dại, không có tiêu cự. Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa lúc này càng không dám nói một câu, chỉ lo lắng ôm lấy nhau. Gần như tất cả mọi người đều có thể chắc chắn. Thành phố Thiên An có người muốn xử lý nhà họ Châu bọn họ, hơn nữa đã ép bọn họ vào đường cùng, nhưng điều châm biếm là bọn họ ngay cả ai muốn xử lý bọn họ, cũng không biết. Thực lực của hai bên chênh lệch rất lớn, hoàn toàn không phải một cấp bậc. 10 phút sau, người của công ty vận chuyển đã chuyển hết đồ có thể chuyển đi, nhân viên của ngân hàng khóa biệt thự của nhà họ Châu lại. Sau này làm việc ở Thiên An, cẩn thận một chút, chuyện gì nên làm. Chuyện gì không nên làm, nghĩ cho kỹ. Người của ngân hàng đi qua trước mặt Châu Chí Kiên, lạnh lùng liếc nhìn ông ta. Thiên An nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ, nhà họ Châu chẳng qua chỉ là một gia tộc tuyến một còn con, người có thể diệt các người, có rất nhiều. Châu Chí Kiên đã lớn tuổi đâu thể chịu được loại uy hiếp này, ngay lập tức khí huyết công tâm, hai mắt chợt tối sầm, ngất đi. Ông nội, các tiểu bối của nhà họ Châu đều luống cuống tay chân. Sắc mặt vô cùng trắng bệch. Càng có không ít sững sờ mà dùng mình. Ông trời muốn diệt nhà họ Châu chúng ta. Nhà họ Châu truyền thừa đến nay, tất cả đều hủy trong tay các người. Một ông lão của nhà họ Châu đau lớn hét lên một tiếng, phẫn nộ chỉ vào đám người Châu Quốc Hưng, Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, sau đó cũng ngất theo. Ông cụ lớn. Những người khác cũng chạy sang đỡ ông cụ lớn. Còn ngây ra đó làm gì, gọi xe cấp cứu. Vẫn là Châu Quốc Hưng phản ứng nhanh, lớn tiếng gào lên. Da mặt của anh ra run rẩy dữ dội, phẫn nộ vô cùng, cũng lại sợ hãi vô cùng. Những tiểu bối của nhà họ Châu thấy vậy, lũ lượt rút điện thoại gọi 115. Trong quá trình đợi xe cấp cứu, bọn họ nhìn thành phố đêm phồn hoa của Thiên An, trong mắt lại mang theo sự mờ mịt. Gió lạnh căm căm, nhà họ Châu bọn họ sau này biết đi về đâu. Cùng lúc này. Tầng trên cùng của nhà tòa quốc tế, Vương Nhất lắp tay sau lưng, ánh mắt lạnh lẽo, giống như quân chủ vô thượng, nhìn cả Thiên An bị màn đêm bao trùm. Hôm nay, anh không có về nhà với Lý Khinh Hồng và Vương Tử Lam, mà luôn ở tầng trên cùng của tòa nhà quốc tế, chờ đợi tin tức. Nhìn như bình tĩnh, thực chất sát ý tràn ngập. Đây cũng may là Lý Thiên Dương chỉ bị đánh, nếu là hậu quả không thể tưởng tượng hơn nữa,
không ai biết Vương Nhất sẽ làm ra chuyện khủng khiếp gì. Nếu thật sự ép Vương Nhất, hạ lệnh một tiếng, hàng triệu thiết kỵ, san bằng cả Thiên An cũng không phải là không thể. Reng reng reng. Lúc này, Lãnh Nhan gọi tới, báo cáo tình hình của nhà họ Châu. Thiếu chủ, mọi chuyện đã làm theo căn dặn của anh, tất cả xí nghiệp dưới trướng nhà họ Châu đều bị niêm phong, tất cả tài khoản ngân hàng đã sung công, đồng thời, cần phải bồi thường trụ sở chính của ngân hàng tổng cộng lại 15.000 tỷ tiền vi phạm hợp đồng. Hiện nay, tất cả bất động sản dưới tên nhà họ Châu đều đã bị đem đi thế chấp, gia chủ của nhà họ Châu, Châu Chí Kiên và một ông cụ nổi giận quá, đã ngất xỉu, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện. Biết được kết quả này, Vương Nhất không thay đổi sắc mặt, lạnh nhạt gật đầu, làm không tồi, hai kết quả khác thì sao? Diệp Kình Hiên cử người đốt hang ổ của Dương Kinh, hơn nữa đã giết hắn ta rồi. Cảnh sát, vẫn đang trên đường, trong vòng nửa tiếng thì có thể đưa đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình đi. Rất tốt. Trong mắt Vương Nhất phụt qua một tia sắc lạnh, tôi muốn khiến bọn họ hiểu rằng, đây chính là kết cục như chạm vào vảy ngược của tôi. Bỗng nhiên, Lãnh Nhan dường như nhớ ra điều gì đó, nói, thiếu chủ, những xí nghiệp niêm phong đó của nhà họ Châu nên xử lý như nào? Vương Nhất lạnh nhạt nói, với cái đầu của Châu Chí Kiên, nhất định sẽ phản ứng lại, khi nào nhận tội thì khi nào gỡ niêm phong. Vâng, thiếu chủ. Cúp máy, Vương Nhất tiếp tục nhìn khung cảnh lung linh bên ngoài, sắc mặt lạnh lùng. Thiên An tối nay, định sẵn là một đêm mất ngủ. Bệnh viện số 1 của thành phố Thiên An, phòng cấp cứu. Đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Quốc Hưng, Châu Vĩ Dạ mặt mày lo lắng đợi ở bên ngoài, mãi cho tới khi đèn trên cửa chuyển sang màu xanh, lúc này mới lao tới. Bác sĩ, ông nội của tôi như thế nào? Châu Quốc Hưng túm lấy tay của bác sĩ, lo lắng hỏi. Bệnh nhân đã chuyển tới phòng bệnh hồi sức, may mắn cấp cứu kịp thời, nếu không thì muộn rồi. Bác sĩ nói, các người bây giờ có thể đi vào thăm rồi. Cảm ơn bác sĩ. Người của nhà họ Châu vội cảm ơn, sau đó lao vào phòng bệnh, liếc mắt thì nhìn thấy Châu Chí Kiên nằm ở trên giường bệnh. Vừa cấp cứu xong, sắc mặt của ông ta vô cùng tái nhợt, nhưng may mắn đã cứu được. Ông nội, ông không sao thì quá tốt rồi. Châu Quốc Hưng khuỵu ở trước mặt Châu Chí Kiên, vẻ mặt kích động nói, nếu ông ngã xuống, vậy nhà họ Châu thật sự xong rồi. Bốp! Châu Chí Kiên tát một cái vào mặt của Châu Quốc Hưng, tức giận nói. Tao là bị cái thằng cháu phá hoại như mày làm cho tức chết, nhà họ Châu biến thành như này, đều là do mày đã đắc tội với nhân vật lớn nào đó. Ông nội, cháu không có. Lại bị ăn một cái tát, mặt của Châu Quốc Hưng lập tức co giật, ấm ức nói. Ba, con có thể làm chứng, mấy ngày nay Quốc Hưng thật sự không làm chuyện xấu gì cả. Châu Mỹ Ngọc không nhìn nổi nữa, nhíu mày nói với Châu Chí Kiên. Ngoại trừ giúp con dạy dỗ người chồng không lương tâm đó của con một trận ra thì không có đắc tội với ai cả. Mày nói cái gì? Ánh mắt của Châu Chí Kiên lập tức thay đổi, ngay tức khắc trở nên kích động, ông ta tát một cái vào mặt Châu Mỹ Ngọc, mày nói lại một lượt cả câu chuyện cho tao. Châu Mỹ Ngọc bị cái tát này làm cho ngây ngốc, nhưng nhìn ba mặt mày vặn vẹo, bà ta vẫn không dám làm trái, ngoan ngoãn nói một lượt đầu đuôi sự việc. Liệu có khi nào là tên phế vật Lý Thiên Dương đó quen biết nhân vật lớn gì ghê gớm lắm không? Châu Chí Kiên tức giận gầm lên với Châu Mỹ Ngọc. Không thể đâu, ông ta không có bản lĩnh này. Châu Mỹ Ngọc cũng đơ rồi, ngây ngốc nói, ông ta như nào con biết rất rõ, nếu không nhà họ Lý cũng sẽ không nhiều năm như vậy không bước vào gia tộc có tiếng tăm. Mày đánh rắm. Châu Chí Kiên tức giận cắt đứt lời của Châu Mỹ Ngọc, hận không thể đánh chết đứa con gái này. Không có bản lĩnh có thể kéo được 2.640 tỷ tiền tài trợ. Tiền tài trợ mà tất cả công ty dưới tên nhà họ Châu chúng ta kéo được trong một năm cũng chỉ có 3.000 tỷ mà thôi. Lời này nói tới đây, ngay lập tức Châu Mỹ Ngọc đờ người. Không chỉ có Châu Mỹ Ngọc đơ ra, đám người Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa cũng ngây ra. Trong đầu hiện ra một cái tên, biểu cảm của bọn họ cuối cùng cũng trở nên sững sờ. Lẽ nào là tên phế vật đó? Vương Nhất. Lúc này, trong đầu Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa cùng lúc hiện ra cái tên này, vẻ mặt sửng sốt giống như gặp ma, không thể tin được. Lý Mộng Đình thậm chí còn lẩm bẩm một cách hàm hồ trong miệng, không thể, chuyện này không thể. Không thể là anh ta. Là ai? Châu Chí Kiên lại lập tức nhìn sang Lý Mộng Đình, tức giận quát. Lý Mộng Đình cắn môi, trong mắt phụt qua một tia oán độc,
nói, anh ta tên Vương Nhất, là con nuôi của nhà họ Lý, chính vì anh ta, nhà họ Lý của chúng cháu mới bị nhà họ Kim đánh sập. Bởi vì thân phận con nuôi, Vương Nhất chưa từng được đám người Châu Mỹ Ngọc dẫn tới nhà họ Châu, nhưng Châu Chí Kiên vẫn từng nghe nói một chút lời đồn. Là Vương Nhất vào 5 năm trước trong đám cưới của cô chủ Kim Thúy Như của nhà họ Kim, mất tích ngay trong ngày cưới sao? Đúng vậy. Vì vậy, Châu Chí Kiên rơi vào trầm tư, sắc mặt lúc tái xanh, lúc lại u ám. Lý Mộng Đình kinh ngạc nhìn Châu Chí Kiên, nói, ông nội, ông sẽ không nghi ngờ tên phế vật đó chứ? Khựng lại một chút, Lý Mộng Đình lại nói, không thể là anh ta đã biến mất 5 năm, dạo gần đây mới trở về, một kẻ không có tiền không có thể, làm sao có thể quen biết nhân vật lớn một tay che trời như vậy chứ? Vậy cháu nói xem, sẽ là ai? Sắc mặt của Châu Chí Kiên âm trầm tới mức có thể vắt ra nước. Cái này, Lý Mộng Đình không trả lời được, lập tức cũng biết điều mà im lặng. Ánh mắt sắc bén của Châu Chí Kiên quét qua tất cả những người của nhà họ Châu ở trong phòng bệnh, trầm giọng nói, điều quan trọng nhất bây giờ là tìm ra nhân vật lớn đứng sau ra tay với chúng ta, rồi đi cầu xin sự tha thứ của người đó, như vậy nhà họ Châu mới có thể vượt qua ải này. Các người nghĩ cho tôi, dạo gần đây có đắc tội với ai không? Trong phòng bệnh không có một âm thanh, tất cả mọi người đều đang vắt óc suy nghĩ người mà nhà họ Châu đã đắc tội. Nhưng vẫn không có manh mối gì cả. Cộp cộp cộp. Vào lúc này, ở hành lang bên ngoài bỗng truyền tới tiếng bước chân gấp gáp. Sau đó, rầm một tiếng, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra, một nhóm người đàn ông mặc đồng phục đi vào. Bọn họ không nói hai lời thì muốn đưa Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa đi. Các người là ai? Dựa vào đâu mà bắt chúng tôi? Chúng tôi không làm sai chuyện gì cả, tại sao muốn bắt chúng tôi? Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình kinh hãi hét lên, cật lực giãy giụa, nhưng lại bị người phụ nữ tóc ngắn mặc đồng phục giữ chặt. Các người có quyền giữ im lặng. Một người đàn ông cầm đầu nhìn một vòng tất cả người của nhà họ Châu với ánh mắt sắc lạnh, từ trong túi rút ra một chiếc thẻ, lạnh lùng nói, chúng tôi nghi ngờ các người có liên quan tới một vụ án. Trong thời gian thi hành án, cần sự phối hợp cao độ của các người. Những người khác của nhà họ Châu càng bị dọa tới mức không dám thở mạnh, chỉ mờ mịt gật đầu. Chỉ là Châu Chí Kiên thở lại nặng nề, hiểu trong này có liên quan rất lớn. Cứ như vậy, đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa bị đưa đi. Trong phòng bệnh là một khoảng lặng, tất cả mọi người vẫn chìm đắm trong sự hoảng sợ vì việc đám người Châu Mỹ Ngọc bị đưa đi, mất hồn mất vía, sợ bị vạ lây. Châu Chí Kiên dường như hiểu được cái gì đó, hít sâu một hơi, chỉ vào Châu Quốc Hưng nói, đánh gãy một chân của nó. Ông nội, cả người của Châu Quốc Hưng run lên, ngã bục một tiếng dưới đất, vẻ mặt tái nhợt, cháu rốt cuộc đã làm sai cái gì, ông vậy mà muốn đánh gãy chân của cháu. Châu Vĩ Dạ cũng quỳ ở trước mặt Châu Chí Kiên, khóc nóc, ba, bất luận Quốc Hưng làm sai chuyện gì, nó suy cho cùng cũng là cháu ruột của ba, ba nhẫn tâm ra tay nặng như vậy sao? Trên mặt Châu Chí Kiên cũng không đành lòng, nhưng vẫn trầm giọng nói, Quốc Hưng, Vĩ Dạ, hai đứa còn không hiểu sao. Hiểu, cái gì, trái tim của Châu Quốc Hưng bỗng đập thình thịch. Nhà họ Châu chúng ta là hủy trong tay cháu. Châu Chí Kiên lạnh lùng nói, bọn họ tại sao không bắt chúng ta, chỉ bắt đám Mỹ Ngọc, Mộng Đình, Mỹ Hòa. Chứng tỏ ngay từ đầu đã nhằm vào bọn họ, mà cháu lại giúp bọn họ đập công ty của Thiên Dương, đánh người của nó, cháu nói xem. Bọn họ sẽ tha cho cháu sao? Ngay lập tức, mặt của Châu Quốc Hưng xám như tro. Châu Chí Kiên tiếp tục nói, hổ dữ không ăn thịt con, Quốc Hưng, đừng trách ông nội lòng dạ độc ác, liên quan tới sinh tử tồn vong của nhà họ Châu, chỉ đành hy sinh cháu. Nói xong, trong mắt ông ta vụt qua một tia tàn nhẫn, nhìn sang hai người đàn ông cường tráng của nhà họ Châu, ra tay. Vâng, bọn họ một trái một phải, rất nhanh đã giữ chặt Châu Quốc Hưng. Không cho anh ta nhúc nhích. Rất nhanh lại có một người cầm một chiếc gậy thô to, nhắm chuẩn vào chân phải của Châu Quốc Hưng. Ông nội, cháu biết sai rồi. Cháu sẽ không giúp đám gì hai nữa, cầu xin ông tha cho cháu một mạng. Cháu không dám nữa, thật sự không dám nữa. Đồng tử của Châu Quốc Hưng co rút, lớn tiếng hét lên, giọng nói vô cùng sợ hãi. Nhưng Châu Chí Kiên vẫn không mảy may, vẻ mặt lạnh nhạt. Á! Trong bệnh viện, lập tức vang lên tiếng kêu la cực kỳ thảm thiết. Những người khác của nhà họ Châu đều quay mặt đi,
không dám nhìn hình ảnh máu me tàn khốc đó. Châu Quốc Hưng kéo lê cái chân gãy, cật lực bò trên đất, đồng tử giãn ra, gắng sức chỉ tay lên, giống như muốn túm lấy cái gì đó. Nhưng ngay sau đó, anh ta bụp một tiếng, đau tới ngất đi. Lạnh lùng nhìn một màn này, Châu Chí Kiên lạnh nhạt nói, ngày mai mang theo thằng nhóc này, theo tôi cùng đến nhà họ Lý xin lỗi. Vâng, ba. Châu Vĩ Dạ quỳ sụp trên đất, không dám làm trái. Cùng lúc này, Đồng Kiệt mặt mày u ám đi ra khỏi phân cục, đằng sau ông ta còn có một người trẻ tuổi đi theo, chính là Đồng Thiên Tường. Nhìn gương mặt tái xanh của ba, Đồng Thiên Tường cũng biết mình làm hỏng chuyện, bèn không nhịn được mà nói, ba, chuyện này không thể trách con. Bốp! Đồng Thiên Tường còn chưa nói xong thì Đồng Kiệt đã tát mạnh một cái vào mặt Đồng Thiên Tường, dùng sức rất lớn, trực tiếp đánh bay anh ta ra xa. Đồng Thiên Tường vô cùng nhếch nhác bò dậy từ trên đất, trên mặt không có một chút tức giận, đối với người ba này của anh ta chỉ có sự sợ hãi từ tận đáy lòng. Xem mày đã làm cái gì đi. Ánh mắt của Đồng Kiệt nhìn Đồng Thiên Tường giống như sói, gương mặt tràn ngập sự hung sát, giới thiệu cho mày Bạch Yến của nhà họ Bạch cho mày là vì để mày giám sát nhất cử nhất động của cô ta, xem thử liệu có làm ra hành vi gì uy hiếp tới kinh doanh của nhà họ Đồng chúng ta không. Mày thì hay rồi, không chỉ nhiệm vụ không hoàn thành, còn hại một đống hàng và thương nhân trong tay tao bị bắt hết, mày có phải thật sự cho rằng mày là con trai tao thì tao không dám giết mày không hả? Không, không phải, Đồng Thiên Tường vội vàng lắc đầu. Nhớ lấy, mày chỉ là con riêng của tao. Đồng Kiệt từ trên cao nhìn Đồng Thiên Tường, nói, tao bỏ tiền đầu tư cho mày, khiến mày trở thành doanh nhân thành công là vì để mày giúp tao tẩy trắng, không phải để mày gây chuyện cho tao, còn có lần sau, tao lấy mạng của mày. Vâng. Ba. Cả người Đồng Thiên Tường run rẩy, ánh mắt sợ hãi vô cùng, mà hàm răng lại nghiến ken két, tên của hai người in sâu trong tâm trí của anh ta. Vương Nhất, còn cả ả đàn bà thối tha Bạch Yến. Tôi sẽ không tha cho hai người. Sáng ngày hôm sau, mặt trời vừa lên. Biệt thự của nhà họ Lý, một già một trẻ đang ngồi đối diện nhau chơi cờ. Chiếu tướng. Vương Nhất di chuyển quân mã, ăn quân sĩ vừa dịch lên của đối phương. Uống một ngụm trà, mỉm cười nói. Nhìn ván cờ chỉ còn lác đác vài quân của quân đen, Lý Thiên Dương bất lực thở dài, chỉ có thể di chuyển quân tướng. Vương Nhất rất bình tĩnh, di chuyển quân xe, nói, lại chiếu tướng. Trước có mã, sau có xe, quân tướng không giữ được. Lý Thiên Dương nhận thua, ba thua rồi. Chơi thêm một ván. Vương Nhất hứng chí bừng bừng, Lý Thiên Dương lại xua tay không ngừng, không chơi nữa, chơi nữa. Cũng là ba thua. Sáng sớm thì Vương Nhất đã đến nhà họ Lý, muốn chơi cờ với Lý Thiên Dương. Lý Thiên Dương tự thấy tài chơi cờ của mình không tệ, thuận miệng đồng ý, kết quả ba ván liên tiếp đều bị Vương Nhất giết không còn manh giáp. Ông ta nghi ngờ nhìn Vương Nhất, hỏi, Nhất, mấy năm không gặp, tài chơi cờ của con sao lại trở nên cao siêu như vậy? Vương Nhất khẽ mỉm cười, không nói gì. Dẫn binh đánh trận, bảo vệ đất nước, ba phần dựa vào chiến lực. 7 phần dựa vào mưu lược. Là chiến thần trong quân, Vương Nhất chưa từng thua, chứ đừng nói tới chơi cờ còn con như này. Lý Thiên Dương mỉm cười đứng dậy, nói lời cảm ơn với Vương Nhất, Nhất, cảm ơn con rồi, mấy ngày nay luôn ở bên nói chuyện giải sầu với ba. Vương Nhất mỉm cười rồi xua tay, ba, nếu ba thích, con ngày nào cũng tới nói chuyện chơi cờ với ba, giờ cũng may bọn họ về nhà mẹ đẻ, nếu không nhìn thấy con nhất định cầm chổi quét con ra ngoài. Nghe vậy, Lý Thiên Dương cũng thở dài bất lực, ba sống một mình không phải không thể, chỉ là công ty bị đập rồi, công nhân chạy hết, trong thời gian ngắn không thể làm việc lại được. Vương Nhất vẫn không thay đổi sắc mặt, thậm chí còn mỉm cười, ba cứ yên tâm, chuyện này để con lo. Con sao? Lý Thiên Dương kinh ngạc nhìn sang Vương Nhất, sau đó lắc đầu nói, Nhất, ba biết bạn của con rất giỏi, nhưng cũng không thể lần nào cũng dựa vào bọn họ. Hơn nữa vấn đề lần này không phải là tiền, mà là nhân lực, trong thời gian ngắn, ba đi đâu chuyển được nhiều công nhân như vậy. Vương Nhất mỉm cười, đang muốn nói chuyện, đột nhiên điện thoại trong nhà đổ chuông. Lý Thiên Dương ngạc nhiên, bây giờ vẫn rất sớm, ai lại gọi điện sớm như vậy. Nhưng ông ta vẫn nghe máy, xin chào, ai đó. Ông là Lý Thiên Dương, chồng của Châu Mỹ Ngọc, ba của Lý Mộng Đình. Đối diện truyền tới giọng nói lạnh lùng của một người đàn ông. Lý Thiên Dương lập tức nghe ra Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình xảy ra chuyện gì,
giọng điệu lập tức trở nên lo lắng, là tôi, cậu là ai? Tôi là người của phân cục, vợ con của ông còn cả Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hoa, Lý Sung. Đều bị bắt rồi, người đàn ông nói ra một loạt cái tên, lạnh nhạt nói. Cái gì, bọn họ bị bắt rồi sao? Giọng nói của Lý Thiên Dương lập tức nâng tới quãng 8. Vương Nhất lại cười lạnh nhạt, không hề bất ngờ với kết quả này. Bọn họ đã phạm tội gì? Chúng tôi nghi ngờ bọn họ liên quan tới một vụ cố ý phá hoại công ty của người khác có tổ chức và tính toán trước, ông cũng là đương sự, sẽ không biết chứ. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Thiên Dương lập tức thay đổi, đồng chí cảnh sát, lẽ nào cậu nghi ngờ là bọn họ sai khiến sao? Không tôi, đêm qua thông qua thẩm vấn, bọn họ đã khai toàn bộ rồi, ông mau tới đây đi. Cúp máy, sắc mặt của Lý Thiên Dương trở nên cực kỳ khó coi, quay đầu nhìn sang Vương Nhất, Mộng Đình và Mỹ Ngọc xảy ra chuyện rồi. Vương Nhất biết là chuyện gì, nhưng anh vẫn hỏi, xảy ra chuyện gì rồi sao? Lý Thiên Dương thở dài, nói, người phái người đập công ty Áo Tân, là bọn họ. Vương Nhất rất sửng dưng chỉ nhìn Lý Thiên Dương đầy thâm ý, vậy ba, ý của ba thì sao? Anh tôn trọng quyết định của Lý Thiên Dương. Trầm mặc hồi lâu, Lý Thiên Dương nói, ba tin bọn họ nhất định là quá tức giận nên mới làm như vậy, nói thế nào bọn họ cũng là vợ con và người thân của ba. Vương Nhất mỉm cười gật đầu, nếu ba đã quyết định như vậy, vậy con đi cùng với ba. Được. Lý Thiên Dương cảm kích nhìn Vương Nhất, hai người rất nhanh đã tới phân cục. Nửa tiếng sau, bọn họ nhìn thấy đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình ba ngày không gặp. Bọn họ đầu bù tóc rối ngồi ở đằng sau tấm kính, hai mắt ngây ngốc, sắc mặt tái nhợt, hơn nữa trên mặt ai cũng hoặc ít hoặc nhiều mang theo sự xanh xao và mệt mỏi, không khó tưởng tượng, nhất định là để lại khi thẩm tra. Lãnh Nhan đã dặn dò người bên dưới, khi cần có thể tiến hành, gọi món. Gọi món, là cách gọi của người trong ngành, những món bên trong thật ra đều là cực hình tàn khốc. Mỹ Ngọc, Mộng Đình. Lý Thiên Dương nhìn thấy bọn họ, không nhịn được mà gọi. Châu Mỹ Ngọc và Lý Mộng Đình lập tức ngẩng đầu lên, sau khi nhìn thấy là Lý Thiên Dương, vẻ mặt lập tức trở nên phẫn nộ. Lý Thiên Dương, cái đồ không có lương tâm, còn không mau cứu tôi và Mộng Đình ra ngoài, ông có biết tối qua chúng tôi chịu khổ thế nào không? Lý Mộng Đình cũng lớn tiếng khóc, bọn họ đánh con, đánh rất đau, ba, ba mau cứu con ra ngoài, con không muốn ở đây. Cô ta từ bé đã được chiều chuộng, đâu từng chịu khổ như này chứ. Đám người Châu Mỹ Hòa, Lý Sung, Châu Mỹ Hòa cũng than trời trách đất, nhưng ánh mắt nhìn Lý Thiên Dương vẫn tràn ngập phẫn nộ và thù hận. Giống như bọn họ phải chịu tai họa ngục tù là nhờ Lý Thiên Dương ban cho. Vương Nhất, lại là anh. Đột nhiên, Lý Mộng Đình nhìn thấy Vương Nhất, giọng nói lập tức trở nên nhói tai, sao ở đâu cũng có anh cút ra ngoài cho tôi. Những người khác nghe xong, sắc mặt cũng trở nên khó coi, bọn họ bây giờ là ở trong nhà giam, dáng vẻ nhếch nhác như này để Vương Nhất nhìn thấy, thật sự khó chịu hơn so với việc giết bọn họ. Vương Nhất lạnh lùng nhìn bọn họ, trong mắt không hề có chút đồng cảm. Lý Thiên Dương nhìn sang nhân viên bên trong, tôi phải như nào mới có thể cứu bọn họ ra ngoài. Rất nhanh, một quyển sổ được đưa tới, ký tên ở đây là được. Cảm ơn đồng ý, cảm ơn đồng chí. Lý Thiên Dương lập tức cảm ơn. Sau khi ký tên, đám người Châu Mỹ Ngọc, Lý Mộng Đình, Châu Mỹ Hòa được thả ra. Tuy nhiên, bọn họ không hề cảm kích, ngược lại tiếp tục mắng chửi. Tại sao muộn như vậy mới tới cứu chúng tôi, sao không tới sớm? Hại chúng tôi chịu khổ như vậy. Đừng tưởng ông tới cứu chúng tôi thì chúng tôi sẽ tha thứ cho ông, tiền nên chia, một đồng cũng không thể thiếu. Hành vi lời nói, giống như Lý Thiên Dương đến cứu bọn họ là chuyện hiển nhiên. Vương Nhất ở đằng sau nhìn, ánh mắt càng lúc càng lạnh. Nhắc đến tiền, Châu Mỹ Ngọc cũng dường như nghĩ tới điều gì đó, kéo lấy Lý Thiên Dương, nói, cho tôi 2.640 tỷ mà tập đoàn Lệ Tinh cho ông. Nghe vậy, sắc mặt của Lý Thiên Dương hơi thay đổi, hỏi, bà muốn làm gì? Trả nợ, Châu Mỹ Ngọc nói rất hùng hồn. Trả nợ gì? Lúc này, một nhân viên cảnh vệ ở một bên nói, chuyện nhà họ Châu rửa tiền đã làm rõ. Tất cả người của nhà họ Châu cần phải cùng nhau bồi thường 15.000 tỷ tiền vi phạm hợp đồng cho trụ sở ngân hàng. Cái gì? 15.000 tỷ? Cả người Lý Thiên Dương như bị sét đánh, sau khi hoàn hồn, vẻ mặt tái xanh nhìn Châu Mỹ Ngọc, từ chối, không được. Ông không cho.
Sắc mặt của Châu Mỹ Ngọc lập tức trở nên u ám, tức giận nói, ông có còn lương tâm không? Nhà tôi xảy ra chuyện rồi, kêu ông bỏ ra chút tiền ông cũng không chịu, tôi nói cho ông biết, số tiền này không muốn bỏ ra cũng phải bỏ ra. Ông là chồng của tôi, cũng coi là người của nhà họ Châu, món nợ này, ông cũng phải gánh. Cả người Lý Thiên Dương run rẩy, sắc mặt cực kỳ khó coi, tức đến mức nói không thành lời. Vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng bỗng vang lên. Bà không phải phao tin muốn phủi sạch quan hệ với ba tôi hay sao, còn trở về nhà mẹ đẻ, sao bây giờ lại nhớ tới là người một nhà rồi? Vương Nhất từ từ bước tới, lạnh lùng nhìn Châu Mỹ Ngọc, nói, nếu đã trở về nhà mẹ đẻ, tất cả số nợ của nhà họ Châu không có một chút liên quan gì với ba tôi cả. 15.000 tỷ này, các người tự trả, không liên quan tới chúng tôi. Châu Mỹ Ngọc quay đầu nhìn, vậy mà là Vương Nhất, ngay lập tức càng thêm tức giận. Thì ra là tên phế vật cậu đã bị đuổi ra khỏi nhà rồi, có tư cách gì quản chuyện của nhà chúng tôi. Nói xong, Châu Mỹ Ngọc tát một cái về phía Vương Nhất. Bốp, ánh mắt của Vương Nhất rét lạnh, trong nháy mắt bắt lấy cổ tay của Châu Mỹ Ngọc, hơi dùng sức, lập tức khiến Châu Mỹ Ngọc đau mà la oai oái. Á, đau, đau, phế vật, tôi cảnh cáo cậu, mau buông tay ra cho tôi. Dừng tay cho tôi. Vào lúc này truyền tới tiếng quát đầy khí thế. Tất cả mọi người nhìn qua, chỉ thấy ở cửa có mấy chiếc taxi dừng lại. Cửa xe mở ra, Châu Chí Kiên dẫn tất cả mọi người của nhà họ Châu từ trong xe bước xuống. Nhìn thấy một màn này, Châu Mỹ Hoa giống như uống thuốc an thần, lập tức trở nên vui khi người khác gặp họa. Châu Mỹ Ngọc càng tự tin hơn, vẻ mặt cao ngạo nhìn Vương Nhất nói, Vương Nhất, tôi khuyên cậu tốt nhất vẫn là buông tôi ra, rồi tự mình tát mình hai cái, nếu không ba tôi tới rồi, xem ông ấy xử lý cậu như nào. Người tao nói là mày đấy. Tuy nhiên, Châu Chí Kiên lại xanh mét mặt mày lớn tiếng quát một tiếng, đi tới trước mặt Châu Mỹ Ngọc, tát mạnh bà ta một cái. Tao không có đứa con gái bất hiếu như mày.